Vân Thiếu khen nhầm rồi, liên quan đến lợi ích bổn tộc, tự nhiên phải kiệt lực mà làm. Ngược lại Vân Thiếu tựa hồ là nhân vật cực kỳ nhạy cảm trong cuộc chiến hai tộc này thì phải, hiện giờ đang bị khắp thiên hạ truy nã đấy. Bắc Minh Lai Phong lạnh lùng nói. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Khắp thiên hạ truy nã, trò đùa này cũng quá lớn rồi, nhiều nhất chỉ là Thành Hồng Nguyệt truy nã ta, nhân sinh trên đời, cũng không thể không có cửu nhân nào a. À, nói như vậy Thành Hồng Nguyệt truy nã Vân Thiếu ngược lại là thù riêng sao? Bắc Minh Lai Phong hừ lạnh một tiếng, trong mắt tuôn ra một đoàn sát cơ đến. Đối với Lý Vân Tiêu, hắn một mực cảm thấy uy hiếp thật sâu, hiện giờ cũng là một cơ hội tuyệt hảo để loại bỏ, trong mắt hắn lập lòe hàn quang, không chút che giấu sát cơ của mình. Tất cả mọi người đều thấy căng thẳng, hàn ý trên người Bắc Minh Lai Phong khiến sắc mặt mọi người đều nặng nề, cảm thấy lo lắng. Qua Chính Tường vội vàng ra khỏi hàng, nói. Trong này tất nhiên có hiểu lầm. Vừa rồi nếu không có Vân Tiêu đại nhân liều chết chiến đấu thì sợ rằng còn không kịp chờ Lai Phong đại nhân tới cứu viện, nơi này đã sớm rơi vào tay giặc rồi a. Hừ, đã sớm rơi vào tay giặc sao? Thành chủ đại nhân cũng quá mức khuếch đại tác dụng của Lý Vân Tiêu rồi a. Nguyễn Tích Tuyền cũng đứng dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, mỉa mai nói. Trong chiến đấu hắn có tài đức gì lại được tán dương như vậy chứ, ta có thể chịu trách nhiệm mà nói. Trận chiến này nếu không có hắn, kết quả cũng không có gì tê hay đổi cả. Sắc mặt mọi người đều đen lai, bổn sự không biết xấu hổ của Nguyễn Tích Tuyền này cũng thật lợi hại, nhưng hắn dù sao cũng là người Thành Hồng Nguyệt, thực lực bản thân cũng rất mạnh, tất cả mọi người không ai dám lên tiếng cả, sợ đắc tội với hắn. Trên mặt Bắc Minh Lai Phong lộ ra vui vẻ, nói. Quả là thế, ta biết ngay người này là loại lừa đời lấy tiếng mà, Lý Vân Tiêu ngươi còn lời gì để nói không? Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, nói. Ngươi nhìn người chỉ trích ta là ai, đây không phải là thù riêng với Thành Hồng Nguyệt thì là gì chứ? Trên mặt Nguyễn Tích Tuyền lộ vẻ lạnh lùng, nói. Hôm nay mặc ngươi xảo môn cũng khó thoát khỏi Bắc Minh thế gia xử tội. Ta thấy xảo môn là Tích Tuyền đại nhân ngươi thì đúng hơn. Kinh Vĩnh Dạ vẻ mặt oán giận, trực tiếp đứng ở sau lưng Lý Vân Tiêu, lạnh lùng nói. Công đạo tự ở nhân tâm. Há có thể cho phép các ngươi tùy ý sửa chữa, vừa rồi nếu không có Vân Tiêu đại nhân, hiện giờ có mấy người còn sống. Kinh Vĩnh Dạ ta thực lực thấp kém, nhưng là người có liêm sỉ. Mấy người Thác Nguyệt kiếm phái đều lộ vẻ mặt kiên quyết, nhao nhao ra khỏi hàng đứng ở sau lưng Lý Vân Tiêu. Thoáng cái không ít người cũng bắt đầu động, đội viên, chiến nhận, còn có một ít võ giả may mắn còn sống sót cũng đều yên lặng ra khỏi hàng, dùng hành động thực tế để ủng hộ Lý Vân Tiêu. Qua Chính Tường vẻ mặt nghiêm nghị, lạnh lùng nói. Nếu Bắc Minh thế gia thật sự quyết định động thủ với Vân Tiêu đại nhớ, thứ cho Thành Bạch Sung ta không thể ngồi yên không lý đến. Hắn mang theo người Thành Bạch Sung cũng nhao nhao tụ tập ở sau lưng Lý Vân Tiêu. Sắc mặt Bắc Minh Lai Phong đại biến, mặt giận dữ, lạnh giọng nói. Tất cả người đứng thành hàng phải nghĩ cho kỹ đấy, một khi sai, chính là vạn kiếp bất phục. Hắn vừa lên tiếng. Lập tức khiến toàn thân những người chuẩn bị ra khỏi hàng kia đều run lên, nhìn thoáng qua cao thủ Bắc Minh thế gia, cùng với chiếc chiến hạm cửu giai cực lớn kia, cuối cùng đều rút chân về, không ai dám đứng ra nữa. Nhan Thụ Thư lại trực tiếp đứng ở sau lưng Bắc Minh Lai Phong, lạnh lùng quát. Đám các ngươi là thứ gì chứ? Vong ân phụ nghĩa, nếu là không phải Lai Phong đại nhân kịp thời đuổi tới, các ngươi có thể còn sống sót sao? Chính thức cứu tánh mạng mọi người chính là Bắc Minh Lai Phong đại nhân a. Một ít người liếc nhìn nhau, sau đó cũng đứng ở bên phía Bắc Minh Lai Phong, nhưng chỉ giải rác mấy người. Trên bầu trời thoáng cái liền phân thành ba phái, xa xa mà đứng, nhiều nhất chính là những người lặng yên không lên tiếng, hào khí thoáng cái trở nên lạnh lùng. Ngạc Nhạc Trì trong đám người trầm tư một hồi, rốt cục bước ra ngoài, đứng ở bên Bắc Minh Lai Phong, ôm quyền nói. Lý Vân Tiêu chính là người Thành Hồng Nguyệt truy nã, kính xin Lai Phong công tử ra tay bắt giữ lấy hắn giao cho Thành Hồng Nguyệt xử trí. Hắn tuy rằng cũng nhìn ra tác dụng của Lý Vân Tiêu trong trận chiến vừa rồi, nhưng mình dù sao cũng là người Thành Hồng Nguyệt, phải có lập trường tông môn mới được. Sắc mặt Bắc Minh Lai Phong lúc này mới chuyển biến tốt đẹp, cười lạnh nói. Như các vị mong muốn. Ánh mắt của hắn hướng quét qua đám người trung lập, làm ra thủ thế mời, lạnh lùng nói. Còn ai ủng hộ Lý Vân Tiêu nữa không, thỉnh cùng nhau đi qua đi. Sắc mặt tất cả mọi người đều biến hóa,
đây là uy hiếp trắng trợn, nhưng không ai dám ra khỏi hàng cả. Trong đó khó xử nhất là Liêu Dương Băng, thần sắc trên mặt dãy dụa cực độ, mấy lần muốn đi ra ngoài nhưng lại không cất bước nổi. Tình thế trước mắt chỉ cần Bắc Minh Thế Gia ra tay, Lý Vân Tiêu sẽ tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi, nhưng thấy bộ dạng lạnh nhạt kia của Lý Vân Tiêu, thần sắc không có chút khẩn trương, có lẽ vẫn còn át chủ bài để ứng đối. Cắn răng một cái, Liêu Dương Băng cũng đứng ra, đi đến bên người Lý Vân Tiêu nói. Ta tin tưởng vững chắc Vân Tiêu công tử tuyệt không phải người ngông cuồng, trận chiến vừa rồi chư vị đều có thể may mắn sống sót, kính xin các vị tự hỏi lòng một chút đi. Một câu nói kia khiến không ít người cúi đầu, trên mặt lộ ra xấu hổ. Nhan Thụ Thư cười lành lạnh nói. Nói nhảm với bọn họ làm gì, loại bại hoại nhân tộc này đã sớm nên thu thập, kính xin chư vị đại nhân Bắc Minh Thế Gia ra tay. Thần sắc trên mặt Bắc Minh Lai Phong lạnh lẽo, tay giơ lên điểm xuống, nhe răng cười nói. Bắt lấy Lý Vân Tiêu, người phản đối giết không tha. Trên bầu trời khí tức ngưng tụ, tất cả mọi người cảm thấy hàn ý vô biên, nhao nhao lui về phía sau, phía chân trời thoáng cái trống ra mảng lớn. Hừ, đối phó cặn bã như vậy, công tử chỉ cần một đạo mệnh lệnh là được, không cần tự mình lộ diện. Mọi người chỉ thấy bóng người lóe lên, hai tên cường giả võ đế lập tức xuất hiện ở trước người Bắc Minh Lai Phong. Một người trong đó đúng là Tết Cường giả võ đế tứ tinh ngày đó kết thù với Lý Vân Tiêu ở Trấn Hải Thiên, trên mặt hắn lộ ra hàn ý và mỉa mai, ánh mắt nhìn Lý Vân Tiêu giống như đang nhìn một người chết vậy. Người khác nói, kẻ này dù sao cũng được vinh danh là nhân tài mới xuất hiện đệ nhất nhân, vạn lần không được chủ quan. Người nọ cười to nói, ha ha, nếu lòng ngươi có băn khoăn, vậy thì ở một bên xem là được. Người nọ trực tiếp hóa thành một đạo quang mang phóng tới Lý Vân Tiêu, tên đồng bạn kia cười nhạt một tiếng, cũng theo sát theo phía sau. Hai người tuy rằng đều là võ đế tứ tinh, nhưng uy danh Lý Vân Tiêu quá thịnh, vẫn sợ sẽ có sơ suất và ngoài ý muốn gì đó. Hai người lăng không bay tới, khí thế trên người thoáng cái tăng lên tới cực điểm, toàn bộ bầu trời một mảnh băng hàn thấu xương, một ít cường giả võ tôn đê dai ở sau lưng Lý Vân Tiêu nhao nhao lạnh phát run, đôi môi run lên. Nhưng tuy vậy vẫn không hề có ai lui ra phía sau. Ánh mắt Liêu Dương Băng lộ ra sầu lo, hắn tự nhiên không phải lo lắng hai tên võ đế tứ tinh này, mà là Bắc Minh Thế Gia không biết còn bao nhiêu cường giả trong chiến hạm, huống hồ chiến hạm cửu giai này cũng không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Hiện giờ hắn đã sinh ra lòng hoài nghi với quyết định của mình, thậm chí là có chút hối hận, dù sao đắc tội Bắc Minh Thế Gia tuyệt đối sẽ không được gì tốt. Nhưng việc đã đến nước này, đã không thể xoay chuyển nữa. Chỉ có thể một con đường để đi tôi. Mặt qua chính tường cũng lạnh như băng, quyết định đi tới cùng với Lý Vân Tiêu, hắn lăng không muốn bước ra nghênh địch. Đột nhiên một cánh tay duỗi ra ngăn hắn lại. Hai mắt Lý Vân Tiêu ngưng lại, bước ra một bước, lạnh nhạt nói. Đã như vậy, hôm nay ta đành phải giáo huấn người thừa kế Bắc Minh Thế Gia rồi. Thanh âm của hắn cũng không lớn, lại truyền rõ ràng vào tai mọi người, khiến mọi người một hồi hoảng sợ. Chẳng biết tại sao, trong lòng tất cả mọi người đều thấy lạnh cả người, tựa hồ hắn nói được là sẽ làm được, truyền nhân của Bắc Minh Huyền Cung, một trong bảy đại thế lực siêu cấp hôm nay sẽ phải thật sự bỏ mạng tại đây. Bắc Minh Lai Phong cũng giật mình, lộ ra vẻ mặt sợ hãi, đối phương chẳng qua chỉ nói một câu rất bình thường mà thôi, vì sao mình lại cảm thấy sợ hãi như thế chứ? Mình chính là truyền nhân mà Bắc Minh Huyền Cung khâm định, là bá chủ thiên hạ tương lai a. Nói khoác không biết ngượng. Hóa thành cho tàn cho ta. Tên võ đế tứ tinh kia lăng không đánh xuống một chưởng, một đạo hàn khí nổi lên trên lòng bàn tay hắn, giống như một cây băng chùy cực lớn phá không mà xuống, không khí bốn phía trực tiếp kết băng, biến thành màu lam nhạt âm lãnh. Hàn băng chân khí của Bắc Minh Huyền Cung không chỉ cực lạnh, hơn nữa còn mang theo hàn độc rất mạnh, một khi nhập vào cơ thể liền sẽ không ngừng phá hư kinh mạch thân thể, ăn mòn căn cơ võ đạo, chính là thần thông ác độc lợi hại hiếm có trong thiên hạ. Lý Vân Tiêu có chút ngẩng đầu lên, nói khẽ. Lần trước ta đã nói muốn đánh ngươi, nhưng vẫn cho ngươi một cơ hội, đáng tiếc ngươi không quý trọng, vậy trong phiến thiên địa này không còn ai cứu được ngươi nữa rồi. Khí tức trên thân hắn bỗng nhiên kéo lên, lập tức đạt tới đỉnh, lực lượng võ đế nhị tinh bạo phát ra. Cái gì? Người Bắc Minh Thế Gia đều kinh hãi, Bắc Minh Lai Phong càng ngốc trệ, ngây ngốc đứng ở đó. Lúc trước trên thành Hồng Nguyệt, Lý Vân Tiêu chẳng qua chỉ là võ tôn lục tinh hắn cũng đã không dám ngăn cản phong mang,
chỉ có thể khuất nhục trốn trong hư không. Hiện giờ mới qua bao lâu? Mình nhờ vào vô số thiên tài địa bảo tùy ý tiêu xài mới chỉ khó khăn lắm bước vào tam tinh chi cảnh, còn đối phương cũng đã vượt qua một đại cảnh giới, đuổi thẳng theo mình. Nếu Lý Vân Tiêu võ tôn lục tinh ở thành Hồng Nguyệt đã có thể so với võ đế tứ tinh, như vậy Lý Vân Tiêu giờ đã là võ đế nhị tinh, chiến lực của hắn. Bắc Minh Lai Phong chỉ cảm thấy tay chân lạnh như băng, trong cổ họng giống như có gì đó bị kẹt cứng vậy, không thể lên tiếng nổi. Trong mắt Lý Vân Tiêu hiện lên một tia tàn khốc, tay giơ lên lăng không chụp tới băng chùy kia, toàn bộ đại thủ không ngừng hóa thành màu vàng, giống như kim thủ vậy. Tên võ đế tứ tinh kia cũng bị tu vị Lý Vân Tiêu dọa cho rung động một chút, tựa hồ ý thức được trận chiến này tuyệt không đơn giản, nhưng thấy đối phương lại muốn dùng tay không tiếp lấy hàn băng chân khí, lập tức vui mừng quá đỗi, cuồng thiếu nói. Ha ha, cuồng vọng chính mình muốn chết, không ai cứu được ngươi nữa rồi. Nguyên lực trong tay hắn càng thêm tăng cường vài phần, băng chùy kia lần nữa ngưng tụ mấy vòng, lượn vòng mà xuống. Bành bành bành, thanh âm ma sát cực lớn truyền đến. Đại thủ kim sắc của Lý Vân Tiêu trực tiếp cầm chặt mũi chùy, chấn trụ nó lại, không ngừng chấn ra đại lượng vụn băng bắn khắp tứ phía, hàn khí Lý Vân Tiêu như xương trắng mịt mờ, bao phủ lấy hai người vào trong đó. Cái gì? Tên võ đế tứ tinh kia trong nội tâm rung mạnh, uy lực chiêu này bản thân hắn rõ ràng nhất, không phải huyền khí cửu giai căn bản không có khả năng tiếp được. Chẳng lẽ cánh tay này của hắn đã đạt đến cường độ huyền khí cửu giai rồi sao? Hiện thực tàn khốc không cho hắn thời gian tiếp tục suy nghĩ, thế xoáy của băng chùy đã hoàn toàn bị ngăn trở, bị Lý Vân Tiêu chụp chặt trong tay. Ngươi! Nội tâm hắn hoảng sợ nói, nhưng vừa nói ra một chữ, đã thấy được một màn khó có thể tin, băng chùy kia ầm ầm một tiếng đã bị cắt đứt. Hắn sợ hãi há to mồm, sau đó liền thấy Lý Vân Tiêu bỗng nhiên biến mất tại chỗ, thoáng cái thuấn di đến trước mặt hắn, cơ hồ dán lấy thân thể của hắn. Thoáng cái đã nhét nửa băng chùy cực lớn kia vào trong cái miệng đáng há to ra kia. Phanh! Băng chùy trực tiếp nổ bung trong miệng tên võ đế tứ tinh kia, cả đầu bị nổ nát bấy, biến thành một cỗ thi thể không đầu, lại không có một giọt tiên huyết chảy ra, thân thể đã hoàn toàn bị đóng băng rồi. Tất cả mọi người đều cảm thấy rét run, khó mà tin được tất cả trước mặt, một gã võ đế tứ tinh lại bỏ mạng như vậy sao? Tên đồng bạn kia sau nháy mắt ngốc trệ vê liền lập tức hóa thành một đạo quang mang bỏ chạy, toàn bộ tiềm năng cả đời đều hoàn toàn bộc phát vào thời khắc này, nhưng vẫn hối hận không luyện nhiều độn thuật một chút, cảm giác mình chạy thật sự quá chậm. Đùng! Không trung truyền đến thanh âm một đạo lôi điện lập lòe, liền thấy lôi quang ngang trời mà qua, trực tiếp đuổi theo tên võ giả kia, cả người hóa thành một mảnh lôi hải điện ngục màu xanh, lướt qua người tên võ giả kia. Đùng đùng! A à! Tiếng kêu thảm thiết cực lớn từ trong lôi ngục màu xanh kia truyền ra, thân thể tên cường giả võ đế kia không ngừng run rẩy, trên mặt lộ ra vặn vẹo thống khổ cực độ. Trong lôi quang, gương mặt Lý Vân Tiêu hiện ra, một tay hóa thành thật thể giơ cái búa trong tay lên cao đánh xuống tên võ đế kia. Ầm ầm, bầu trời đều chấn động, một mảnh lôi điện tách ra trên đỉnh đầu võ đế kia, cả cái đầu toàn bộ đều hóa thành thịt nát, thất khiếu chỉ chảy ra máu, mà còn có các loại vàng trắng nữa. Đùng đùng, lôi quang vừa thu lại, hai cổ thi thể đã trực tiếp rơi xuống từ không trung, phốc phốc ngã vào trong phế tích bên dưới, trở thành hai trong vô số thi thể, khó có thể phân biệt rõ ràng. Lý Vân Tiêu hiển hóa ra, im im lặng lặng đứng trên trời cao, thần thái tự nhiên, tựa hồ căn bản như chưa từng động tay, chỉ là hàn mang như nước kia đảo qua hư không, nhìn về phía Bắc Minh Lai Phong. Không chỉ Bắc Minh Lai Phong hít một hơi lạnh, cả kinh liên tiếp lui về phía sau. Dù là bọn người Nguyễn Tích Tuyền và Nhan Thụ Thư cũng sợ tới mức hồn phi phách tán, liên tiếp lui về phía sau, toàn bộ đội hình Bắc Minh thế gia thoáng cái chỉnh thể lui về phía sau vài trăm mét. Lý Vân Tiêu hai tay thả lỏng phía sau, giơ chân lên đến dẫm trên hư không bước ra trước một bước. Đội hình Bắc Minh thế gia lần nữa tao động một phen, liên tiếp lui về phía sau mấy chục thước. Lý Vân Tiêu nhướng mày, nói. Sao thế, ta đi lên phía trước một bước. Các ngươi đã lui ra trăm mét, cái này phải đến khi nào mới có thể bắt ta về thành Hồng Nguyệt chứ? Bọn người Nguyễn Tích Tuyền nguyên một đám đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng đa số vẫn là sợ hãi. Bắc Minh Lai Phong vội vàng ổn định tâm thần, lời Lý Vân Tiêu nói giống như khuất nhục cực lớn, khiến hắn nghiến răng nghiến lợi. Mình chính là bá chủ thiên hạ tương lai, nếu là giờ phút này lui bước sẽ mất hết mặt mũi, tương lai sao có thể hiệu triệu thiên hạ được nữa?
hắn cắn răng lạnh giọng nói. Lý Vân Tiêu, người điên rồi, lại dám giết người Bắc Minh Huyền cung ta, phiến thiên hạ này không còn chỗ cho ngươi dung thân nữa rồi. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, nói. Tranh thủ thời gian khiến ta không có chỗ dung thân đi. Hắn lại bước ra một bước. Sầm ào ào. Đám người kia lần nữa lui ra phía sau một mảnh, chỉ để lại một mình Bắc Minh Lai Phong đứng ở phía trước. Bắc Minh Lai Phong xanh cả mặt, trong lòng cũng lan tràn sợ hãi, nhưng thời khắc này hắn tuyệt đối không thể lui, hai hàng mồ hôi lạnh dọc theo hàng tóc mai chảy xuống. Hừ, tuổi còn trẻ đã không coi ai ra gì, thủ đoạn tàn nhẫn như thế, xem ra Thành Hồng Nguyệt truy nã ngươi quả nhiên không sai. Trong chiến hạm cửu giai một mực xoay quanh ở trên không đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh lạnh như băng. Sau đó chính là một lớp sương lạnh đáp xuống, bầu trời tuyết bay, thoáng cái khí tượng đại biến. Tuy hơi lạnh bay lên, nhiệt độ hạ thấp, nhưng Bắc Minh Lai Phong lại cảm thấy giống như ánh dương cao chiếu, hàn ý nơi đáy lòng thoáng cái bị xua tán, hắn cơ hồ muốn khóc lên, cao giọng nói. Thỉnh thất thúc ra tay bắt giữ người này, trừ hại cho thế gian. Tất cả mọi người đột nhiên rung động, trong thần trí và ánh mắt của bọn hắn, căn bản không phát giác được bất luận động tĩnh gì, liền phát hiện trước mắt chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một người, trường bào màu trắng bay phất phới trên không trung, mặt hướng Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nhìn tên cường giả trước mắt, trong nội tâm không có bất kỳ ấn tượng nào cả, đoán chừng cũng chỉ là nhân vật lao la, hắn cau mày nói. Bắc Minh Huyền cùng những thứ khác không có, chỉ có cóc là nhiều. Vô liêm sỉ, lại dám nói năng lỗ mãng. Cường giả áo bào trắng kia sắc mặt phát lạnh, cả giận nói. Vốn định cho ngươi một cái chết thống khoái, nhưng giờ xem ra người không cần a. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. A, cường giả áo bào trắng lạnh lùng nói. Vốn chỉ cần ngươi quỳ xuống nhận sai, ta có thể trực tiếp cho ngươi cái chết thống khoái, nhưng hiện giờ đã chậm, xin nhớ kỹ giết ngươi là cường giả danh tiếng, Bắc Minh Trạch. Đến địa phủ cũng có thể khóc lóc với Diêm Vương a, ha ha. Trên mặt hắn lộ vẻ mỉa mai và cười nhạo, tựa hồ cảm thấy Lý Vân Tiêu đã mất đi cơ hội sẽ ảo não. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, cau mày nói. Đám các ngươi tìm đâu ra cảm giác về sự ưu việt này thế? Mới vừa rồi còn bị ta giết hai người, sợ tới mức thiếu chút phát khóc, sao giờ lại uy phong thế? Chẳng lẽ Bắc Minh Huyền cung các ngươi chết càng nhiều người càng uy phong sao? Đáng chết. Bắc Minh Trạch tức đến đỏ bừng cả khuôn mặt, giận dữ giống một tiếng, khí tức liền lăng không nổ bung, một cổ áp lực vô tận bùng ra, đánh tới phía trước. Tất cả mọi người đều chấn động mãnh liệt, cổ uy áp này quá mạnh, chỉ có võ đế cao giai mới có. Trong lúc nhất thời tâm tình tất cả không giống nhau, bọn người Nhan Thụ Thư thì đại hỉ, ám thầm mắng mình kinh hoàng quá độ, khiến cho vừa rồi mất hết mặt mũi, có người Bắc Minh Huyền cung ở đây. Trên không còn có một chiếc chiến hạm cửu giai tỏa chấn, đối phương có thể gây ra sóng gió gì chứ? Hừ, võ đế thất tinh sao? Thực lực không đủ nhìn a. Lý Vân Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, hóa trưởng làm kiếm, nhấc tay đánh xuống. Oanh! Áp lực vô cùng kia liền bị chém ra, không gian trước người vặn vẹo lắc lư. Ta nhất định phải dùng móc móc cái đầu lưỡi của ngươi lên mới được. Bắc Minh Trạch tức đến giận sôi lên. Hét lớn một tiếng liền hóa thành một đạo bạch quang lăng không nhào tới, trong tay khắp một đạo quyết ấn vỗ ra ngoài. Không trung mang theo một hồi huyễn quang vân, như vạn nhận cự sơn từ cửu thiên rơi xuống, lực lượng bàng bạc mênh mông tản ra, chấn nhiếp nhân tâm. Đây là lực lượng của võ đế cao giai a. Trong lòng mọi người đều sinh ra một cổ kinh hãi và hướng tới, thêm nữa. Là biểu lộ bất đồng hiển lộ trên mặt, lo lắng, có mừng rỡ. Ánh mắt Liêu Dương Băng cũng lộ vẻ lo lắng, tuy rằng Lý Vân Tiêu từng một kiếm chém giết võ đế lục tinh, nhưng đó là toàn bộ lực lượng của hắn, sau một kiếm phải hồi lâu mới khôi phục lại được. Lý Vân Tiêu đối mặt một chiêu kia lại không chút nhượng bộ, trực tiếp duỗi ra một ngón tay, lăng không điểm ra ngoài. Cái gì, hắn vậy mà muốn dùng lực lượng một ngón tay chống lại ta sao, đáng chết a. Trong mắt Bắc Minh Trạch phun ra lửa, đã tức khiến bị thương ngũ tạng lục phủ rồi. Phanh, chỉ mang xẹt qua trời cao, như lưu tinh đảo qua, như một cục đá rơi vào trong mặt nước. Một chiêu ấn ký kia của Bắc Minh Trạch trực tiếp bị điểm trúng, và nước cường đại lan tràn trên không trung, vậy mà không thể nào rơi xuống nữa. Cái gì? Trong mắt Bắc Minh Trạch cũng lồi ra, chiêu này của hắn đừng nói là võ đế nhị tinh, coi như là võ đế lục tinh cũng phải trực tiếp trọng thương. Đáng chết a!
hắn cuối cùng hiểu rõ thực lực Lý Vân Tiêu không thể tính theo lẽ thường được. Thân hình xoay chuyển trên không trung, quyết ấn trong tay biến hóa ra, tốc độ thật chậm, nhưng mỗi một cái đều dẫn tới thiên địa dị tượng, tựa hồ đang phối hợp với chiêu thức của hắn. Đây là... Ánh mắt Bắc Minh Lai Phong lộ ra vẻ hoảng sợ, thì thào lẩm bẩm. Thiên ngoại tam thức, chẳng lẽ Lý Vân Tiêu đã cường đại đến mức phải dùng đến chiêu đó sao? Hắn trong lúc sợ hãi, ánh mắt cũng lộ ra sát ý rất mạnh, chưa bao giờ hắn lại muốn giết chết Lý Vân Tiêu như hiện giờ. Nhan Thụ Thư ở một bên quan sát thần sắc Bắc Minh Lai Phong, vội vàng nịnh nọt cười nói. Lai Phong đại nhân yên tâm, Lý Vân Tiêu kia chẳng qua chỉ là châu chấu, không nhảy được mấy cái đâu. Sắc mặt Bắc Minh Lai Phong phát lạnh, trong miệng khẽ nói. Cút, tuy rằng hắn cực muốn diệt sát Lý Vân Tiêu, nhưng cũng kính trọng thiên phú tuyệt đại và thực lực cường đại của hắn, nhìn bộ dạng của đám tiểu nhân Nhan Thụ Thư hắn chỉ cảm thấy một hồi buồn nôn muốn uể. Dáng tươi cười của Nhan Thụ Thư cứng lại, trên mặt xấu hổ dị thường, trong mắt của hắn hiện lên một tia lửa giận, may mắn lực chú ý của mọi người đều đặt vào chiến đấu, không có bao nhiêu người thấy hắn mất mặt. Thần sắc Lý Vân Tiêu cũng biến đổi, tựa hồ cảm nhận được áp lực của một chiêu kia, vội vàng thu hồi ngón tay, hóa thân lôi điện, bắt đầu ngưng tụ lôi cầu. Hàn băng thần thông của Bắc Minh Huyền Cung nhất định phải hấp thụ hàn khí trong chí bảo thiên ngoại huyền minh thạch. Tương truyền thứ đó là do chí âm chí hàn trong thiên địa hội tụ mà thành, cũng không phải vật của giới này, không biết sao lại rơi vào nhân gian, bị tổ tiên Bắc Minh gia đạt được, hơn nữa còn khai sáng ra một môn thần thông. Không chỉ như thế, khối thiên ngoại huyền minh thạch kia từ khi bắt đầu, trên đó đã in dấu ba thức thần thông rất mạnh, thức vốn vô danh, được tôn là thiên ngoại tam thức. Một là ngụ ý lai lịch chiêu này, hai là ngụ ý thần thông này cực mạnh, chỉ có thiên ngoại mới có. Lý Vân Tiêu tự nhiên nhận ra chiêu này, lúc này thần sắc mới đại biến, vội vàng một tay bấm niệm pháp quyết, vận chuyển chân nguyên tới cực hạn, toàn bộ bầu trời đều hóa thành lôi hải, không ngừng phát ra tiếng vang ầm ầm. Bản thể hắn hiển hóa ra trên lôi hải, tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải nâng lôi cầu, một đạo ma ảnh hiện ra phía sau, lăng không đứng lên, tản mát ra thâm thúy chi ý nhìn về phía trước. Cái này, đây là cái gì? Tất cả mọi người sửng sốt một chút, Bắc Minh Lai Phong cảm thấy hoảng sợ, cả kinh nói. Cự linh thần thông. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong mắt Bắc Minh Trạch hiện lên hàn ý, lạnh lùng nói. Tiểu tử, người thật sự là kỳ tài thiên cổ khó được, nhưng đáng tiếc không nên cuồng vọng như thế. Quyết ấn trong tay hắn lại hiện ra một cái phù hiệu màu bạc cổ quái, nháy mắt khi xuất hiện, thiên địa cũng theo đó đại biến, thoáng cái phong quyển tàn vân, một mảnh đông nghịt mãnh liệt kéo đến. Thiên ngoại tam thức chi ngô sinh hữu nhai. Thần sắc Bắc Minh Trạch và thời khắc này trở nên nghiêm nghị kính nể, một chiêu quyết ấn biến lớn trước người, lòng bàn tay hiện ra vòng xoáy tinh vân. Cùng bầu trời chiếu rọi lẫn nhau, chậm rãi đè xuống. Sắc mặt của hắn cũng trở nên tái nhợt, tựa hồ thi triển một thức thần thông này cũng dị thường cố hết sức. Đời gia chủ Bắc Minh Huyền Cung đạt được thiên ngoại huyền minh thạch kia khi tìm hiểu thần thông trong huyền thạch đã cảm khái võ đạo thật vô cùng, mà nhân sinh lại trôi qua quá nhanh, không thể khám phá tường tận, cho nên thở dài ta sinh có vách, mà đạo không bờ. Vì vậy thiên ngoại tam thức thức thứ nhất liền được hắn mệnh danh là Ngô Sinh Hữu Nhai. Hơn nữa lập nhiều luật thép, tộc nhân phải có được tu vị võ đế cao giai mới có thể tập được chiêu này. Bắc Minh Trạch cũng là lần đầu tiên thi triển ra, nguyên lực toàn thân không còn, toàn bộ bị hút vào lòng bàn tay, thoáng cái lung lay sắp đổ. Trong lòng của hắn hoảng sợ không thôi, giờ mới hiểu được vì sao tổ tiên lại lập ra thiết lệnh nhất định phải võ đế cao giai mới có thể tu luyện, một chiêu này yêu cầu đối với cảnh giới cực cao, không có tu vị võ đế cao giai. Mặc dù thi triển ra, sợ rằng bản thân cũng sẽ bị cuốn vào đó khó thoát được. Trong vòng xoáy tinh vân trên bầu trời, phảng phất có một đạo linh quang hội tụ, như ngôi sao lập lòe trong đó, chiếu sáng một mảnh thế giới đen tối. Rầm rập, dưới bầu trời truyền đến thanh âm nặng nề, trong tinh vân lưu chuyển, lôi hải điện ngục của Lý Vân Tiêu bắt đầu dần dần sụp đổ, hóa thành một mảnh dài hẹp lan tràn chui vào đó. Phanh, lôi cầu Lý Vân Tiêu nâng trong tay trực tiếp nổ bung. Tạc ra lôi điện đầy trời, vẻ mặt hắn ngất lịp, hoảng sợ nhìn lại, tinh vân đang không ngừng đè xuống. Ba, hắn lập tức chắp tay trước ngực, một đạo kim quang tản ra. Chân ma pháp tướng sau lưng cũng đồng thời khép hai tay lại, từng vòng hắc mang lưu chuyển ở bốn phía song trường, đột nhiên cùng đánh ra ngoài.
một đạo hắc mang cự đại như dòng chảy vẫn thạch tinh đánh vào trong tinh vân kia, xoáy lên phong bạo cực lớn, lại không thể ngăn cản được nó rơi xuống. 3. Hai cánh tay chân ma pháp tướng trực tiếp vỗ vào vòng xoáy, ngăn trở lại cổ thiên địa chi uy khó nói nên lời kia. Cái gì? Mọi người Bắc Minh thế gia hoảng sợ biến sắc, hoảng sợ nhìn qua. Chỉ thấy chân ma pháp tướng dưới vòng xoáy tinh vân không ngừng sụp đổ tiêu tán, ma khí trên người càng ngày càng yếu, nhưng dù vậy cũng khiến bọn họ khó giấu được kinh hãi, chiêu này căn bản là vô địch cùng giai, căn bản không phải cự linh thần thông của một gã võ đế nhị tinh có thể tiếp được. Theo chân ma cự linh bị áp chế, thân thể Lý Vân Tiêu cũng đột nhiên siết chặt, phảng phất nhận lấy áp lực vô biên, nhưng lưng đeo núi cao vậy. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, từng đạo kim mang phá thể mà ra, hóa ra ba đầu sáu tay, trên mỗi cánh tay đều cầm lấy một kiện binh khí, trong đó một tay bấm niệm pháp quyết chỉ dẫn, 11 chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm hóa xuất kiếm hình, xuyên thẳng qua mà đi. Kiếm quang chém vào tinh vân, như đá chìm đáy biển, chỉ tóe lên một tia rung động. Thần sắc Lý Vân Tiêu lạnh lẽo, quyết ấn trong tay biến đổi, không trung lập tức tuôn ra một đạo kiếm phù, càng lúc càng lớn, 11 chuôi kiếm xếp thành trận, kiếm khí khủng bố càng ngày càng mạnh, ngăn dưới vòng xoáy tinh vân kia, bị ép tới không ngừng chiến minh, thân kiếm run đến lợi hại. Còn em ngươi, Lý Vân Tiêu tức giận mắng một câu, thiên kiếm đồ hội tụ 11 kiếm cũng không ngăn được một chiêu kia, dần dần sụp đổ, hắn cắn răng một cái, giơ lên mộ vân kính, kính càng bắn ra. Tinh mang và kính quang đánh vào nhau, trên, mộ vân kính vậy mà nổi lên một hồi rung động, phát ra thanh âm ông ông. Lý Vân Tiêu cắn răng một cái, lãnh kiếm băng xương rút kiếm thế cùng một chỗ, nguyên một đám ma ha cổ văn bắn ra, hàn khí cực hạn vờn quanh trên thân kiếm, khai ra đóa đóa băng hoa. Ở trước mặt người Bắc Minh Huyền Cung hắn không dám thi triển kiếm quyết, nhưng lấy kiếm ý vô thượng của hắn, bất luận chiêu thức nào trong tay hắn đều có thể trích tinh trục nguyên. Thanh Liên kiếm ca. Trường kiếm giơ lên, một mảnh băng chi hải dương tản ra trên bầu trời, hàn khí như sương như khói, lạnh thấm vào ruột gan, cho người một loại cảm giác lạnh lẽo. Cái lạnh của lãnh kiếm băng sương còn trên cả Bắc Minh huyền khí. Trên bầu trời tách ra đóa đóa băng hoa, giống như băng hồn của Tuyết Chi Quốc đang nhẹ nhàng nhảy múa vậy. Lý Vân Tiêu ngưỡng không mà trông, nói từng chữ. Chi bách hoa tể phóng. Băng hoa đầy trời thoáng cái trở nên lăng lệ ác liệt, tuyết chi thế giới lạnh băng kia đột nhiên binh giả ỉ, ngưng tụ thành hàn băng kiếm ý vô thượng phóng lên trời, chém vào tinh vân. Ầm ầm, một mảnh tinh quang hải vân kia lập tức run rẩy, lực lượng vòng xoáy lập tức đình trệ, toàn bộ bầu trời đều nhao nhao sụp đổ. Oanh, trong tinh vân tách ra một đạo lam sắc quang mang rất mạnh, chém cả vòng xoáy thành hai khúc. Rầm rầm, lực bạo phá mạnh mẽ vang lên liên tiếp. Phảng phất một phương thế giới hủy diệt, toàn bộ bầu trời trực tiếp vỡ thành hai mảnh, lực trùng kích cường đại tản khắp mọi nơi. Oanh! Hai người Lý Vân Tiêu và Bắc Minh Trạch đồng thời bị dư âm cuốn vào, bị xé rách tiến vào trong cái khe bị bổ ra trên trời cao. Mà ngay cả chiến hạm cửu giai vắt ngang trên bầu trời cũng bị lực trùng kích ảnh hưởng, nhộn nhạo trên bầu trời, bị một luồng lực lượng sóng thôi động phải lui về phía sau. Bắc Minh Trạch nhìn trời cao vỡ ra, cả người đều triệt để ngốc trệ, thẳng đến khi bị cuốn vào mới triệt để tỉnh lại, vội vàng nguyên lực hộ thể, một quyền đánh bay thế giới, muốn lao ra. Oanh! Nhưng một quyền của hắn lại như đánh lên miếng sắt, bị đều chấn trở về, từ cánh tay truyền đến thanh âm cốt bạo, rõ ràng vỡ vụn một mảnh. Cái gì? Bắc Minh Trạch đột nhiên hít một hơi lạnh, hoảng sợ phát hiện phía trước quyền mang dần dần hiện ra đạo đạo kim quang, chậm rãi ngưng tụ ra bóng dáng Lý Vân Tiêu. Hai người đứng trong cái khe đen kịt, lạnh lùng tương đối. Bắc Minh Trạch cảm thấy hoảng sợ, kinh sợ nói. Mau tránh ra, nếu khe hở khép lại, ta và ngươi đều sẽ xong đời đấy. Trên mặt Lý Vân Tiêu hiện lên vẻ mỉa mai nói. Chẳng qua chỉ là một cái thiên không liệt phùng mà thôi, chẳng lẽ trùng trùng của Bắc Minh gia lại sợ sao? Bắc Minh Trạch giận dữ hét. Ngươi biết cái gì, nếu bầu trời khép lại, không thể xác định tọa độ chính xác thì có lẽ sẽ vĩnh viễn trôi qua trên hư không, cuối cùng không thể trở về được nữa đấy. Lý Vân Tiêu lười biếng nói. Đã như vậy, ta phải mau chóng giết ngươi rồi. Ha, làm càn ngươi lại. Bắc Minh Trạch nộ quát một tiếng, chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười, mặc dù đối phương có khả năng phá vỡ Ngô Sinh Hữu nhai của hắn, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới đối phương thậm chí có dũng khí nói giết hắn, một chút ý nghĩ như vậy cũng chưa từng có.
nhưng lời nói vừa ra, liền lập tức cứng lại. Chỉ thấy trên lãnh kiếm băng xương lần nữa tuôn ra hàn khí, ở trong cái khe đen kịt hóa thành từng đoàn ánh sáng màu lam tản ra, kiếm ý vô biên nhộn nhạo ra từ thân kiếm, thậm chí còn trên cả một kiếm lúc trước. Bắc Minh Trạch trong lòng chấn động mãnh liệt, hoảng sợ nói. Ngươi, một kiếm vừa rồi ngươi vẫn còn lưu thủ. Hắn lúc này không chỉ đầu óc phát mộng, hơn nữa một cổ sợ hãi không hiểu lan tràn trong lòng, lực lượng trên thân kiếm kia mặc dù không bằng trước, nhưng loại kiếm ý kia cực kỳ mạnh mẽ, là hắn bình sinh ít thấy. Ngươi, Bắc Minh Trạch hoảng sợ, trong cổ họng vừa nhổ ra một chữ, đã nhìn thấy một đôi con ngươi đỏ bừng như nguyệt, vô cùng yêu dị tươi đẹp. Sau đó linh hải hắn đau xót, lập tức thất thần, liền kinh ngạc thấy dung nhan người trước mặt biến hóa, gương mặt thanh tú non nớt kia ớt thoáng cái hóa thành một gương mặt góc cạnh rõ ràng, dường như đã từng quen biết. À, ngươi là... Bắc Minh Trạch lập tức nhận ra khuôn mặt kia, trong đầu đột nhiên đau đớn như nổ tung, hai tay dốc sức liều mạng ôm đầu kêu rên, nhưng càng thêm khiến người toàn thân run rẩy là gương mặt người nọ, chỉ cần nhìn thấy một lần cả đời sẽ khó mà quên được. Dũng khí và tin tưởng của hắn ảo thời khắc này đột nhiên sụp đổ, rốt cuộc không còn chút chiến ý nào nữa, chỉ muốn thoát khỏi nơi điên cuồng này thôi. Thân thể của hắn như run rẩy, ôm đầu nhìn quanh mọi nơi, lại thấy một đôi mắt huyết sắc cực lớn treo trên cao. Lạnh lùng nhìn qua hắn. Là hắn, thật là hắn. Bắc Minh Trạch kiệt lực gào thét, nhưng không ai có thể nghe thấy, sợ hãi cực lớn đánh tan lòng tin và ý chí của hắn, cuối cùng đánh tan võ ý của hắn. Gương mặt hoảng sợ kia bỗng nhiên trở nên ngốc trệ, sau đó nở nụ cười ngây ngốc, càng cười càng lớn nói. Ha ha, ha ha, là hắn, dĩ nhiên là hắn lại không chết, ha ha, ha ha. Luân huyết nguyệt kia cũng dần thu lại. Trên mặt Lý Vân Tiêu lộ ra một tia khinh thường, chỉ ánh vào trong đầu đối phương dung nhan của mình ngày xưa đã khiến hắn sợ tới tráng váng, sớm biết như thế, không cần khổ đấu một hồi như vậy rồi. Hắn nâng kiếm lên, lăng không chém xuống, một đạo kiếm quang màu xanh ra trời liền chém Bắc Minh Trạch đã nổi diên thành hai khúc. Ở bên ngoài khe hở, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn qua, nguyên một đám nín hơi. Đột nhiên một đạo kiếm quang từ trong cái khe bắn ra, cũng không quá cường, lại vẽ ra trên bầu trời một khe hở mới. Sau đó thân ảnh Lý Vân Tiêu chậm rãi hiện ra, một bước đạp ra, xuất hiện trước mắt mọi người. Chuyện gì xảy ra, tại sao là hắn đi ra? Tất cả mọi người kinh hãi không thôi, người còn lại bên người Bắc Minh Lai Phong càng sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau, một loại cảm giác xấu lan tràn trong lòng mỗi người. Tuy rằng trên lý trí không thể tin tưởng Lý Vân Tiêu chiến thắng Bắc Minh Trạch, nhưng một màn xuất hiện trước mắt lại là sự thật rõ ràng. Bọn họ đều khẩn trương nhìn khe hở kia, chờ đợi người còn lại đi ra, nhưng bầu trời chậm rãi khép lại kia lại không ngừng đánh nát phòng tuyến tâm lý của bọn hắn. Cuối cùng nhất, thiên không liệt phùng động khép lại, bóng người chờ đợi kia vẫn thủy chung không xuất hiện. Lạnh lẽo lan tràn trong lòng mỗi người, mặc dù là bọn người Liêu Dương Băng cũng lộ vẻ mặt khó có thể tin. Sự thật rõ ràng không ngừng trùng kích lấy ánh mắt và tâm linh bọn hắn. Một gã võ đế cao giai lại từ vậy vẫn lạc, từ khi xuất hiện uy phong lẫm lẫm đến khi biến mất không thấy gì nữa, mỗi quá trình mọi người đều thấy rõ ràng, nhưng lại khó mà tin được. Lý Vân Tiêu dương mắt nhìn về phía Bắc Minh Lai Phong, lạnh lùng nói. Lai Phong công tử, đến phiên ngươi đi chết rồi. À, Bắc Minh Lai Phong nhịn không được run rẩy. Lúc nào mới phát hiện bên cạnh hắn đã sớm không còn ai nữa, toàn bộ đã lui ra vài trăm mét, hắn cũng không kìm lòng được lui về sau, tựa hồ khó có thể đối mặt với áp lực của Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nhìn hắn một cái, cảm thấy không chút hào hứng, ngẩng đầu nhìn về chiến hạm cửu giai kia, nói. Nếu ngay cả cự vật như vậy cũng đã mang ra, chắc có lẽ không chỉ có một tên cặn bã võ đế thất tinh chứ. Trên đầu tất cả mọi người đều toát ra mồ hôi lạnh. Cặn bã võ đế thất tinh. Chiến hạm vẫn im im lặng lặng huyền ở trên không, không có bất kỳ phản ứng nào cả. Bỗng nhiên trận pháp trên thân hạm phát ra hào quang sáng chói, một đạo công kích đang chậm rãi ngưng tụ, mà mục tiêu đúng là Lý Vân Tiêu. Một cổ lực lượng trói buộc không gian từ thân hạm truyền đến, giam cầm lấy ngàn mét bầu trời ở bốn phía, mỗi người chỉ cảm thấy thân thể lâm vào trong bột nhão, giơ tay nhấc chân đều chậm chạp dị thường, hơn nữa càng động càng chậm. Khó có thể thoát đi được. Trên mặt Bắc Minh Lai Phong lộ ra kinh hỉ, nhưng đồng thời cũng lộ vẻ nghi hoặc nồng đậm, trên chiến hạm cửu giai này ngoại trừ Bắc Minh Trạch ra có lẽ không còn cao thủ nào khác mới đúng,
là người phương nào đang chỉ huy chiến hạm. Trong lòng của hắn đột nhiên hiện lên một ý niệm, chẳng lẽ gia tộc còn phái cường giả khác đi theo mình sao? Nghĩ tới đây, trong lòng vừa mừng vừa sợ, mừng chính là không cần e ngại Lý Vân Tiêu nữa, sợ chính là mình vô năng như vậy rơi vào trong mắt cường giả trong gia tộc, không biết sau khi truyền về sẽ có ảnh hưởng thế nào đến mình nữa. Sắc mặt Lý Vân Tiêu đột biến, loại không gian trói buộc chi thuật này so với trực tiếp trấn áp không gian còn khó chơi hơn nhiều, thường nói chí cương dễ gãy, duy nhu trường tồn. Hắn tay giơ lên, giới thần bi chậm rãi bay ra, trực tiếp hóa thành một đạo quang mang phá không mà lên, bay lên không trung vạn mét, không ngừng hiện lên đinh ốc xoay tròn, hình thể càng lúc càng lớn, ép tới trên chiến hạm cửu giai kia. Đó là huyền khí gì? Có thể dẫy dụa được trói buộc không gian của chiến hạm. Bắc Minh Lai Phong lắp bắp kinh hãi, hắn rất rõ sự lợi hãi của trói buộc không gian, mặc dù là võ đế cao giai bị quấn lấy cũng khó có thể dẫy dụa, dù dùng huyền khí cực kỳ lợi hại bổ ra một cái khe, cũng có thể lập tức khép lại, cơ hồ là trói buộc chi thuật khó giải. Nhưng thế giới chi lực trên giới thần bi trực tiếp thôn vệ các loại lực lượng, phản đối giả đổ, trói buộc không gian kia dưới thế giới chi lực cũng có thể phá vỡ một cách dễ dàng. Hình thể giới thần bi càng lúc càng lớn, rơi càng lúc càng nhanh hơn. Ầm ầm, bạch sắc quang mang rốt cục đâm vào trên phòng ngự của chiến hạm, không ngừng cắn nuốt lực phòng ngự, hơn nữa giới thần bi còn đang không ngừng biến lớn, tựa hồ không phục hình thể của chiến hạm. Tim Bắc Minh Lai Phong đập mạnh một cú, hoảng sợ cơ hồ ngốc trệ, trơ mắt nhìn phòng ngự của chiến hạm bị phá vỡ, thân bia rơi xuống dưới. Giờ phút này chiến hạm cửu giai bắt đầu trở nên mờ đi, dần thoát ly khỏi phương thiên địa này, đúng là mở ra bước nhảy không gian, muốn né tránh giới thần bi oanh kích. Ầm ầm, ngay khi chiến hạm cửu giai trở nên hư ảo, giới thần bi rốt cục rơi xuống, cũng không xuyên qua chiến hạm rơi xuống đại địa như mọi người tưởng, mà mạnh mẽ đánh lên chiến hạm, chấn ra tiếng nổ vang kinh thiên. Toàn bộ chiến hạm cửu giai cự chiến trên trời cao, thân hạm hư ảo lần nữa ngưng thực, không ngừng thi triển ra bước nhảy không gian, muốn thoát khỏi giới thần bi đang ép phía trên, nhưng lại không làm nên chuyện gì, giống như con ve bị bọ ngựa kìm lấy vậy, như thế nào cũng không thể tránh ra. Tại sao có thể như vậy? Tất cả mọi người như phát mộng, chiến hạm cửu giai tuy rằng không ít người là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng lời đồn về loại chiến hạm trung cực này đã nghe qua nhiều, không chỉ có công kích rất mạnh, hơn nữa phòng ngự kinh người, nhưng hiện giờ xem ra lại bị một kiện huyền khí dễ dàng ngăn chặn không thể thoát thân, tựa hồ kém lời đồn quá xa đi. Dừng tay! Đột nhiên trong chiến hạm truyền đến một tiếng giống to, sau đó một đạo quang mang lao ra. Một cổ lực lượng rất mạnh ngưng tụ trước thân bia, hóa thành một chỉ cái cự trưởng kinh thiên đánh tới giới thần bi. Rầm 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 oanh. Từng đạo năng lượng rung trời mà lên, toàn bộ bầu trời đều là gợn sóng nhộn nhào lan ra, tất cả mọi người đều cảm thấy thất điên bát đảo, trong ngũ tạng lục phủ cực kỳ khó chịu. Bắc Minh Lai Phong thấy rõ thân ảnh xuất thủ kia, trong nội tâm cả kinh, thất thanh nói. Kháng Thiên trưởng lão. Đạo nhân ảnh kia dĩ nhiên là Bắc Minh Kháng Thiên. Trưởng lão lúc trước mang hắn đi thành Hồng Nguyệt tham gia luận võ chọn rể. Bắc Minh Lai Phong trong lòng tràn đầy tư vị nói không nên lời, chiến hạm cửu giai cực kỳ cực lớn, không gian bên trong quá nhiều, ẩn giấu những người nào hắn cũng căn bản không biết, nếu mình có thể thuận buồm xuôi gió, sợ rằng Bắc Minh Kháng Thiên từ đầu đến cuối cũng sẽ không xuất hiện. Giờ phút này Bắc Minh Kháng Thiên cũng cực kỳ phiền muộn, trước kia căn bản không để giới thần bi vào mắt, cho rằng chẳng qua chỉ là một kiện huyền khí trọng lực mà thôi. Ở trước mặt chiến hạm cửu giai căn bản là không đáng nhắc tới. Nhưng sau khi đánh xuống, hắn mới phát hiện mình đã sai 10 phần, không chỉ bước nhảy không gian hoàn toàn không có hiệu quả với thứ này, hơn nữa lấy sự cường hãn của chiến hạm cũng dần dần chống đỡ không chống đỡ nổi nữa. Nếu trọng lực của thứ này cứ không ngừng gia tăng thì dù cả chiến hạm không bị ép thành hai đoạn, cũng sẽ rơi xuống tan thành, nếu vậy thật sự quá chê cười rồi. Từ khi chiến hạm cửu giai ra đời đến nay, còn chưa từng nghe qua chuyện nó bị một kiện huyền khí trực tiếp đè sập, nếu chuyện này xảy ra trên người Bắc Minh thế gia, không chỉ sẽ biến thành trò cười cho thiên hạ, mà mình với tư cách là người bí mật giám thị Bắc Minh Lai Phong cũng khó thoát khỏi tội trạng. Cho nên ngay khi phát hiện không đúng hắn liền trực tiếp vọt ra, điên cuồng công kích tới giới thần bi kia. Khiến lòng hắn hoảng sợ chính là, huyền khí này dưới công kích sóng to gió lớn của mình vậy mà không chút tổn hại. Mình chính là cường giả võ đế bát tinh đỉnh phong A, cách võ đạo đỉnh phong, cửu tinh chi cảnh cũng chỉ có một bước ngắn thôi. Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy đại chấn, đồng tử đột nhiên co lại.
Nháy mắt khi Bắc Minh Kháng Thiên xuất hiện, hắn đã thầm nghĩ không tốt, giới thần bi cùng hắn tâm thần tương liên, dưới công kích như cuồng phong mưa rào kia căn bản đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Hắn vội vàng một tay bấm niệm pháp quyết, tâm niệm vừa động, giới thần bi kia lập tức bay lên, cấp tốc hóa thành lưu tinh bay về trong cơ thể hắn. Sắc mặt Lý Vân Tiêu thoáng cái tái nhợt, vội vàng điều tức một chút, toàn bộ tinh thần đều cảnh giác. Theo giới thần bi rời đi, chiến hạm kia rốt cục đình chỉ lắc lư, tiếp tục im im lặng lặng huyền ở phía trên, bất quá trên đó chớp động bóng người, bay tới bay lui, tựa hồ đang bắt đầu chữa trị chỗ tổn hại. Bắc Minh Kháng Thiên từ trên chiến hạm bay thấp xuống, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Lý Vân Tiêu, hai con người lạnh băng theo dõi hắn. Lý Vân Tiêu trong nội tâm trầm xuống, dưới khí thế của đối phương hắn không nhịn được lùi lại mấy bước, bảo trì một khoảng cách an toàn. Bắc Minh Trạch đáng chết kia đã khiến nguyên khí hắn tổn hao nhiều, căn bản không có khả năng lại đánh một trận với Bắc Minh Kháng Thiên, giờ phút này ở trước mặt võ đế bát tinh đỉnh phong, có thể chạy thoát hay không cũng đã là vấn đề. Sau lưng bọn người Liêu Dương Băng cũng khẩn trương vạn phần, đặc biệt là Liêu Dương Băng, hắn âm thầm hối hận mình đã đặt sai cửa, có cao thủ như thế ở đây, Lý Vân Tiêu hôm nay tuyệt không thể nào lật bàn được. Người vậy mà đã là võ đế nhị tinh rồi. Bắc Minh Kháng Thiên ngưng mắt nhìn hắn hồi lâu, mở miệng nói ra câu đầu tiên. Lý Vân Tiêu khiêm tốn nói. Đâu có, so với Kháng Thiên trưởng lão bát tinh đỉnh phong vẫn còn kém rất nhiều. Hừ. Bắc Minh Kháng Thiên trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, lời Lý Vân Tiêu rơi vào tai hắn cảm thấy rất là khó chịu, hắn lạnh giọng nói. Ngươi đang châm chọc ta sao? Lý Vân Tiêu ra vẻ kinh hãi, vội nói. Làm sao dám? Kháng Thiên trưởng lão chính là người đứng ở đỉnh phong đại lục, ta châm chọc ngươi không phải tự mình muốn chết sao? Bắc Minh Kháng Thiên lần nữa hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Ngươi giết người Bắc Minh Huyền Cung ta, chẳng lẽ còn muốn sống? Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, nói. Không giết thì giờ ta đã chết rồi. Trong lòng của hắn cũng cảm thấy một hồi kỳ quái, Bắc Minh Kháng Thiên sao lại có tính tình tốt rong dài với hắn vậy chứ? Trong mắt Bắc Minh Kháng Thiên tuôn ra sát khí, lạnh giọng nói. Ta mặc kệ ngươi miệng lưỡi trơn tru như thế nào, tóm lại ngươi giết Bắc Minh Trạch, muốn sống thật sự rất khó. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Rất khó, vậy phải làm sao mới giữ mạng được đây? Tâm niệm hắn thay đổi thật nhanh, trong đầu thoáng cái hiện ra các loại suy đoán. Bắc Minh Kháng Thiên lần thứ ba hừ thoáng một phát, bờ môi khẽ nhúc nhích, đúng là trực tiếp truyền âm nhập mật. Tất cả võ giả đều thất vọng, bọn hắn toàn bộ khẩn trương nhìn hai người nói chuyện, thoáng cái không nghe gì nữa, trong lòng cảm thấy cực kỳ tò mò. Bắc Minh Lai Phong cũng trao mày lại, không rõ Bắc Minh Kháng Thiên có ý gì. Lý Vân Tiêu giết Bắc Minh Trạch, phá hư chiến hạm cửu giai, đây là tuyệt đối là tử tội, nói gì đến sống. Huống hồ dùng thiên phú của Lý Vân Tiêu, cũng đủ để phán hắn chết một vạn lần rồi, người yêu nghiệt như vậy, tuyệt không thể lưu trên thế gian. Lý Vân Tiêu sau khi nghe được truyền âm, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, đồng tử thoáng cái co rút lại, Bắc Minh Kháng Thiên dĩ nhiên đã phát hiện ra bất diệt kim thân của hắn. Bắc Minh Kháng Thiên nhìn thần sắc Lý Vân Tiêu trong lòng cũng hoảng sợ, nhưng đa số là kinh hỉ và kích động khó có thể che giấu, trước kia thấy pháp tướng kim thân lúc Lý Vân Tiêu chiến đấu còn không dám xác định, dù sao cũng khác biệt rất lớn với ngạo trường không, cho nên thăm dò một chút, lập tức liền nhận được đáp án từ biểu lộ của Lý Vân Tiêu. Hắn nuốt nuốt nước miếng, nếu có thể từ trên người tiểu tử này đạt được bất diệt kim thân, vậy công lao kia thật khó mà tưởng tượng nổi. Lý Vân Tiêu cũng ý thức được mình thất thố, cảm thấy một hồi ảo não, mà thần sắc Bắc Minh Kháng Thiên cũng nói rõ đối phương đã hoàn toàn nhận ra tâm tính của mình. Hắn thầm than một tiếng, biết là không thể giấu giếm nữa, chỉ có thể truyền âm nói. Lai lịch luyện thể chi thuật này ta cũng không rõ lắm, nhưng dù sao cũng là tuyệt học, cứ như vậy giao cho Kháng Thiên đại nhân. Không tốt lắm đâu. Bắc Minh Kháng Thiên lạnh lùng nói. Sinh tử ngươi hiện giờ do ta, có tư cách gì nói điều kiện. Cùng lắm thì ta đánh ngươi một trận, trực tiếp siêu hồn là được. Lý Vân Tiêu cười nói. Siêu hồn, ta chính là đại thuật luyện sư cửu giai đấy, ngươi xác định sẽ siêu hồn ta sao? Bắc Minh Kháng Thiên biến sắc, trở nên khó coi. Sử hồn đối với đại thuật luyện sư cửu giai quá mức nguy hiểm. Hơn nữa hắn cũng sợ đối phương trực tiếp lau đi trí nhớ của mình, vậy thì phiền toái. Giết Lý Vân Tiêu là đại sự, nhưng đạt được bá thiên luyện thể quyết càng là đại sự. Hắn rốt cục ôn tồn hòa khí nói. Vân Thiếu, ta
ta cũng thưởng thức ngươi là thiên tài trong vạn không một, thật sự không muốn giết ngươi như vậy đâu. Lý Vân Tiêu trong lòng cười lạnh, nhưng nếu đối phương đã có chỗ cầu thì mình ít nhất trước mắt vẫn an toàn, hắn cười nói. Đã như vậy thì xin đa tạ kháng thiên trưởng lão rồi, ta tạm thời có việc trong người, chúng ta lần sau lại nói chuyện đi. Hắn quay người muốn rời đi. Sắc mặt Bắc Minh kháng thiên trầm xuống, cả giận nói. Lý Vân Tiêu, ngươi dám giả ngu trước mặt ta sao? Hắn một tay chụp ra, thiên địa ngưng tụ, thân hình Lý Vân Tiêu lập tức đình trệ, đại lượng hàn khí từ hắn lòng bàn tay tràn ra, xoáy tới. Trên người Lý Vân Tiêu lóe lên kim quang, liền quay người lại, những hàn khí kia từng chút một ngưng tụ thành băng châu tụ ở mặt ngoài làn da, không cách nào thẩm thấu vào trong được. Trong mắt Bắc Minh kháng thiên hiện lên vẻ kích động khó có thể ức chế, ngay cả hô hấp cũng trở nên trầm trọng, có chút thở dốc nói. Ta chán ghét người giả ngu. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, thu liễm lại kim quang quanh thân, mục đích của hắn đã đạt được, chính là muốn khiến Bắc Minh kháng thiên xác định trong tay hắn nắm giữ bá thiên luyện thể quyết, như vậy thì mình có thể đảo khách thành chủ, nắm giữ đối phương trong lòng bàn tay rồi. Hắn cười nói. Chỗ này thời tiết không tốt, không nên đàm luận. Chúng ta tìm chỗ nào đó hảo hảo nói chuyện đi. Bắc Minh kháng thiên nói. Chính hợp ý ta. Tất cả mọi người nhìn thoáng qua bên dưới, toàn bộ đều đã hóa thành phế tích, căn bản không chỗ nào để đặt chân cả. Bắc Minh kháng thiên cười lạnh nói. Vân Thiếu có đảm lượng đi lên chiếm hạm nói chuyện không? Lý Vân Tiêu cười nói. Có gì không dám, huống hồ ta cũng rất muốn xem thử chiến hạm cửu giai của Bắc Minh ra đến cùng là như thế nào. Chiến hạm cửu giai của thiên võ giới thập phần có hạn, mỗi một chiếc đều có lai lịch kinh người, hắn thân là thuật luyện sư cửu giai, ngoại trừ mấy cái đã sản xuất ra từ trước, nếu không trong lòng hắn cũng không có bao nhiêu nắm chắc cả. Bắc Minh kháng thiên cảm thấy một hồi cười lạnh, đồng thời ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, nói. Hiện giờ thành Bạch Sung đã hủy, các ngươi đều lên đây đi, trên này có trận pháp đưa tin, có thể truyền tin tức về thành Hồng Nguyệt đấy. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Sau khi sầu lo một chút cũng đều nhao nhao đi theo. Trên mặt Kinh Vĩnh Dạ lộ vẻ do dự, nói với mọi người trong tông môn. Các ngươi đừng đi theo, trực tiếp mở ra chiến hạm hồi quay về tông môn đi. Người còn lại của Thác Nguyệt kiếm phái đều kinh hãi, nói. Trưởng lão ngươi, Kinh Vĩnh Dạ lắc đầu, cắt đứt lời mọi người. Mạng của ta là Vân Tiêu công tử cứu được, phải thấy Vân Tiêu công tử an toàn ta mới có thể yên tâm. Huống hồ còn một người ta còn chưa thu thập nữa. Ánh mắt của hắn phát lạnh, liếc về phía xa xa. Nhan Thụ Thư ở đối diện cũng tựa hồ cảm ứng được, sắc mặt biến hóa, nhưng chỉ hừ mạnh một tiếng, hiện giờ Bắc Minh thế gia lớn nhất, chỉ cần ôm tốt trấn của Bắc Minh thế gia thì hắn không cần phải lo lắng gì cả. Bắc Minh Lai Phong bay đến bên người Bắc Minh Kháng Thiên, cúi đầu nói. Kháng Thiên trưởng lão, Lai Phong vô năng, kính xin trưởng lão trách phạt. Bắc Minh Kháng Thiên nói, việc này không trách ngươi, thật sự là tên Lý Vân Tiêu Tiêu kia quá mức biến thái, ngay cả ta cũng phải kiêng kỵ vài phần. Bắc Minh Lai Phong trong lòng kinh hãi, vội hỏi, nếu đã vậy vì sao còn? Bắc Minh Kháng Thiên ngắt lời nói, việc này ta tự có tính toán, ngươi dám thì mọi người truyền tin đi, nhất định không cho phép truyền tin tức của Âu Ý Vân Tiêu đi, nếu không giết chết bất luận tội. Bắc Minh Lai Phong ngạc nhiên không thôi. Không giết Lý Vân Tiêu thì cũng thôi đi, sao còn giúp hắn chứ? Nhưng hắn nào dám nghi vấn lời của Bắc Minh Kháng Thiên, vội vàng lĩnh mệnh bay vào trong chiến hạm. Rất nhanh, ngoại trừ mấy người Thác Nguyệt kiếm phái tự mình điều khiển lấy chiến hạm bát giai rời đi ra, người còn lại đều đã tiến vào trong chiến hạm cửu giai, tuyệt đại đa số mọi người đều là lần đầu lên chiến hạm như thế, trong nội tâm tràn đầy hiếu kỳ. Trong đó cực kỳ to lớn, giống như một thành trì di động vậy. Chỉ có điều bong thuyền ở chính giữa, có một cái vũng hố cự đại khiến mọi người đều phải chú ý đến, đó chính là dấu vết do giới thần bi đè xuống lúc trước để lại. Trong lòng tất cả mọi người đều kinh hoàng, bong tàu bọn hắn dẫm dưới chân tuy rằng không biết chất liệu gì, nhưng tuyệt đối không phải lực phá hoại bình thường có thể đánh sập, huống chi còn là cái hố lớn như thế. Bắc Minh Lai Phong nhìn thần sắc sợ hãi thán phục của mọi người, nội tâm không khỏi sinh ra vẻ đắc ý, cười nói. Hoan nghênh chư vị đi vào chiến hạm cửu giai của Bắc Minh Huyền Cung ta. Mỗi một chiếc chiến hạm cửu giai đều có danh tự thuộc về mình, đại biểu trên đời vô song. Bắc Minh Lai Phong cười nói. Chư vị có thể tới,
chứng minh tất cả mọi người đều là người hữu duyên, đại chiến trước kia tất cả mọi người tận tâm tận lực, hiện giờ xin mời vào trong khoang thuyền nghỉ ngơi một chút đi. Hắn thoáng cái khôi phục lại phong độ vương giả, ánh mắt không nhìn Lý Vân Tiêu lấy một cái, như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy, đây cũng là hắn cực lực khống chế bản thân, sợ nhìn Lý Vân Tiêu trong lòng sẽ không nhịn được nhấc lên gợn sóng. Nhan Thụ Thư tiến đến bên người Bắc Minh Lai Phong, cẩn thận thấp giọng hỏi. Lai Phong công tử, Lý Vân Tiêu kia không thể lưu a. Bắc Minh Lai Phong xoay người lại, sắc mặt thoáng cái hóa thành hàn băng, hai mắt trực tiếp phóng hỏa, phẫn nộ quát. Lắm miệng. Nhan Thụ Thư lại càng hoảng sợ, thân thể run rẩy thoáng một phát liền lui trở về, hắn không rõ Bắc Minh Lai Phong sao lại phát hỏa lớn như vậy, nhưng hắn rất thức thời, lập tức liền câm miệng lại. Vừa vào khoang hạm, thần sắc Liêu Dương Băng liền trở nên ngưng trọng nói. Vân Tiêu công tử, bây giờ phải làm sao mới tốt đây? Ánh mắt Lý Vân Tiêu như nước, lạnh nhạt nói. Tất cả đều bình thường, không có việc gì cả. Liêu Dương Băng sửng sốt, nhưng thấy bộ dáng không mặn không nhạt kia của Lý Vân Tiêu, nội tâm thở dài, không thể không bội phục loại lạnh nhạt kia của hắn. Khoang hạm cực kỳ rộng lớn, hơn trăm người ngồi vào trong đó cũng không thấy chật chội chút nào cả. Rất nhanh, Bắc Minh Kháng Thiên và Bắc Minh Lai Phong đều đi đến, người trước liếc nhìn qua Lý Vân Tiêu liền im im lặng lặng ngồi ở một bên, tựa hồ cũng không hề nóng lòng chút nào cả. Bắc Minh Lai Phong lại quét mắt qua, khôi phục lại phong độ công tử, nói. Hiện giờ thành Bạch Sung đã bị hủy, nơi này đã không thể thủ nữa rồi, không biết chư vị có tính toán gì không? Mọi người thoáng cái đều trầm mặc, đặc biệt là đám người thành Bạch Sung như qua chính tường. Trong nội tâm lan tràn lấy bi ai vô tận. Ngạc Nhạc Trì đứng lên nói. Chúng ta định đi tới Ma Thiên Đại Thành, nghe chỉ huy của bên trên. Không biết Lai Phong công tử định đi đâu, có cùng chúng ta đối kháng hải tộc không? Bắc Minh Lai Phong thở dài. Chống lại hải tộc vốn là chuyện nghĩa bất dung từ, bất đắc dĩ ta có nhiệm vụ tông môn trên người, không cách nào đi cùng với chư vị được. Ngạc Nhạc Trì nói. A, không biết công tử có tính toán gì không? Ánh mắt Bắc Minh Lai Phong ngưng lại, nói. Ta ý định xông phá phòng tuyến hải tộc, tiến vào sâu trong Đông Hải. Tất cả mọi người đều giật mình, lộ vẻ ngạc nhiên. Ngạc Nhạc Trì cũng giật mình nói. Toàn bộ đường ven biển Đông Hải đều đã bị hải tộc cưỡng ép phong tỏa, hơn nữa một khi nhập biển, ưu thế trên đất bằng của chúng ta lập tức mất ngay, còn đối phương chỉ cần một ít tồn tại đê dai thôi, bằng vào số lượng đủ để tiêu diệt chúng ta rồi, thật sự cực kỳ nguy hiểm. Thần sắc Bắc Minh Lai Phong cũng ngưng trọng, nói. Việc này ta cũng đã tự đánh giá hồi lâu, biện pháp duy nhất chính là dùng tốc độ nhanh nhất đột phá phong tỏa, sau đó lao đi cực nhanh, triệt để vượt mặt hải tộc. Tất cả mọi người đều trầm mặc, có được chiến hạm cửu giai, đột phá phong tỏa của hải tộc khẳng định không thành vấn đề. Lý Vân Tiêu đột nhiên nói. Lai Phong công tử còn nhớ đầu thâm hải cự thú kia không? Tất cả mọi người đều dùng mình, nhao nhao biến sắc. Cự kiểm thú chỉ uy còn rõ mồn một trước mắt, khiến người không rét mà run. Trong mắt Bắc Minh Lai Phong hiện lên một tia lệ mang, phẫn hận liếc qua Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Đương nhiên nhớ rõ, cự thú kia tuy rằng lợi hại, nhưng muốn ngăn cản tà diễm của ta tựa hồ còn chưa đủ. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, nói. Vậy thì tốt lắm, ta đối với việc Lai Phong công tử ra biển rất có hứng thú đấy, chẳng biết có thể mang theo ta đồng hành không? Bắc Minh Lai Phong sửng sốt một chút, không nghĩ tới Lý Vân Tiêu lại phối hợp với hắn, hắn hử lạnh một tiếng, nói. Đương nhiên có thể. Ánh mắt của hắn quét qua toàn trường, nói. Bắc Minh Huyền cung ta hoan nghênh bất luận vị bằng hữu nào, hơn nữa việc này tuyệt sẽ không bạc đãi mọi người. Tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau, lộ ra vẻ khó hiểu. Bắc Minh Lai Phong lúc này mới nói những thứ trọng điểm lại một lần, đồng thời nói. Ta biết rõ đang ngồi đây không ít người là vì thù lao mà kháng địch, Bắc Minh thế gia ta nguyện ý ra giá gấp đôi mời chư vị tương trợ, không biết mọi người định thế nào. Trên mặt Kinh Vĩnh Dạ hiện lên vẻ giận dữ, nói. Lai Phong công tử, hiện giờ đang là thời kỳ mấu chốt hai tộc giao chiến, người vậy mà đào góc tường mặt trận thống nhất. Cái này cũng quá không hợp đạo nghĩa đi. Sắc mặt Bắc Minh Lai Phong trầm xuống, lạnh giọng nói. Đạo nghĩa, ta là người mời chào. Cũng không ép chư vị, sao có thể vi phạm đạo nghĩa. Vị bằng hữu kia, nói chuyện nhất thiết phải suy nghĩ, không thể há miệng nói loạn được. Đúng là người đến tự nguyện, ta là người đầu tiên nguyên ý lưu lại,
Nhan Thụ Thư vội vàng phụ họa nói, hắn hiện giờ phải đi cùng một chỗ với Bắc Minh Thế Gia, nếu không được Bắc Minh Thế Gia che chở, chỉ sợ hắn sẽ lập tức bị Kinh Vĩnh Dạ lột ra ngay. Bắc Minh Lai Phong lúc này lộ ra vẻ tươi cười, gật đầu tán dương. Hoan nghênh, hoan nghênh. Lần này tất cả mọi người đều nhao nhao thấp giọng thảo luận, không ít người nguyện ý lưu lại, trận chiến thành Bạch Sung khiến những lính đánh thuê kia ý thức được sự thảm thiết của chiến sự, tiền không dễ kiếm, ở lại trên chiến hạm cửu giai ngược lại tương đối an toàn hơn. Nhưng mấy người thành Hồng Nguyệt lại biến sắc, nhao nhao đứng dậy. Ngạc Nhạc Trì nói, nếu Lai Phong công tử đã có việc trong người, thành Hồng Nguyệt cũng không tiện cưỡng cầu, chúng ta xin rời đi, còn phải mau chóng về phục mệnh nữa. Bắc Minh Lai Phong cười nói, không gấp, không gấp, còn ai muốn đi nữa không, nếu có thì cùng rời đi đi. Lúc này lại có một số người đứng lên, đi theo sau lưng mọi người thành Hồng Nguyệt. Trên mặt Bắc Minh Lai Phong hiện ra một tia tươi cười không hiểu, nói. Nếu mấy vị đã không muốn lưu lại, vậy ta cũng không bắt buộc, mời. Bọn người Ngạc Nhạc Trì nhẹ gật đầu, khách khí đi qua, trực tiếp rời khỏi khoang hạm. Nhưng bất quá chỉ một lát, mấy người lần nữa vòng lại, trên mặt mỗi người đều một hồi xám trắng. Sắc mặt Ngạc Nhạc Trì trở nên khó coi. Lai Phong công tử, chiến hạm này đã sắp tiến vào Đông Hải rồi. Bắc Minh Lai Phong nghiền ngẫm cười nói. Thời gian cấp bách, không thể không chạy đi. Hiện giờ đã tiến nhập trong phòng tuyến hải tộc, mấy vị muốn đi thì hiện giờ tranh thủ thời gian đi xuống đi, đợi lát nữa bị hải tộc phát hiện thì phiền toái đấy. Sắc mặt mấy người đều đại biến, biết rõ Bắc Minh Lai Phong là đang cố ý. Giờ phút này, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gào, nói. Lai Phong đại nhân, phát hiện cường địch hải tộc. Bắc Minh Lai Phong biến sắc, lập tức nói với mọi người. Mọi người an tâm một chút chớ vội, có Tà Diễm ở đây. Đột phá phòng tuyến rất đơn giản. Hắn quay người liền hướng đi ra bên ngoài, hơn nữa nói với đám Ngạc Nhạc Trì. Mấy vị tranh thủ thời gian đi xuống đi, ta phải đi nghênh chiến hải tộc rồi. Đám người Ngạc Nhạc Trì sắc mặt xám trắng, hiện giờ xuống dưới không phải là chịu chết sao? Bắc Minh Lai Phong nghiền ngẫm cười nói. Thời gian cấp bách, không thể không chạy đi, mấy vị muốn đi thì giờ mau chóng đi đi, đợi lát nữa bị hải tộc phát hiện sẽ không đi được nữa đâu. Trên mặt Bắc Minh Lai Phong hiện lên một tia trào phúng, đi lướt qua mấy người, lưu lại bọn người Ngạc Nhạc Trì đứng nguyên tại chỗ, đi cũng không được, không đi cũng không được. Một gã đệ tử Bắc Minh Huyền Cung tiến lên trước nói. Mấy vị đại nhân, mời theo ta rời đi thôi, chiến hạm lập tức sắp mở ra phòng ngự rồi, đến lúc đó muốn đi cũng không dễ nữa. Trong mắt Ngạc Nhạc Trì hiện lên phẫn nộ và vẻ lo lắng, lạnh lùng nói. Kính xin cho chúng ta một cái mấy đưa tin. Ta sẽ nhờ người thành Hồng Nguyệt tới tiếp ứng. Trên mặt tên đệ tử kia hiện ra nụ cười lạnh, nói. Thực xin lỗi, hải tộc xuất hiện, chúng ta phải vội vàng nghênh địch rồi, không rảnh cống hiến sức lực cho chư vị, mấy vị vẫn nên tranh thủ thời gian rời đi đi. Bọn người Ngạc Nhạc Trì đều giận dữ, nhưng không thể phát tác, hừ mạnh một tiếng liền theo tên đệ tử kia rời đi. Một lát sau, bọn hắn liền thấy được bên ngoài chiến hạm xuất hiện rất nhiều hải tộc. Rậm rạp chằng chịt che kín toàn bộ bầu trời, từng đạo sóng biển cuốn tới, gợn sóng vọt lên tầng mây. Vài cổ khí tức khủng bố rất mạnh từ trong sóng biển kia truyền ra, tựa hồ có quái thú nào đó đang ẩn trong đó vậy. Tên đệ tử kia cười lạnh nói. Mấy vị xin mời, chờ các ngươi rời đi chúng ta sẽ mở ra phòng ngự. Sắc mặt Ngạc Nhạc Trì thoáng cái trở nên cực kỳ khó coi nói. Ta đột nhiên cảm thấy lưu trên chiến hạm cùng cường giả Bắc Minh Thế Gia đi tìm kiếm di tích Vương Cung Đông Hải cũng là một chuyện rất thú vị. Tên đệ tử kia khinh thường hừ lạnh nói. Nhưng hiện giờ hai tộc giao chiến, đúng là lúc Đông Vực thống nhất mặt trận, mấy vị đều là cường giả võ đế của thành Hồng Nguyệt, không ở lại chống cự cũng không hay lắm đâu ha. Nguyễn Tích Tuyền cũng mở miệng nói. Ai nói ra biển không phải là chống cự chứ? Hiện giờ thành Bạch Sung bị hủy, phòng tuyến Đông Hải xuất hiện lỗ hổng. Chúng ta trực tiếp tiến lên, kích phá phòng tuyến hải tộc, xâm nhập vào hải vực sẽ mang đến cho bọn hắn phức tạp và phiền toái rất lớn, kỳ thật đó cũng là phản kích rồi. Tên đệ tử kia gương mặt run rẩy, không thể tưởng cửu thiên võ đế cũng có thể mặt dày vô sỉ như vậy, hắn khẽ nói. Các ngươi thật sự đã nghĩ thông suốt rồi sao? Nguyễn Tích Tuyền gật gật đầu, nói. Lấy công làm thủ, nhiễu loạn hậu tuyến hải tộc cũng là hành động giúp ích cho đại cục, chúng ta đã hiểu rõ rồi.
bất quá kính xin vị bằng hữu Bắc Minh thế gia này giúp chúng ta tìm một máy đưa tin, để chúng ta báo tin tức này về thành Hồng Nguyệt đã. Tên đệ tử kia bộ dạng đã sớm ngờ tới, lạnh lùng hừ hừ nói. Muốn truyền tin tức gì đi cứ trực tiếp nói cho ta biết là được, ta có thể đưa tin thay, nếu không còn chuyện gì khác thì mấy vị trở về trong khoang hạm đi thôi. Ngạc Nhạc chỉ vẻ mặt vẻ lo lắng, cảm thấy vô cùng khuất nhục, nhưng tình thế mạnh hơn người, chỉ có thể nén giận, hắn hừ một tiếng liền xoay người đi về lại trong khoang hạm. Trong lòng Nguyễn Tích Tuyền cũng xoay chuyển rất nhanh, cân nhắc một chút liền viết chuyện nơi này và chuyện của Lý Vân Tiêu xuống, để Bắc Minh Huyền Cung đưa tin thay. Tên đệ tử kia cầm lấy tin tức nhìn thoáng qua, liền quay người rời đi. Sau đó, phần tin tức này liền rơi vào tay Bắc Minh Lai Phong, hắn nhìn vài cái, cười lạnh nói. Mấy người thành Hồng Nguyệt kia thật sự là bị coi thường, cố ý đưa mặt ra để ta đánh, ta cũng không cần khách khí. Hắn sửa đổi tin tức một chút, xóa đi mọi tin tức về Lý Vân Tiêu sau đó liền giao cho người bên dưới truyền về thành Hồng Nguyệt. Mọi người trong khoang hạm rất nhanh liền thấy đám người Ngạc Nhạc chỉ trở về, vẻ mặt dầu dĩ ngồi xuống, không coi ai ra gì. Trong mắt Lý Vân Tiêu mỉm cười, liếc mắt nhìn nhau với Liêu Dương Băng liếc, kết cục này đã trong dự liệu của hắn rồi. Khóe miệng Bắc Minh Kháng Thiên cũng có chút nhếch lên, cười nói. Mấy vị bằng hữu thành Hồng Nguyệt nguyện ý lưu lại tương trợ, như vậy khả năng tìm được Thiên Lộc Lão Ca sẽ tăng rất nhiều, Bắc Minh Kháng Thiên lúc này thật sự vô cùng cảm kích. Kháng Thiên trưởng lão nghiêm trọng rồi. Sắc mặt mấy người lúc này mới thoáng chuyển biến tốt đẹp, vội vàng đứng dậy đáp. Dù sao thân phận và thực lực Bắc Minh Kháng Thiên vẫn ở đó, có thể nói chuyện khách sáo như vậy đã là cho bọn hắn mặt mũi rồi. Bắc Minh Kháng Thiên lại cười nói. Nếu chư vị đã nguyện ý theo Bắc Minh Huyền Cung ta ra biển, vậy thì hiện giờ mọi người đều là đồng bạn cùng chiến tuyến rồi. Chư vị không bằng theo ta ra khoang thuyền, đi theo thử tình huống phong tỏa của hải tộc thế nào. Nếu khó đột phá thì còn cần chư vị ra tay nữa đấy. Kháng Thiên trưởng lão khách khí. Nhan Thụ Thư vội vàng đứng dậy, nói. Chúng ta đã nguyện ý lưu lại, vậy thì dĩ nhiên phải xuất lực rồi, cũng không thể lưu lại để ăn cơm được a. Bắc Minh Kháng Thiên híp mắt cười cười, ánh mắt hữu ý vô ý đảo qua Lý Vân Tiêu. Mọi người thành đội đi ra ngoài, lần lượt lên đài quan chiến trên bong tàu, chỗ đó đủ để dung nạp hơn 100 người. Hiện giờ phòng ngự chiến hạm đã mở, ánh mắt đảo qua, tầng tầng quang mang kéo dài ra, bao phủ kín lấy cả chiến hạm. Bắc Minh Lai Phong vội vàng quay người lại hành lễ với Bắc Minh Kháng Thiên. Bắc Minh Kháng Thiên nói, không nên như thế, ngươi cứ coi như không có ta là được, tất cả quyền chỉ huy đều trong tay ngươi. Nếu ta có yêu cầu gì thì tất nhiên sẽ mở miệng. Vâng, Bắc Minh Lai Phong khom người lĩnh mệnh, hắn cũng biết ý Bắc Minh Kháng Thiên. Lần này ra biển là khảo nghiệm mà gia tộc dành cho hắn, mà Bắc Minh Kháng Thiên chẳng qua chỉ phụ trách giám thị cùng với bảo đảm an toàn à thôi, nếu không có Lý Vân Tiêu xuất hiện thì hắn cũng không biết trên chiến hạm còn cao thủ như thế đi theo. Bắc Minh Kháng Thiên vẫy tay với Lý Vân Tiêu một cái, trực tiếp đi thẳng tới phía trước đài quan chiến, tựa trên lan can. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, tự mình biết ý Bắc Minh Kháng Thiên nên cũng từ trong đám người đi ra khỏi hàng tiến tới trước, dõi mắt ngắm nhìn cảnh biển. Bắc Minh Kháng Thiên vung tay lên, lập tức một đạo kết giới mở ra, hoàn toàn bao phủ lấy hai người vào trong đó, ngăn cách hết tất cả âm thanh. Cử động kia của hắn lập tức khiến cho mọi người nhao nhao suy đoán, Liêu Dương Băng càng lo lắng, sắc mặt Bắc Minh Lai Phong cũng khó coi, nhưng tận lực bình phục tâm tình của mình, bắt đầu chuẩn bị nghênh chiến hải tộc. Bắc Minh Kháng Thiên mắt nhìn hải tộc đầy trời phía trước, lạnh nhạt nói. Vân Tiêu công tử cảm thấy chúng ta có thể tiến lên được không? Lý Vân Tiêu cười nói. Kháng Thiên trưởng lão đối với cái này căn bản không đặt trong lòng, cần gì phải hỏi chứ. Còn nữa, nếu không xông qua thì Kháng Thiên trưởng lão sao lại lạnh nhạt như thế chứ. Bắc Minh Kháng Thiên nhìn hắn một cái, lại cười nói. Nhân tài mới xuất hiện đệ nhất nhân quả nhiên không phải nói không, không chỉ thực lực kinh thiên, hơn nữa tài trí còn kinh người. Vân Tiêu công tử có từng nghĩ qua việc gia nhập Bắc Minh Huyền Cung chúng ta không? Lý Vân Tiêu kinh ngạc cười nói. Chưa bao giờ nghĩ tới. Bắc Minh Kháng Thiên nói. Bắc Minh Huyền Cung mặc dù ở trong 7 thế lực lớn cũng là tồn tại bài danh phía trên, tuyệt đối không bôi nhọ thiên tư của Vân Tiêu công tử. Mấy chục năm sau thiên võ giới này chính là thiên hạ của những người trẻ tuổi các ngươi,
đến lúc đó dùng năng lực của Vân Tiêu công tử cũng đủ để đảm nhiệm vị trí đại trưởng lão Huyền Cung rồi. Lý Vân Tiêu trong lòng chấn động, thấy Bắc Minh Kháng Thiên đang nhìn vào hắn, quan sát phản ứng của hắn liền lập tức cười nói. Đại trưởng lão Bắc Minh Huyền Cung, đó quả thật là tồn tại đỉnh phong nhất thiên hạ này, Kháng Thiên trưởng lão thật sự cam lòng hạ tiền vốn a, chỉ là trước đại trưởng lão kia cũng không phải Kháng Thiên trưởng lão có thể quyết định a. Bắc Minh Kháng Thiên cười nói. Tự nhiên không phải ta có thể định, nhưng lấy thực lực của Vân Tiêu công tử đó chính là chuyện nắm chắc, nếu không phải vị trí cung chủ Huyền Cung không thể truyền cho người khác họ thì Vân Tiêu công tử sợ rằng cũng đủ thực lực vấn đỉnh cung chủ. Trong mắt của hắn hiện lên tinh mang, nói. Ta nhìn Lai Phong lớn lên từ nhỏ, thiên tư cùng tài trí đều là bá chủ chi tuyển khó được, Bắc Minh Huyền Cung gần ngàn năm quá cũng không có người có thiên phú như, vốn trong mắt của ta, tư chất của Lai Phong cho dù không phải đệ nhất thiên hạ, nhưng cũng không khác bao nhiêu. Lý Vân Tiêu gật đầu đồng ý nói. Bắc Minh Lai Phong đích thật là kỳ tài ngút trời, chỉ cần cho hắn đủ thời gian, tương lai nhất định sẽ là bá chủ thiên hạ. Bắc Minh Kháng Thiên nói. Ánh mắt của ta cũng không sai, đương thời trong hai đại thánh địa, bảy đại thế lực, có thể chống lại hắn cũng chỉ có Thừa Hạo Miểu của Phệ Hồn Tông, nhưng công pháp Phệ Hồn Tông quá mức tà ác bá đạo, tu luyện tiến triển cực nhanh, uy lực cũng thật lớn. Nhưng càng về sau lực lượng lại càng thiếu hụt, cho nên Thừa Hạo Miểu có thể thắng được Lai Phong, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Thanh âm của hắn đột nhiên lạnh xuống, lạnh giọng nói. Cho nên thiên hạ hôm nay trong lớp hậu bối người duy nhất có thể tạo thành uy hiếp cho Lai Phong cũng chỉ có Lý Vân Tiêu ngươi thôi. Lý Vân Tiêu cười nói. Đa tạ Kháng Thiên trưởng lão để mắt. Bắc Minh Kháng Thiên trầm giọng nói. Không phải ta để mắt ngươi, mà là ta một mực đều xem thấp ngươi. Nếu nói Lai Phong là bá chủ ngàn năm mới gặp, như vậy thiên phú của ngươi chính là võ đế cái thế vạn năm khó tìm, trong mấy ngàn năm qua, sợ rằng dù là Diệp Nam Thiên năm đó cũng không gì hơn cái này. Lý Vân Tiêu nói, thiên địa to lớn không thể đo đạc, thiên tài nhiều không kể xiết, Kháng Thiên trưởng lão phân tích nghiêm trọng rồi. Bắc Minh Kháng Thiên nói, bất kể có nghiêm trọng hay không, nếu ngươi không chết, vậy thì thiên võ giới tương lai tuyệt đối sẽ bị ngươi dẫm nát dưới chân. Lý Vân Tiêu cười nói. Kháng Thiên trưởng lão nói những lời này với ta là có ý gì? Trong mắt Bắc Minh Kháng Thiên lộ ra hàn mang, nói. Hoặc là gia nhập Bắc Minh Huyền Cung, vĩnh viễn không phản bội, hoặc là ta sẽ khiến ngươi mất đi năng lực uy hiếp Bắc Minh Huyền Cung. Lý Vân Tiêu cười nói. Bá Thiên luyện thể quyết ngươi không cần sao? Thân hình Bắc Minh Kháng Thiên chấn động, sau khi nghe tên công pháp tuyệt thế đó cảm xúc chấn động rõ ràng tăng cường. Hắn lạnh giọng nói. Giao ra Bá Thiên luyện thể quyết, ta có thể chỉ phế căn cơ võ đạo của ngươi, lưu ngươi một mạng, hơn nữa ban thưởng ngươi cuộc đời này đại phú đại quý. Thần sắc Lý Vân Tiêu phát lạnh, lạnh lùng nói. Kháng Thiên trưởng lão, vì sao ta nghe được có người muốn đối phó ta, trong lòng ta liền cảm thấy một hồi không thoải mái thế. Hơn nữa ta là người trí nhớ không tốt, nói không chừng bị sợ hãi sẽ quên mất nhiều thứ đấy. Sắc mặt Bắc Minh Kháng Thiên trở nên khó coi, lạnh giọng nói. Lý Vân Tiêu, ngươi là người thông minh, gia nhập Bắc Minh Huyền Cung là lựa chọn tốt nhất, trừ phi ngươi có nắm chắc có thể chạy thoát khỏi tay ta, nếu không đừng hòng mong mạng sống. Mặc dù không cần Bá Thiên luyện thể quyết, ta cũng tuyệt không cho phép đại họa như ngươi tồn tại được. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Hiện giờ ta quả thật không có cách gì tốt để chạy trốn. Mà ngươi cũng không cách nào lấy được Bá Thiên luyện thể quyết từ trong tay ta, chúng ta vẫn còn thời gian mà. Thần sắc Bắc Minh Kháng Thiên âm lãnh, một hồi không nói. Giờ phút này trong hải tộc dâng lên một cơn sóng lớn, sau đó một đạo cột nước sông giữa không trung, mấy tên cường giả đều hiện thân, cầm đầu đúng là Nhuận Tường. Hắn sắc mặt như thường, trong trận chiến trước kia hắn cũng không tiêu hao lực lượng gì cả, chỉ là thần sắc âm lãnh, lạnh giọng nói. Nhân tộc chết tiệt. Lại dám miệt thị ta. Hắn cho rằng đối phương là truy kích mà đến, một cổ phẫn nộ khi bị xem thường lan tràn trong lòng, hai tay bóp vang răng rắc. Giờ phút này trên đại dương bao la sóng gió không ngừng, nhan sắc nước biển càng ngày càng đậm, các loại sinh vật cổ quái trên biển đang phi tốc tụ tập, kéo dài cả ngàn dặm. Bắc Minh Lai Phong ngóng nhìn lấy mặt biển, trong nội tâm hơi trầm xuống, cao giọng nói. Ta chính là người Bắc Minh Huyền Cung, có chuyện quan trọng muốn nhập Đông Hải. Xin bằng hữu hải tộc hãy nhường đường, để cho ta thông hành. Bắc Minh Huyền Cung. Nhuận Tường sững sờ, sau đó sắc mặt càng chìm xuống,
trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo, chẳng lẽ Bắc Minh Huyền Cung cũng gia nhập mặt trận Đông Vực sao? Chẳng lẽ nhân tộc đã chuẩn bị chiến tranh toàn diện rồi sao? Hắn trầm giọng quát. Bắc Minh Huyền Cung trên đại lục thiên võ có lẽ có chút tiếng tăm, nhưng ở trong tứ hải ngay cả cái rắm cũng không phải, người nói mượn đường thì mượn đường sao? Ngươi là cái thá gì? Sắc mặt Bắc Minh Lai Phong đại biến, lạnh giọng nói. Nhuận Tường, trận chiến Thành Hồng Nguyệt ngươi chiến thua bởi Lý Vân Tiêu, trận chiến trước kia lại chạy trối chết, nếu ta không là thá gì, thì ngươi chính là cái rắm sao? Nhuận Tường cười lạnh nói. Cho dù ta thua Lý Vân Tiêu, nhưng quan hệ gì tới ngươi? Nếu không phải Lý Vân Tiêu thắng ta, ngươi cũng có thể có khoái cảm. Có bản lĩnh đi ra đánh với ta một trận, nếu có thể chiến thắng trường thương trong tay ta, liền cho ngươi mượn đường qua, nếu không thì mau cút ra xa đi. Bắc Minh Lai Phong chán nản, thực lực Nhuận Tường hắn rất rõ ràng, hơn nữa hiện giờ so với lúc ở tại Thành Hồng Nguyệt chỉ có mạnh hơn chứ không yếu, hắn tuyệt đối không thể nào đánh lại được, chỉ có thể hừ lạnh nói. Đại sự tông môn, ta không có quyền đánh bạc, nếu chỉ là ân oán cá nhân giữa ta và ngươi, ngược lại cũng rất muốn lĩnh giáo một phen đấy. Ta nhổ vào. Nhuận Tường nhổ nước miếng, khinh miệt mỉa mai nói. Còn rất muốn lĩnh giáo, chỉ bằng chút công phu mèo quào của ngươi, có thể chịu nổi một kích từ ta sao? Trên mặt Bắc Minh Lai Phong lúc đỏ lúc trắng, cắn răng cả giận nói. Ta không xính miệng lưỡi với ngươi, cho đi hay là không? Sắc mặt Nhuận Tường phát lạnh, đáp lại nói. Chẳng lẽ còn cần ta nói lại lần nữa sao? Ngươi là cái thá gì, cút. Sắc mặt Bắc Minh Lai Phong trở nên âm, nhấc tay vỗ, quát. Công kích. Đại trận công kích trên chiến hạm cửu giai thoáng cái đều mở ra, vạn đạo quang mang từ trên thân hạm bắn ra, quét ngang lục hợp bát hoang, một đạo trận pháp chủ công càng bắn ra cột sáng mấy người ôm mới hết, trực tiếp phóng tới chỗ Nhuận Tường. Sau đó chiến hạm thúc khởi động, dọc theo thông đạo mà cột sáng kia mở ra không ngừng gia tốc. Sắc mặt Nhuận Tường phát lạnh, tâm niệm vừa động, màn nước liền nổ bung, cả người hắn bay vọt lên trời, lăng không quát. Ngăn lại cho ta. Ầm ầm. Cột sáng trên chiến hạm bắn ra hơn 10 đạo, lăng không đánh tan rất nhiều cường giả hải tộc. Đại lượng các loại công kích từ xa ập đến, đều đánh vào mấy đạo khe hở ở chung quanh chiến hạm, tóe lên từng đạo gợn sóng, không cách nào đột phá chút nào cả. Rầm 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 phanh. Đột nhiên trên mặt biển truyền đến từng đạo thanh âm phá thủy, vô số kiếm ngư thật nhỏ từ trên biển nhảy lên, vậy mà nhất phi trùng thiên, xông tới chỗ chiến hạm kia. Những kiếm ngư kia rộng chừng nửa mét, hai mắt đỏ tươi, trên đầu lại phát ra hào quang sáng loáng, vô cùng sắc bén. Rầm 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 phanh. Đông đảo kiếm ngư trên mặt biển nhảy ra, rậm rạp chằng chịt lăng không bay tới, toàn bộ đâm vào trên quang mang hộ thể của chiến hạm, lại ba 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 bắn ra trở về. Toàn bộ vùng duyên hải đều là cảnh tượng kỳ dị như vậy, khiến người trên chiến hạm phóng mắt nhìn đi chỉ thấy được một bầy kiếm ngư. Một gã đệ tử chạy vội trên chiến hạm, thoáng cái đã chạy tới trước mặt Bắc Minh Lai Phong cả kinh nói. Lai Phong đại nhân, nguyên thạch tiêu hao tốc độ cực nhanh, cũng phải gấp 10 lần chúng ta dự đoán, còn đang không ngừng gia tốc, nếu cứ như vậy thì chỉ sợ sẽ đạt tới cực hạn hấp thu của trận pháp phòng ngự mất. Bắc Minh Lai Phong cả kinh, quyết đoán nói. Không cần phải xen vào tiêu hao, tiếp tục xông. Vâng. Tên đệ tử kia ánh mắt lộ ra kinh hãi, sau khi lên tiếng liền hóa thành một đạo quang mang biến mất ở bong thuyền. Bắc Minh Kháng Thiên nhìn cảnh tượng kỳ dị đầy trời này, hắn cũng là lần đầu tiên động thủ với hải tộc, cau mày nói. Vân Tiêu công tử, ngươi xem chúng ta lần này có thể thuận lợi tiến lên không? Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, nói. Kháng Thiên trưởng lão đây đã là hỏi ta lần hai rồi. Chỉ có điều lúc hỏi lần đầu ngươi tin tưởng 10 phần, mà lần này lại không đủ lòng tin, chẳng lẽ loài cá cấp thấp này cũng có thể khiến trưởng lão cảm thấy phức tạp sao? Bắc Minh Kháng Thiên ngưng mắt nói. Ngươi quả nhiên là tâm tư cực kỳ cẩn thận, quả thật đáng sợ. Ngươi có điều không biết, Trấn Hải Thiên bị diệt chính là do vô số loại động vật hải dương đê dai này ập tới, kiến nhiều cắn chết voi a. Lý Vân Tiêu nói. Theo ta thấy thì phá tan phòng ngự chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng lần này sợ rằng không thể. A, vì cái gì? Bắc Minh Kháng Thiên sững sờ, khó hiểu hỏi. Phanh. Đột nhiên chiến hạm truyền ra một tiếng va đập, trực tiếp khiến thân hạm sinh ra một tia lắc lư, tuy rằng rất nhỏ, nhưng lại khiến sắc mặt mọi người đều đại biến. Đây chính là chiến hạm cửu giai A,
mặc dù là một kích toàn lực của Cửu Thiên Võ Đế cũng không thể tạo chút ảnh hưởng nào cho nó cả. Lúc này mọi người mới nhìn rõ ràng trên chiến hạm chẳng biết lúc nào rơi xuống đại lượng trương ngư quái, chừng 7-8 đầu, bò đầy toàn bộ kết giới phòng ngự. Phải biết rằng thể tích chiến hạm cửu giai cực kỳ khổng lồ, 7-8 đầu trương ngư quái có thể bò đầy, có thể thấy hình thể đám trương ngư này cũng không hề nhỏ chút nào. Vô số xúc tu to lớn thoáng cái đã siết chặt lấy chiến hạm, khiến tốc độ bay bỗng nhiên biến chậm. Sắc mặt Bắc Minh Lai Phong đại biến. Lúc những trương ngư quái này xuất hiện hắn cũng không để trong lòng, nhưng giờ phút này chúng lại khiến tốc độ chiến hạm bị trì hoãn, nếu không thể cưỡng ép đột phá phòng tuyến trước mắt thì sẽ là nguy hiểm chí mạng đối với bọn họ. Công kích toàn lực nổ nát đám trương ngư này cho ta. Trận pháp công kích trên chiến hạm lần nữa mở ra, điên cuồng vận chuyển lại, từng đạo chùm tia sáng lăng không đánh ra, mỗi một đạo đều muốn nổ nát đại lượng dâu, những trương ngư quái kia phảng phất như không chịu nổi một kích. Thoáng cái đã bị đánh đến thất linh bát lạc. Sau đó mấy cái trận pháp đỏ rực cũng được mở ra, phun ra đại lượng hỏa diễm, hóa thành từng con phượng hoàng bay múa, khiến kiếm ngư và trương ngư ở chung quanh đều bị đốt thành cho bụi. Bắc Minh Lai Phong nhẹ nhàng thở ra, quát. Nhanh chóng tiến lên không tiếc bất cứ giá nào. Ba 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 ba. Đột nhiên lại mấy cái vòi xúc tu lắc lư trước mắt, thoáng cái đã vây kín trên kết giới phòng ngự của chiến hạm. Lần nữa khóa chiến hạm lại, những vòi xúc to kia còn to lớn cả lúc trước. Chỉ thấy trên mặt biển lộ ra nửa cái đầu trương ngư, nhưng lại rộng đến mấy trăm mét, tựa hồ là trương ngư chi vương. Bắc Minh Lai Phong giận dữ, quát. Chủ công trận mở ra, đánh đầu trương ngư quái này thành thịt vụn đi. Lý Vân Tiêu đột nhiên nhướng mày, nói. Phiền toái. Bắc Minh Kháng Thiên sững sờ, nói. Sao hả? Ngươi cho rằng chủ công trận không đánh chết được trương ngư vương kia sao? Lý Vân Tiêu lắc đầu, chỉ vào xa xa, nói. Ngươi xem, chỉ thấy trên mặt biển xa xa có hai sườn núi nhỏ đang không ngừng di động đến, tới gần mới phát hiện là hai đầu cự kình, nửa cái đầu lộ ra trên mặt biển, hình thể thậm chí còn hơn cả trương ngư quái. Sắc mặt Bắc Minh Kháng Thiên trầm xuống, hồ nghi nói. Tựa hồ là kình loại bình thường, không cảm giác được chút chiến lực nào cả. Lý Vân Tiêu nói, đích thật là đại lam kình bình thường nhất, căn bản không có sức chiến đấu, bình thường cũng chỉ ăn chút tôn nhỏ, nhưng thể tích lại là một trong mấy loại hải thú lớn nhất. Hắn ngừng lại, lại bổ sung nói, ngoài trừ thâm hải cự thú. Bắc Minh Kháng Thiên khó hiểu nói, nếu vậy thì có gì phiền toái, chẳng lẽ đầu lam kình kia còn có thể nhảy dựng lên ăn tươi chúng ta sao? Lý Vân Tiêu ngưng mắt nói, những lam kình kia thể cực lớn, cho nên bình thường bị hải tộc dùng để truyền thâu đồ vật. Ầm ầm. Giờ phút này chủ công chi trận của chiến hạm cửu giai lần nữa mở ra, một đạo chùm tia sáng cự đại đánh xuống giữa đỉnh đầu trương ngư vương, thoáng cái cơ hồ đã nổ đầu hắn thành thiết luật, chết đến không thể chết hơn được nữa. Vòi xúc buộc trên chiến hạm lập tức thả lỏng, đều rơi xuống tiến biển cả, chiến hạm thoáng cái thoát thân. Bắc Minh Lai Phong đại hỉ, quát. Tiến lên tiến lên. Bỗng nhiên ở xa xa trên lưng hai đầu lam kinh kia chợt phun ra nước, bay thẳng trời cao. Bắc Minh Kháng Thiên đột nhiên cả kinh, đồng tử đột nhiên co lại, nói. Cái đó là... Sắc mặt của hắn đại biến, thoáng cái lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ thấy những lam kinh kia phun ra căn bản không phải nước biển đơn thuần, trong nước trộn lẫn vô số sinh vật trong đó, từ xa rơi vào trên chiến hạm. Hải tinh, là bạo tinh phá hủy trấn Hải Thiên. Bắc Minh Lai Phong thoáng cái nhận ra hải tinh đang rơi xuống như mưa, lập tức hít một hơi lạnh, thoáng cái cảm thấy toàn thân lạnh như băng. Những hải tinh kia phô thiên cái địa, vô cùng vô tận, ba 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 rơi vào trên phòng ngự chiến hạm, tựa hồ có hấp lực nhất định khiến nó trực tiếp dán trên phòng ngự kết giới lên, vậy mà không rơi xuống. Ọt 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 ọt, ọt 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 ọt, cùng nhau rơi xuống ngoại trừ hải tinh, còn có cô lỗ thú lúc trước, nó rơi vào trên kết giới liền trực tiếp nổ bung. Màu tím đầy trời khuếch tán, không ngừng ăn mòn lấy kết giới. Tất cả mọi người vừa trải qua một màn ở thành Bạch Sung nên sắc mặt mỗi người sắp đều trắng bệch, trở nên cảnh giác vạn phận. Càng có vài tên võ giả sợ tới mức thân hình không ngừng run rẩy, khó có thể khắc chế sợ hãi lan tràn trong lòng. Bắc Minh Kháng Thiên thấy cũng choáng váng, phương thức công kích như thế, hắn mặc dù thân là cường giả tuyệt đỉnh, cũng không biết nên làm sao nữa, chỉ có thể kinh ngạc mà hỏi. Cái này nên làm sao cho phải đây? Lý Vân Tiêu thở dài.
Lần này phiền toái, từ số lượng hải tinh và cô lỗ thú số lượng mà xem thì phụ cận hải vực này khẳng định có bạo tinh tộc cùng cô lỗ, lúc này mới có thể liên thôn thổ liên tục như thế. Ba 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 ba. Trên chiến hạm đều là thanh âm tự bạo, giống như đại pháo đồng dạng, nhưng lại liên tiếp không ngừng khiến người khiếp sợ. Tầng phòng ngự chi quang kia đang không ngừng bị ăn mòn tan vỡ, tầng tầng mỏng lại. Bắc Minh Lai Phong cắn răng nói. Mở ra bước nhảy không gian. Mọi người lúc này mới thoáng an định lại, nhẹ nhàng thở ra, bước nhảy không gian của chiến hạm cửu giai đủ để tránh đi tất cả công kích chi lực, là chiêu thức tránh né mạnh nhất. Nhưng không ít người lại nghĩ tới lúc giới thần bi chống lại chiến hạm cửu giai, ngay cả bước nhảy không gian cũng hoàn toàn không có hiệu quả, thầm nghĩ lần này có lẽ không tà dị như vậy chứ. Toàn bộ chiến hạm cửu giai bỗng nhiên trở nên mờ đi, tất cả mọi người phát hiện bầu trời bốn phía thoáng cái tối om. Toàn bộ chiến hạm đã thoát ly không gian trước kia rồi. Những hải tinh và cô lỗ thú kia quả nhiên thoáng cái đã mất đi mục tiêu, toàn bộ theo trên bầu trời rơi xuống dưới, rầm rầm rơi vào biển cả, như rác đổ xuống dưới vậy. Ha, ha ha, cái này không lo, không hổ là chiến hạm cửu giai. Nhan Thụ Thư lập tức nịnh nọt, vẻ mặt dương dương đắc ý. Bắc Minh Lai Phong cũng nhẹ thở ra, nếu chiêu bước nhảy không gian này cũng mất di hiệu lực. Vậy thì thật sự không biết phải làm sao cho phải a. Bọn hắn tuy rằng ở trong hư không nhưng cũng có thể ẩn ẩn thấy được thế giới bên ngoài, cũng như thế giới bên ngoài nhìn vào bọn hắn giống như hư ảo vậy. Bắc Minh Kháng Thiên mỉm cười nói. Vân Tiêu công tử lần này tựa hồ đã đoán sai rồi thì phải. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt cười nói. Không nên cao hứng quá sớm, đợi lát nữa xem sao đi. Bắc Minh Kháng Thiên từ chối cho ý kiến. Nhưng lúc hắn lần nữa quăng ánh mắt tới trước, trong giây lát sắc mặt đã đại biến, chỉ thấy thế giới bên ngoài cự kiểm thú chẳng biết lúc nào đã lăng không ở phía trước, giống như một cái bánh cực lớn đang mở miệng ra vậy. Một cổ khí tức kinh khủng ngưng tụ nơi miệng nó, sau đó xì tới chỗ chiến hạm ở xa xa. Ầm ầm, quang mang hắc sắc không chỉ đánh nát bên ngoài mà còn trực tiếp đánh vào trong hư không, không chút cản trở đánh lên trên chiến hạm cửu giai. Ầm ầm, toàn bộ thân hạm đều lay động. Tất cả mọi người đều hoảng sợ không thôi, công kích của thâm hải cự thú kia không ngờ có thể xuyên qua hư không. Bắc Minh Lai Phong lần này đã thật sự sợ rồi, đầu cự thú kia của đối phương có thể sánh bằng với một chiến hạm rồi, hơn nữa công kích của chiến hạm cửu giai cũng không có uy hiếp quá lớn đối với nó. Thần sắc Bắc Minh Kháng Thiên cũng trở nên ngưng trọng, nói. Đây rốt cuộc là vật gì? Không ngờ cường hãn như thế. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm vào thâm hải cự thú kia không ngừng mà quan sát, trước kia ở thành Bạch Sung nó cũng đã có chút tổn thương, hơn nữa bị chiến hạm cửu giai trực tiếp đánh một phát, tuy rằng uy lực vẫn vô cùng, nhưng lại có thể cảm giác rõ ràng nó đã yếu hơn rất nhiều. Ầm ầm, đạo công kích thứ hai cũng đánh úp lại, trực tiếp nổ nát mấy tầng hào quang bảo hộ trên chiến hạm, đại trận phòng ngự trên thân hạm đột nhiên nổ bung. Cự kiểm thú vẫn còn đang lắc lư lấy, phát ra âm thanh ồ ồ ồ ồ. Đồng tử Bắc Minh Kháng Thiên đột nhiên co lại, hoảng sợ thất thanh nói. Phá giới chi lực, lực lượng thứ này nhổ ra vậy mà có thể so với cửu tinh võ đế, có thể đánh tan thế giới sao? Sắc mặt Lý Vân Tiêu cũng trở nên ngưng trọng, gật đầu nói. Chiến lực thứ này chưa hẳn đã mạnh mẽ như cửu tinh võ đế, nhưng lực công kích quả thật có thể phá vỡ giới diện. Kháng Thiên trưởng lão nếu nguyện ý ra tay thì phối hợp với chủ trận công kích chiến hạm cửu giai rất có khả năng sẽ đánh chết được nó. Hơn nữa ta thấy nơi này cũng chỉ có một đầu này thôi, nếu trở ngại này bị trừ, phá tan phòng tuyến tất nhiên không thành vấn đề. Bắc Minh Kháng Thiên trên mặt run rẩy thoáng một phát, hắn cũng quan sát được cự kiểm thú tuy rằng công kích cường hãn, nhưng không quá nhanh nhẹn, nếu tự mình ra tay, vẫn có nắm chắc nhất định có thể thu thập nó. Nhưng tâm niệm hắn xoay chuyển, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu một chút, mở ra kết giới, bay thẳng đến bên người Bắc Minh Lai Phong hạ lệnh. Trước tiên lui lại lục địa, tránh đi con thú này rồi bàn bạc kỹ hơn. Bắc Minh Lai Phong cả kinh, vội vàng hạ lệnh lui lại. Toàn bộ chiến hạm tuy rất to lớn, nhưng vẫn xoay thân rời đi rất nhanh, bất quá lại bị con cự thú kia đánh thêm mấy kích, không ít trận pháp phòng ngự tổn hại, một mực thối lui hơn vạn mét mới không thấy đối phương đuổi theo nữa. Ầm ầm, chiến hạm cửu giai trực tiếp hạ xuống từ không trung, đáp ở trên đại địa. Xa xa nhìn lại quả thật chẳng khác nào một tòa thành trì. Trên chiến hạm tất cả mọi người đều giữ im lặng, nguyên một đám lòng còn sợ hãi.
Bắc Minh Lai Phong vội vàng hạ lệnh để thuật luyện sư trên chiến hạm bắt đầu chữa trị thân hạm, chính hắn lại bay đến bên người Bắc Minh Kháng Thiên xin chỉ thị. Kháng Thiên trưởng lão, làm sao bây giờ? Bắc Minh Kháng Thiên nhìn hắn một cái, nói. Tự ngươi nghĩ cách đi. Bắc Minh Lai Phong. Trong lòng của hắn một hồi phiền muộn, thậm chí có chút ít ảo não, đặc biệt khi thấy Bắc Minh Kháng Thiên thân mật với Lý Vân Tiêu như thế, trong nội tâm mắng thầm, đã bảo ta tự mình nghĩ biện pháp, vì sao lại bảo ta lui về chứ? Bắc Minh Lai Phong nhìn qua Lý Vân Tiêu thần sắc lạnh nhạt, nhịn không được cắn răng nói. Vân Thiếu có diệu kế gì không? Bảo hắn hỏi Lý Vân Tiêu, đã là cố lấy dũng khí thật lớn, nếu phải thật sự không còn cách nào thì hắn tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện mà theo hắn là cực kỳ mất mặt kia đâu. Lý Vân Tiêu trầm tư một hồi, nói. Kỳ thật muốn phá thâm hải cự thú kia cũng không khó, theo ta quan sát, vật kia tuy rằng lợi hại, nhưng tốc độ khôi phục năng lượng rất chậm, mà chiến hạm cửu giai hoàn toàn là dựa vào nguyên thạch cung cấp thôi động, nói cách khác chúng ta có thể duy trì cung cấp trình độ không thay đổi, mà bọn hắn lại càng ngày càng yếu. Trong mắt Bắc Minh Lai Phong hiện lên một tia tinh mang, nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống, cười khổ nói. Lần này ra biển tuy rằng mang theo đủ nhiều nguyên thạch, nhưng nếu tốn hao hết ở phá tan phòng tuyến thì sợ rằng khó có thể duy trì vận chuyển sau này, tiêu hao của chiến hạm cửu giai thật sự khó mà tưởng tượng nổi. Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu, điểm ấy hắn còn rõ ràng hơn cả Bắc Minh Lai Phong. Nếu như thế, vậy thì chỉ có thể lấy chiến tranh nuôi chiến tranh thôi. Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Bắc Minh Lai Phong và Bắc Minh Kháng Thiên đều nhướng mày, tựa hồ lần đầu tiên nghe được cụm từ này. Lý Vân Tiêu nói. Chủng tộc trong Đông Hải rất nhiều khó có thể tính toán, mà đáy biển càng có đủ loại bảo vật, nếu nguyên thạch không đủ thì chúng ta cũng chỉ có thể một đường đoạt lấy thôi. Cái này, một đường đoạt lấy. Hai người đều ngây ngẩn, dùng ý nghĩ của bọn hắn, chỉ cần có thể đột phá phòng tuyến liền lập tức chạy đi xa xa, tận lực tránh đi nơi ở của hải tộc, giảm bớt xung đột, căn bản chưa từng nghĩ qua sẽ tìm tới tận cửa bọn họ cướp đồ. Hai người đều lộ ra vẻ cổ quái, nhìn Lý Vân Tiêu vài lần. Cũng chỉ có loại yêu nghiệt như hắn mới có thể nghĩ ra biện pháp kinh thế hãi tục như thế thôi. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt cười nói. Hai vị không cần lo lắng, chiến sự hai tộc rằng có mấy tháng, chủng tộc hơi có chút thực lực ở gần biển đều đã bị triệu tập tới tham chiến rồi, chúng ta một đường đi qua sẽ rất an toàn. Mà cường giả của những chủng tộc này rời khỏi nơi đóng quân, căn bản không có khả năng mang theo đại lượng tài nguyên. Phải biết rằng hải tộc huyền khí rất ít, huyền khí chữ vật cũng không nhiều. Bắc Minh Kháng Thiên trầm tư một hồi, nói. Ta cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện, mặc dù có phong hiểm nhất định, nhưng lấy chiến tranh nuôi chiến tranh đủ để giải quyết nan đề không đủ nguyên thạch. Bắc Minh Lai Phong cũng không còn ý kiến hay nào khác, nhân tiện nói. Nếu Kháng Thiên trưởng lão cũng đã đồng ý, vậy chúng ta đợi thân hạm khôi phục một chút lại lái đi không ngừng quấy rối cự kiểm thú kia, thẳng đến khi triệt để diệt sát nó mới thôi. Trong mắt Bắc Minh Kháng Thiên cũng hiện lên một tia hàn khí, nói. Đợi đến khi vật kia chống đỡ không nổi nữa, ta liền tự mình ra tay xé rách nó. Lý Vân Tiêu cười nói. Kỳ thật vừa rồi nếu Kháng Thiên trưởng lão ra tay cũng rất có khả năng đột phá phòng tuyến đấy. Bắc Minh Kháng Thiên nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói. Ta có nắm chắc giết nó, nhưng ta không có nắm chắc sau khi giết nó còn có thể quản chế ngươi. Lý Vân Tiêu kinh ngạc cười cười, mà thân hình Bắc Minh Lai Phong lại đại chấn, thần sắc thay đổi mấy lần, tinh tế suy tư về hàm nghĩa của những lời này. Mấy cái trận pháp tổn hại không nghiêm trọng lắm, chỉ là kết giới đã bị công kích vượt quá khả năng chịu đựng bởi vậy nên mới tự động nổ bung, rất nhanh liền được tu sửa hoàn tất. Bắc Minh Lai Phong trực tiếp hạ lệnh xuất phát, chiến hạm ầm ầm lăng không bay lên, lần nữa phong tới vùng duyên hải. Lần này tất cả mọi người đã không còn lạc quan như trước. Cho rằng ở trên chiến hạm cửu giai liền nhất định bình an vô sự nữa, đều nhiều hơn một chút tưởng tượng và một phần cảnh giác, phòng ngừa vạn nhất. Chiến hạm một lát đã chạy đến trên không vùng duyên hải, phía trước sớm đã không có tư thế như trước nữa, nhưng rất nhanh đám cường giả hải tộc đã nhao nhao phá biển mà ra, lăng không ngăn cản ở phía trước. Nhuận Tường cũng kinh sợ không thôi, không thể tưởng được mới chỉ qua một lát đối phương đã dám quay lại, hắn giận dữ hét. Cặn bã nhân tộc! Bị đánh còn chưa đủ sao? Trên chiếm hạm cửu giai không đáp lời, đáp lại chính là hơn 10 đạo công kích cường lực, ngoại trừ trận pháp chủ công ra, tất cả công kích đều được mở ra, ầm ầm đánh tới hải tộc. Rầm rầm rầm,
Trên bầu trời không ít hải tộc ứng đối không kịp, trực tiếp bị đánh thành bã vụn, thoáng cái loạn cả lên. Nhuận Tường tức đến toàn thân run rẩy, hai tay bấm khắp quyết ấn, trên mặt biển một hồi gió nổi mây phun, hiện ra vòng xoáy khổng lồ, cự kiểm thú chậm rãi trồi lên từ trong đó. Đồng tử Bắc Minh Lai Phong đột nhiên co lại, lạnh giọng nói. Tập trung lực lượng công kích cự kiểm thú kia. Tất cả trận pháp trên chiến hạm đều đã tập trung vào bên dưới, thoáng cái hơn 10 đạo công kích liên tiếp bắn ra, đặc biệt là chùm tia sáng cực lớn trên trận pháp chủ công kia khiến người phải kinh hãi. Ầm ầm, từng đạo công kích bổ bung trên mặt cự kiểm thú, tạc ra đạo đạo rung động nhộn nhạo trên không trung. Cự kiểm thú bị chọc giận ngao ngao kêu to, gương mặt trước kia bị đại ngũ hành nguyên tố kết giới tạc thương lần nữa chảy ra máu, gào thét lớn nhổ ra hắc mang, không ngừng đối oanh với chiến hạm. Tất cả người hải tộc đều tránh lui ngàn mét, từ xa xa quan sát ấy, loại đối oanh cấp bậc này căn bản không phải bọn hắn có thể nhúng tay vào được, đi qua khẳng định sẽ trực tiếp thành cặn bã. Nhuận Tường trong lòng kinh sợ, vội vàng quát. Cự kình. Cách đó không xa, cái kia hai đầu lam cự kình bắt đầu trồi lên mặt nước, phun ra đại lượng sinh vật biển đê dai chút xuống dưới. Hừ. Bắc Minh Lai Phong hừ lạnh một tiếng, khóe miệng hiện ra cười lạnh, nói. Bước nhảy không gian. Hiện giờ đã quyết định không tiếc tất cả cũng phải đánh chết đầu cự thú kia rồi, hắn cũng căn bản không hề cân nhắc tiêu hao nguyên thạch nữa. Chiến hạm thoáng cái trốn vào hư không, đại lượng sinh vật biển đê dai trực tiếp đổ vào trong biển rộng, hoàn toàn không chạm được vào chiến hạm. Mà công kích của cự kiểm thú và chủ trận công kích của chiến hạm cửu dai lại trực tiếp đánh nát hư không, ở hai bên bất đồng không ngừng đối oanh với nhau. Sau khi oanh kích 7-8 lần, hơn 10 đạo phòng ngự chi quang trên chiến hạm cửu dai giảm còn lại 3-4 đạo, Bắc Minh Lai Phong lúc này mới hạ lệnh lui về phía sau, trong khoảnh khắc đã biến mất trên đất bằng. Chỉ để lại một mảnh vùng duyên hải bừa bộn. Cự kiểm thú kia im im lặng lặng lơ lửng trên không trung, bất quá có thể cảm nhận được rõ ràng nó đang hô hấp, một khi hít thở đều thập phần trầm trọng, thân thể cũng theo hô hấp mà phập phồng bất định. Ngoại trừ gương mặt bị kết giới chi lực làm bị thương trước kia, trên người nó còn nhiều ra không ít vết thương, đều là do đối oanh vừa rồi lưu lại cả. Nhuận Tường sắc mặt cực kỳ âm trầm, cự kiểm thú bị thế này, không có 10 ngày nửa tháng thì không cách nào hoàn toàn khôi phục được, nhưng có trời mới biết người Bắc Minh Huyền Cung khi nào lại đến nữa. Lui binh nghỉ ngơi và hồi phục, nghiêm mật giám thị chiếc tàu chiến hạm kia. Nhuận Tường nổi giận gầm lên một tiếng, sau khi hạ đạt mệnh lệnh liền bay vào trong biển rộng, cự kiểm thú cũng chậm rãi chìm xuống, thẳng đến khi biến mất không thấy gì nữa. Nhưng bất quá chỉ nửa ngày, đã có một đạo tin tức truyền đến. Chiếc chiến hạm cửu giai kia lại tới nữa. Phanh! Toàn bộ biển cả tạc ra một đoàn bọt nước cực lớn, Nhuận Tường mang theo một đám cường giả hải tộc trực tiếp xông lên mặt biển, nguyên một đám sắc mặt khó coi đến cực điểm, nhìn chằm chằm vào chiến hạm cửu giai đang từ đằng xa chạy đến, chỉ mấy hơi thở đã đến trước người. Đáng chết, bọn hắn nhất định đã phát hiện tốc độ khôi phục của cự kiểm thú rất chậm, cho nên mới cố ý không ngừng tiến công như thế. Gương mặt Nhuận Tường như phủ một tầng sương lạnh. Trong tay cầm chặt La Hậu Trường Thương, từng vòng lực lượng nhộn nhạo trên thân thường, giống như lòng hắn cũng không hề bình tĩnh chút nào vậy. Một gã cường giả hải tộc mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhìn chiến hạm cực lớn đang tới gần trước mắt, vội hỏi. Đại nhân, giờ phải làm sao đây? Lực lượng kích động trên La Hậu Trường Thương thoáng cái ngừng lại, thần sắc Nhuận Tường khôi phục như thường, nói. Rất đơn giản, như vậy lần này cứ khiến bọn hắn có đi không về là được rồi. Tên hải tộc kia cả kinh nói. Thế nhưng chiến hạm của đối phương có thể trốn vào hư không, lực lượng hải thú đê dai bên phía chúng ta không cách nào ảnh hưởng đến nó a. Nhuận Tường quay đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái, lạnh giọng nói. Không phải có đám hải tộc cao dai các ngươi sao? Dùng thi thể của các ngươi lấp lên, còn sợ không phá được một chiến hạm sao? Sắc mặt tất cả cường giả hải tộc cao dai đều đại biến, nguyên một đám không còn chút máu. Ánh mắt Nhuận Tường quét qua tất cả mọi người, lạnh lùng nói. Sao hả, đều sợ rồi sao? Ngày thường nguyên một đám đều cho rằng mình cường đại cỡ nào, chẳng lẽ ở trước mặt chiến hạm nhân loại lại trở nên sợ hãi như thế sao? Trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ xấu hổ, một người trong đó đứng ra, đặt tay phải mình lên vai trái, kiên quyết nói. Tất cả nghe theo Nhuận Tường đại nhân điều khiển, muôn lần chết không chối từ. Muôn lần chết không chối từ. Chiến sĩ hải tộc còn lại cũng quát lên, nguyên một đám thần sắc kích động.
Tuy rằng con sâu cái kiến cũng ham sống, nhưng hoàn cảnh cạnh tranh sinh tồn của hải tộc ác liệt hơn nhân loại rất nhiều, mỗi người đều đã nhìn quen sinh tử, đã sớm chết lặng, trong lòng truy cầu đối với tôn nghiêm và lực lượng còn hơn xa sinh tử. Trong mắt Nhuận Tường tuôn ra sát ý rất mạnh, lạnh giọng nói. Tốt không hổ là những đứa con của biển cả, hôm nay ta liền cùng với chư vị, cho những người này một giáo huấn cả đời cũng khó quên a. Vâng, tất cả đều nghe theo Nhuận Tường đại nhân điều khiển. Tất cả mọi người kích động vạn phần, nhiệt huyết trong người thiêu đốt, từng đạo nguyên lực không nhịn được kích phát ra, theo gió cùng nhộn nhạo ra trên mặt biển. Ân, đám hải tộc này sao giống như vừa ăn xuân dược thế? Lý Vân Tiêu đứng ở trên bong thuyền quan chiến, lạnh lùng nhìn qua, tựa hồ phát giác được một tia không đúng, mày kiếm có chút nhướng lên. Ánh mắt Bắc Minh Kháng Thiên ngưng lại, cười nói. Có lẽ đã nhìn thấu sách lược của chúng ta, cho nên tức giận đến muốn bạo thể a, ha ha. Hai người lần này cũng không ngăn cách ra, mà đứng chung một chỗ với các võ giả, bất quá những người còn lại đều tản ra xa xa, không dám đến quá gần những cường giả này. Nhan Thụ Thư nịnh nọt cười nói. Cho dù biết rõ thì đã sao? Chiến hạm và chiến thuật của Bắc Minh Huyền Cung thiên hạ vô song, bọn hắn dù có biết rõ cũng chỉ có nước bị đánh cầu xin tha thứ thôi, ha ha. Hắn vuốt mông ngựa như thế khiến một ít cường giả chung quanh đều nhao nhao nhíu mày, lộ ra vẻ khinh bỉ. Đặc biệt là Nguyễn Tích Tuyền, trước kia khi Bắc Minh Huyền Cung chưa xuất hiện, tên này cứ như cái đuôi lẽo đẽo đi theo sau mình, hiện giờ lại đi ôm đùi người khác, khiến trong lòng hắn cảm thấy cực kỳ không thoải mái, hận không thể tiến lên tát hắn một cái. Lý Vân Tiêu du du nói, Thụ Thư đại nhân, người giàu gì cũng là võ đế trung giai, là tồn tại đủ để hoành hành thiên hạ. Chẳng lẽ không biết mấy chữ cảm thấy hổ thẹn viết thế nào sao? Nhan Thụ Thư lạnh lùng nói. Lý Vân Tiêu, người không cần ở đây nói mát như thế, nếu không phải có chư vị đại nhân Bắc Minh Huyền Cung trợ giúp, người đã sớm bị những hải tộc này xé rách thành mảnh nhỏ rồi, không chỉ không cảm ơn cúng bái, ngược lại còn khắp nơi đối nghịch với đại nhân Bắc Minh Huyền Cung, người có mặt mũi gì dạy ta viết mấy chữ cảm thấy hổ thẹn chứ? Lý Vân Tiêu đầu đầy hắc tuyến. Hắn gần đây miệng lưỡi lanh lợi nhưng giờ lại không biết nói thế nào cho phải. Tất cả mọi người cũng đổ mồ hôi lạnh, người quá tiện không có địch thủ, cổ nhân nói quả thật không sai chút nào cả. Mà ngay cả mấy người Bắc Minh Huyền Cung cũng đỏ mặt lên, Bắc Minh Kháng Thiên xấu hổ ho khan vài tiếng, nói. Tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng, không nên nội chiến làm gì. Mọi người lúc này mới rời lực chú ý lên mặt biển phía trước, một cái vòng xoáy khổng lồ hiển hiện trên mặt biển. Cự kiểm thú lần nữa bay lên. Lần này coi như là cường giả võ đế bình thường cũng phát hiện con thú này khác với trước kia, bộ dạng thật sự có chút nỏ mạnh hết đà, thương thế trên mặt còn chưa hồi phục lại. Ồ ồ ồ ồ, cự kiểm thú nhô mặt lên khỏi mặt biển ngọ nguậy lấy, chuẩn bị công kích, từng vòng năng lượng tản ra. Trong mắt Bắc Minh Lai Phong hiện lên vẻ châm chọc, quát. Bước nhảy không gian, công kích. Chiến hạm cửu giai lập tức trở nên mờ đi. Trận pháp công kích thoáng cái mở ra, rất nhiều chùm tia sáng công kích tới chỗ cự kiểm thú. Bành bành! Xa xa hai đại lam kình ngư phun ra nước biển, nở ra hai đóa hoa trên bầu trời, đại lượng các loại hải thú đê dai lấy bạo tinh làm chủ, nhao nhao đánh tới những công kích kia. Bên kia không ngờ lại muốn dùng tánh mạng của hải thú đê dai để làm tấm chắn, thay cự kiểm thú thừa nhận công kích. Ầm ầm! Hơn 10 đạo hào quang những nơi đi qua đều có mảng lớn mảnh vỡ hải tinh nổ bung, giống như bụi phiêu tán khắp bầu trời. Rầm rầm rầm, lực lượng chùm tia sáng xuyên qua tất cả hải tinh, đánh lên trên người cự kiểm thú, khiến nó phải không ngừng lui lại trên không trung. Giống, trên mặt cự kiểm thú lộ ra vẻ dữ tợn, tứ chi thật nhỏ cao thấp đong đưa, lộ ra thập phần luống cuống, nó hét lớn một tiếng nhổ ra quang mang hắc sắc đánh lên thân chiến hạm. Phanh! Hắc mang nổ bung trên kết giới hộ thể của chiến hạm, trực tiếp nổ nát mấy tầng kết giới chi quang, công kích so với trước kia còn hung ác cường hãn hơn vài phần. Bắc Minh Lai Phong cảm thấy kinh hỉ, hắn cũng nhìn ra được cự thú kia đã là nỏ mạnh hết đà rồi, tuy rằng công kích càng thêm hung hãn, nhưng thế cũng nói rõ cự thú đã dầu hết đèn tắt, không chống được thêm mấy chiêu nữa. Công kích, dốc hết toàn lực công kích, vận chuyển tất cả trận pháp lên tới trình độ lớn nhất, không tiếc tất cả tài nguyên. Trên mặt Bắc Minh Lai Phong lộ vẻ hung ác, trong hai tròng mắt tuôn ra tinh mang nhìn chằm chằm vào cự kiểm thú, một loại khoái cảm sắp thắng lợi lan tràn trong lòng, khiến hắn nhịn không được trở nên có chút kích động.
Bắc Minh Kháng Thiên cũng lộ ra tia mỉm cười thư thái, nói. Vân Tiêu công tử, lần này có thể không qua không? Lý Vân Tiêu trầm tư một hồi, nói. Có lẽ có thể, nhưng sẽ không nhẹ nhõm. Bắc Minh Kháng Thiên kinh ngạc nói. À, vì sao sẽ không nhẹ nhõm? Cự kiểm thú kia đã sắp không được rồi, cho dù bổn tọa không ra tay thì nhiều nhất chỉ chống được 7-8 lần nữa sẽ nhất định phải vẫn lạc. Lý Vân Tiêu nói. Ngươi có thấy thân ảnh những cường giả hải tộc kia không? Tất cả mọi người đều dùng mình, bọn hắn chỉ lo nhìn đối oanh với cự kiểm thú, tăng thêm đây trời đều là mảnh vỡ thi thể nên thoáng cái không để ý đến những chiến sĩ hải tộc kia, sau khi được Lý Vân Tiêu nhắc nhở mới chú ý tới. Toàn bộ cường giả hải tộc ở vùng duyên hải này đều là lao trên bầu trời, hơn nữa phân bố cực xa, sợ bị ảnh hưởng đến. Nguyễn Tích Tuyền cười lạnh nói. Chiến sĩ hải tộc tuy rằng chỉ số thông minh không cao, nhưng cũng không phải người ngu, sao không lặn xuống dưới nước mặt đi, chẳng lẽ ở chỗ này chờ bị đánh thành bã vụn sao? Liêu Dương Băng nói. Dùng tâm tính người hải tộc, mặc dù không địch lại, cũng sẽ không ngồi ở đáy biển nhìn tộc nhân mình khổ chiến. Hơn phân nửa sẽ ở một bên quan sát. Bắc Minh Lai Phong trong lòng khẽ động, nói. Chẳng lẽ đám hải tộc kia có gì quỷ dị sao? Ầm ầm. Phía trước tách ra một đạo cường quang, cự kiểm thú kia sau khi lần nữa chúng công kích lại bị đẩy lui mấy chục thước, hơn nữa thở dốc càng lúc càng lớn, hắc mang mỗi lần nhổ ra cũng đang dần dần yếu bớt. Lý Vân Tiêu cười nói. Biết rõ hải tộc tất nhiên có quỷ dị, nhưng mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt. Là kiên trì hay nên lui về đây? Thật là một quyết định gian nan a. Thần tình trên mặt Bắc Minh Lai Phong bất định, hỏi. Tình huống chiến hạm hiện giờ thế nào rồi? Một gã đệ tử vội bước lên trước nói. Phòng ngự bị phá mất 3/5, nguyên thạch còn thừa đủ để tiếp tục công kích hơn 100 lần. Trong lòng tất cả mọi người đều dùng mình, khiếp sợ vì tiêu hao của chiến hạm, nếu toàn bộ nguyên thạch đều chỉ đủ hơn 100 lần công kích. Vậy thì một khi ra biển không biết sẽ gặp phải phiền toái thế nào nữa. Những thứ không nói khác, nhưng nếu lại gặp thêm một hai con quái vật tầm này nữa vậy thì thật sự xong đời rồi. Bắc Minh Lai Phong sắc mặt phát lạnh, cắn răng nói. Tiếp tục công kích, lần này nhất định phải đột phá phòng tuyến, tiến vào Đông Hải. Vâng, tên đệ tử kia đột nhiên đáp, lòng mọi người đều cảm thấy căng thẳng, trong lòng bàn tay bất giác đổ đầy mồ hôi. Chiến hạm không ngừng tiến tới phía trước, các loại công kích như hạt mưa thoáng cái đánh lên người cự kiểm thú. Toàn thân cự kiểm thú đều run rẩy, nó hít mạnh một hơi khiến thân thể phồng lên, sau đó lại phun ra một ngụm hắc mang. Giờ phút này một đạo trùng tia sáng chủ công ầm ầm rơi vào miệng nó, ầm ầm một tiếng, trực tiếp đánh tan hắc mang kia, khiến miệng cự kiểm thú bị nổ bay, lộ ra một cái động sâu đen kịt ngay dưới sống mũi, nhìn qua cảm giác cực kỳ khủng bố. Tốt. Trên chiến hạm tất cả mọi người đều đại hỉ kinh hô, thoáng cái đã tạc nổ miệng cự kiểm thú, xem nó còn phun hắc mang kiểu gì nữa. Hơn nữa thân thể cự kiểm thú cũng run run trên không trung, phát ra thanh âm nghẹn ngào, nặng nề mà xa xưa. Bắc Minh Lai Phong lúc này hạ lệnh. Chuẩn bị một kích cuối cùng, chiến hạm đồng thời đẩy hết tốc độ tiến về trước, ngay khi đánh tan hải thú chúng ta cũng nhảy vào Đông Hải. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Lai Phong công tử không định cẩn thận chút sao? Như thế cự thú trước khi chết sợ rằng sẽ dốc sức đánh một kích cuối cùng, không bằng đợi khi nó triệt để chết đi lại vào biển cũng không muộn. Bắc Minh Lai Phong lãnh đạm nói. Những điều mà Vân Thiếu nói ta đều đã cân nhắc, đợi đầu hải thú này vừa chết, sợ rằng sẽ là khi những cường giả hải tộc kia hành động. Lưu lại đây nguy hiểm, xông về trước cũng nguy hiểm, chỉ là cân nhắc lấy hay bỏ thôi. Lý Vân Tiêu gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nhuận Tường khẳng định có tính toán của mình, cũng đang đợi cự kiểm thú kia phát ra một kích cuối cùng. Bắc Minh Lai Phong nói không sai, chỉ là một cái lấy hay bỏ, xem hắn nguyện ý bốc lên phong hiểm nào thôi. Chiến hạm ầm ầm tiến về trước trên không trung, từng đạo hào quang công kích trên người thai nghén mà lên, như bảo châu ngọc bích ngậm trong các miệng lớn, tùy thời muốn phun ra đánh tới cự kiểm thú đã cùng được mạt lộ kia. Ở phía xa Nhuận Tường Lâm Lập trên không trung cũng biến sắc. Hắn cũng nhìn ra ý đồ của Bắc Minh Thế Gia, định ngay khi phá tan phòng tuyến của cự kiểm thú sẽ dùng tốc độ cao nhất nhập biển, thoát khỏi dây dưa từ bọn hắn. Trên mặt của hắn đột nhiên lộ ra dáng tươi cười, nhẹ giọng cười khẩy nói. Khinh thường thâm hải cự thú như thế sao? Ta cũng rất chờ mong xem cự kiểm thú này có thể cho ta kinh hỉ không đây. Toàn lực công kích,
Mắt thấy cách cự kiểm thú đã càng ngày càng gần, thần sắc Bắc Minh Lai Phong một mảnh nghiêm nghị, trong hai tròng mắt lóe ra hàn quang, trong lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh. Chiến hạm đột nhiên vọt lên trong không trung. Loảng xoảng. Không gian như mặt kính bị nghiền nát ra, thân hạm cực lớn giống như cá mập xông ra biển rộng vậy, nó không ngừng phun ra công kích. Từng đạo chùm tia sáng lăng không mà xuống. Toàn bộ chiến hạm bởi vì đã mở công kích ra đến mức lớn nhất nên không ngừng lắc lư trên không trung, khiến bầu trời bị nghiền nát kia càng sụp đổ thành bột mịn, mảng lớn đen kịt hiện ra. Ầm ầm, tất cả mọi công kích rơi vào trên người cự kiểm thú đều nổ tung, gương mặt lớn lập tức bị đục thủng như tổ ong, thịt nát bay tứ tung, thân thể cũng đang không ngừng lui về phía sau, hoàn toàn mất đi lực chống đỡ rồi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Chùm tia sáng của chủ trận công kích đánh ra lần thứ bay, rốt cục truyền đến nổ mạnh, toàn bộ thân hình cự kiểm thú trực tiếp xuất hiện một lỗ lớn, chùm tia sáng trực tiếp đánh vào trong cái lỗ đó. Chuẩn bị tiến lên. Bắc Minh Lai Phong đại hỉ, kích động đến nỗi liên tục vỗ mạnh vào vòng bảo hộ, tay trái lại nắm thành quyền. Tất cả mọi người lộ ra vẻ phấn chấn nhìn cự vật to lớn kia bị phá hủy, sự sợ hãi lan tràn quanh thân, rung động nhân tâm. Ngao ngao. Cự kiểm thú đã không nhúc nhích nữa, tựa hồ tánh mạng đang dần dần biến mất, trong miệng không ngừng truyền ra tiếng nức nở nghẹn ngào, giống như âm thanh đến từ viễn cổ không ngừng trong thiên địa vậy. Chiến hạm vẫn phát ra nổ vang cực lớn, không ngừng đẩy mạnh tới trước, nhưng tất cả mọi người lại yên lặng trong một loại tĩnh, lắng nghe lấy thanh âm nức nở nghẹn ngào kia, thoáng cái có chút hoảng hốt, tựa hồ như về tới thời kỳ cực kỳ xa xưa kia vậy. Không tốt! Lý Vân Tiêu đột nhiên hô một tiếng. Hắn duỗi tay trái ra, Hoàng Chiêu Trung hóa thành một đạo kim quang bay ra, huyền trên chiến hạm, bỗng nhiên gõ vang. Đương! Một đạo thanh âm thanh thúy rung động lan ra, đánh thẳng vào linh đài thức hải. Đương đương! Lý Vân Tiêu gõ cái chuông lớn kia ba cái, sóng âm như sóng biển trải rộng ra, mỗi người trên chiến hạm đều giật mình, thoáng cái đã tỉnh táo lại từ trong hoang mang, sắc mặt nhao nhao đại biến. Sắc mặt Bắc Minh Lai Phong trắng bệch, cắn răng nói. Đáng chết, thiếu chút nữa đã trúng chiêu rồi, không thể tưởng được thứ này trước khi chết còn có thể phóng xuất ra công kích âm ba. Sắc mặt Lý Vân Tiêu vẫn cực kỳ ngưng trọng, nói. Đây cũng không phải là do nó chủ động phóng xuất ra, thâm hải cự thú này vô luận là thân thể hay là linh thức đều đang không ngừng sụp đổ, tựa hồ là một loại trạng thái tự nhiên trước khi chết, chỉ là. Thanh âm của hắn ngừng lại, hào quang trong mắt do dự bất định, tựa hồ đang trầm tư gì đó. Bắc Minh Kháng Thiên nói, chỉ là cái gì? Vừa rồi Lý Vân Tiêu dùng chuông đánh tỉnh mọi người, khiến trong lòng hắn cũng nhiều thêm chút hảo cảm với Lý Vân Tiêu, ít nhất đối phương không phải loại người không để ý đến đại cục, bỏ đá xuống giếng. Lý Vân Tiêu ngưng mắt nhìn lại, nói, chỉ là loại trạng thái tự nhiên trước khi chết của thâm hải cự thú tựa hồ là một loại phản tổ. Cũng không phải nó phản tổ bản thân, mà là phiến thiên địa này theo nó bỏ mạng. Bị linh hồn của nó mang đi đến thời đại mãng hoang cực kỳ xa xưa trước kia. Tất cả mọi người nghe thế đều sững sờ, tất cả đều khó mà hiểu nổi. Đồng tử Bắc Minh Kháng Thiên đột nhiên co lại, Hồ Nghi nói. Ngươi nói là thời gian đang lui về phía sau sao? Ha ha, điều này sao có thể, thời gian cũng là một trong các quy tắc thiên địa, mặc dù là thập phương thần cảnh khống chế quy tắc giới này cũng tuyệt không thể nào quay ngược thời gian được. Lý Vân Tiêu lẳng lặng nói ra, cũng không phải là thời gian lui về phía sau, mọi người lập tức sẽ hiểu rõ ngay thôi. Vào thời khắc này, trong biển sâu dưới chiến hạm cửu giai tựa hồ không hề bị tràng đại chiến này ảnh hưởng, một mảnh yên lặng mà lạnh như băng. Mấy đội thủ vệ hải tộc không ngừng qua lại dò xét, canh giữ trước một cái ốc biển to lớn. Thực lực những thủ vệ hải tộc này đều không được tốt lắm, tiếng gầm gừ run run từ trong ốc biển truyền đến khiến bọn hắn tâm kinh đảm hàn. Có vài tên hải tộc thực lực khá thấp khẽ dựa gần đến cái ốc biển kia, tức thì bị sóng âm gào thét đột nhiên kích thích chấn chết tại chỗ ngay. Người còn lại đều bị dọa khiến sắc mặt đại biến, vội vàng thối lui ra hơn 100 mét luân thủ, không dám tiến đến gần thêm chút nào nữa. Nhuận Tường chết tiệt, Nhuận Tường lại dám dụng hình với ta nhất định phải giết ngươi, giết ngươi. Tiếng gầm gừ không ngừng truyền đến từ trong ốc biển đúng là của Nghiễm Dịch, trong thanh âm mang theo phẫn nộ, không cam lòng. Khuất nhục, cừu hận, các loại cảm xúc đan vào cùng một chỗ, cực kỳ đáng sợ. Đột nhiên xa xa có một đầu hải mã đang dần bơi tới, gạt nước biển lạnh như băng ra. Tất cả hộ vệ lập tức trở nên cảnh giác,
nguyên một đám cầm chặt trường mâu trong tay, trong mắt lóe ra vẻ lăng lệ ác liệt, nhìn chằm chằm vào phía trước. Hải mã kia tuyệt không phải chủng tộc bình thường, toàn thân lộ ra vẻ trong suốt, nhưng trên cái đuôi lại là màu tím xanh rất đậm, mà trên đỉnh đầu như màu gà kia lại là một mảnh đỏ tươi. Đây là hải mã gì? Quá kỳ quái a! Những hộ vệ kia nguyên một đám cau mày nghị luận. Vĩ Đạp Tử Thanh, Mao Đầu Hồng Vân, dường như đã từng nghe qua. Mau nhìn, đằng sau hải mã kia là một chiếc xe a. Tất cả mọi người vội vàng ngưng mắt nhìn lại, bọn hắn lúc này mới phát hiện ở sau hải mã là một cỗ chiến xa thâm lam, lướt dưới đáy biển tiến tới trước, bởi vì màu sắc không khác gì màu nước cho nên trong lúc nhất thời không cách nào phân biệt được rõ ràng. Ọt ọt! Đột nhiên một gã hộ vệ nuốt một ngụm nước miếng, thân hình run rẩy nói. Ta nhớ ra rồi rồi, đây, hải mã này là hung thú Đạp Thanh Vân, chính là thứ mà chỉ vương tộc Đông Hải mới có thể cưỡi a. Người còn lại đều giật nảy mình, thân thể run lên cơ hồ như muốn quỳ xuống, đây là uy áp đẳng cấp trời sinh, đến từ trong linh hồn khó có thể kháng cự. Rầm rầm, Đạp Thanh Vân kéo lấy chiến xa nhẹ nhàng gạt ra nước biển, thoáng cái đã dừng trước người đám thị vệ. Mọi người sợ hãi nhìn về phía cổ xe kia, ấn ký điêu long xoay quanh khắc đậm trên thân xe. Tất cả mọi người hít vào một hơi lạnh, lập tức không còn hoài nghi nữa, bịch bịch quỳ một mảnh, thân hình không ngừng run rẩy. Đột nhiên một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện trước ốc biển cực lớn kia, đứng chắp tay, nói. Dịch điện hạ, người có ở bên trong không? Những hộ vệ kia tất cả đều cực kỳ sợ hãi, bọn hắn căn bản không nhìn ra người nọ đi ra khỏi xe như thế nào. Mọi việc chỉ diễn ra trong nháy mắt, mà khiến bọn hắn càng thêm hoảng sợ chính là, người này tựa hồ là đến cứu Nghiễm Dịch đại nhân thì phải. Đại nhân, ở bên trong, bị giam ở bên trong đúng là Nghiễm Dịch đại nhân. Một gã hộ vệ thống lĩnh cắn răng, thân thể như run rẩy, sợ hãi nói. Nhuận tường đại nhân lúc rời đi đã dặn dò, phải áp tải Nghiễm Dịch đại nhân tới Vương Cung Đông Hải. Nhuận tường. Trong ốc biển truyền đến một tiếng gào thét, Nghiễm Dịch vừa nghe đến cái tên này, lập tức liền giật mình tỉnh dậy, giận dữ hét. Nhuận tường, giết hắn đi, ta muốn giết hắn. Toàn bộ ốc biển trong tiếng gào thét của hắn cũng khẽ lay động, nhưng từng đạo hoa văn khắc trên thân ốc lại không ngừng thoáng hiện, áp chế cổ dung chuyển kia xuống, thủy chung không thể thoát khốn. Trên gương mặt lạnh buốt của nam tử áo trắng nhướng mày, nói. Chuyện thế nào lại khiến điện hạ phẫn nộ như vậy? Ngươi là, Kiếm Tùy Phi Minh bên người mẫu hậu sao? Nghiễm Dịch lúc này mới nghe được thanh âm của nam tử áo trắng, đại hỉ cuồng tiếu nói. Ha ha, ngươi rốt cuộc đã tới, khiến ta chờ chết mất rồi, mau cứu ta ra đi ha ha, nhuận tương, tử kỳ của ngươi đã đến rồi. Một cổ oán khí cực độ từ trong ốc biển truyền ra, những hộ vệ ở xa xa kia đều cảm nhận được hàn khí nhập vào cơ thể. Nguyên một đám quỳ trên mặt đất run rẩy, không dám lên tiếng. Nam tử áo trắng Phi Minh nhẹ nhàng gật đầu, nhấc tay phải lên, một đạo kiếm quang bắn ra, nhanh như tia chớp, trực tiếp chém trọn ốc biển thành hai khúc. Phanh! Bên trong ốc biển vỡ ra kia đột nhiên nổ bung, một cổ lực lượng cuồng bạo trực tiếp nổ nát bấy thân ốc biển. Nghiễm Dịch một thân máu tươi đầm đìa từ trong đó xông ra, trường y trắng noãn rách tả tơi, từng đạo vết máu hiển hiện ở trên người. Sắc mặt Phi Minh đại biến, kinh sợ nói. Dịch điện hạ, Bắc Hải nhuận tường kia lại dám dụng hình với ngươi sao? Trên mặt Nghiễm Dịch hiện lên sát cơ, lạnh giọng nói. Có trấn hải lệnh của phụ vương trên người, có chuyện gì mà hắn không dám làm, coi như là giết ta, hắn có lẽ cũng sẽ không chút nhíu mày đâu. Trên mặt hắn phủ tầng xương lạnh, lạnh lùng nói. Hiện giờ, ta muốn đòi lại cả vốn lẫn lão, Phi Minh. Ngươi theo ta cùng đi giết tên nhuận tường kia đi. Phi Minh biến sắc, do dự nói. Nhuận tường chính là vương tử Bắc Hải, hơn nữa có trấn hải lệnh của vương trên người, không thể giết. Trên mặt Nghiễm Dịch hiện lên một tia giận dữ, quát. Phi Minh đừng quên thân phận của ngươi, ngươi là kiếm tùy của mẫu hậu ta, tất cả đều phải nghe theo mẫu hậu ta, nếu mẫu hậu đã phái ngươi tới cứu ta, vậy thì mọi chuyện ngươi đều phải nghe theo ta. Phi Minh nói. Chủ mẫu đại nhân bảo ta cứu điện hạ, hơn nữa mang điện hạ bình yên trở về. Đồng thời dặn dò ta nhất định không thể làm loạn, gây chuyện lang thung. Nghiễm Dịch giận tím mặt, quát. Câm miệng, lúc mẫu hậu có mặt ngươi nghe lời mẫu hậu, không có thì ngươi phải nghe lời ta, hiện giờ cùng ta cùng đi ra,
giết Nhuận Tường mau. Phi Minh im im lặng lặng đứng ở đó, trên người không có bất kỳ gợn sóng rung động, tựa hồ như một người không có chút cảm xúc, lạnh nhạt nói. Xin lỗi, Dịch Điện Hạ, Phi Minh không làm được. Sắc mặt Nhiễm Dịch lạnh xuống, hắn biết rõ mình không cách nào ra lệnh cho đối phương được rồi, lạnh giọng nói. Vậy tốt, giờ ta đi ra giết Nhuận Tường, nếu ta chết rồi, xem ngươi làm sao hoàn thành mệnh lệnh của mẫu hậu, dẫn ta quay lại Hoàng Cung. Hắn quay người lại, liền muốn bay lên mặt biển. Đột nhiên một cổ cảm giác kỳ dị lan tràn trong nước biển, loại cảm giác này khiến hắn có một loại cảm giác như trải qua tuế nguyệt, thương hải tang điền vậy. Đây là... Không chỉ Nhiễm Dịch, thần sắc Phi Minh cũng khẽ biến, hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn về phía mặt biển, tựa hồ muốn nhìn xuyên thấu không gian, tìm kiếm nơi phát ra loại cảm giác này vậy. Chuyện gì xảy ra, thân thể của ta? Nhiễm Dịch kinh hãi, chỉ thấy làn da bóng loáng như ngọc của mình bắt đầu trở nên thô ráp, nổi lên vô số nếp gấp, từng vòng điệp lên, màu sắc không ngừng biến thành màu nâu đậm. Gương mặt lạnh buốt của Phi Minh cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Sống mũi không ngừng nhô lên trở nên bén nhọn, con người đen nhánh cũng hóa thành thâm lam, hắn tay giơ lên, nhìn năm ngón tay của mình đã biến thành đá lởm chởm quái dị, khiến người cảm thấy cực kỳ hung ác. Không chỉ thế, ngay cả những hộ vệ quỳ trên mặt đất thân thể cũng xảy ra biến hóa, từ hải tộc dần thoái hóa thành hải thú. Nhiễm Dịch kinh hãi nói, Phi Minh, đây là có chuyện gì? Trên mặt hắn vừa mừng vừa sợ, một loạt biến hóa kia khiến chân tay hắn luống cuống. Nhưng vui mừng chính là lực lượng trong cơ thể vậy mà đang không ngừng tăng cường. Thần sắc Phi Minh lại tỉnh táo hơn nhiều, mở miệng nói. Thời gian phản tổ, trở lại hồng hoang, phiến hải vực này đã xảy ra chuyện gì thế? Nhiễm Dịch cả kinh nói. Thời gian phản tổ, vậy lực lượng hiện giờ ta đạt được, có thể bảo tồn vĩnh cửu trong cơ thể không? Phi Minh lắc đầu nói. Một khi rời khỏi phiến hải vực này, hoặc là loại thời gian phản tổ này khôi phục bình thường thì sẽ không còn tồn tại nữa. Vậy ta ở đây làm được gì chứ? Nhiễm Dịch nổi giận mắng một câu, hiện giờ lực lượng mãnh liệt trong cơ thể hắn càng ngày càng mạnh, không chỉ nguyên lực trong đan điền, mà ngay cả thân thể cũng đang không ngừng được cường hóa, phát triển theo hương thủy tổ viễn cổ. Phi Minh nói, Dịch Điện Hạ tỉnh táo, cái này đối với chúng ta có chỗ tốt rất lớn, có thể lĩnh hội lực lượng của tổ tiên, cảm ngộ loại cảm giác đỉnh phong kia. Đối với việc tu luyện đột phá sau này đều có chỗ tốt rất lớn đấy. Sắc mặt Nhiễm Dịch biến đổi, nói. Lực lượng ta tăng lên như vậy Nhuận Tường ở bên ngoài cũng được tăng cường như thế sao? Phi Minh nói. Chỉ cần Bắc Hải Nhuận Tường cũng ở trong mảnh thời gian vực này thì cũng thế. Trên mặt Nhiễm Dịch bắn ra sát khí, bàn tay phản tổ thành móng vuốt xích sắc đột nhiên nắm chặt trong nước, lập tức diễn sinh ra một cổ vòng xoáy, dần dần lan tràn ra ngoài. Không cam lòng gầm nhẹ nói. Không giết Nhuận Tường, ta thề không làm người. Trong mắt hắn lóe ra hung quang, quyền mang đánh ra ngoài. Ầm ầm, vòng xoáy kia rơi vào đáy biển, trực tiếp nổ bung trước người Phi Minh, lập tức đánh cho những hộ vệ đang quỳ kia thành bã vụn. Phi Minh thân ở đằng kia mặc dù vòng xoáy kia nổ bung nhưng hắn vẫn đứng chắp tay, chỉ là góc trường bào bị thổi bay lên, bồng bềnh dưới đáy biển. Hắn lẳng lặng nói. Nếu Dịch Điện Hạ cố ý làm thế, vậy thì Phi Minh cũng chỉ có thể cưỡng ép mang Điện Hạ về thôi. Thần sắc Nhiễm Dịch biến đổi, không thể tin nổi giận dữ nói. Tên nô tài ngươi nói gì? Ngươi muốn ra tay với ta sao? Trong mắt Phi Minh hiện lên một đạo hàn mang, tuy rằng hắn cũng không phải là hậu duệ chân long, không có huyết thống cao cao tại thượng, nhưng là kiếm thị của chủ mẫu Đông Hải, lại là một cường giả võ đế không thể khinh thường. Võ đạo chi tâm cường đại khiến trong lòng hắn dâng lên lửa giận, lạnh giọng nói. Phi Minh tuy là kiếm thị, nhưng chủ mẫu một mực yêu ái có thừa, cũng không sẽ hô to gọi hò đối với Phi Minh, đây cũng là nguyên nhân vì sao ta một mực ở lại vương cung Đông Hải. Chủ mẫu đối với ta có ơn chi ngộ, cho nên ngươi vừa rồi nhục ta, ta bỏ qua cho Dịch Điện Hạ lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Sắc mặt Nhiễm Dịch biến thành xám trắng. Hắn cảm nhận được rõ ràng vừa rồi ánh mắt Phi Minh tuôn ra sát khí lạnh như băng, mặc dù hiện giờ thực lực mình tăng nhiều cũng nhịn không được cảm thấy rét run, nếu mình lại mắng hắn một câu nữa thì có lẽ thật sự phải bỏ mang lại đây rồi. Ở trong tứ hải, ngoại trừ vương tộc tứ hải thuộc về tồn tại cấp độ B ra, còn có một ít chủng tộc thần bí cường đại, rất ít khi xuất hiện trước mặt mọi người, phần lớn đều ẩn trong biển sâu, cũng không nghe theo vương tộc hiệu lệnh, nhưng cũng có được thực lực cấp độ B.
Mà gia tộc của Phi Minh chính là tồn tại khủng bố như thế. Phi Minh có thân thế cực kỳ bi thảm, bị gia tộc vứt bỏ và đuổi giết, thẳng đến khi mẫu thân nhiễm dịch ra mặt hắn mới được cứu, sau đó một mực lưu lại bên người mẫu thân hắn với tư cách là một trong tứ đại thị vệ. Phi Minh sau khi nói xong chợt khôi phục vẻ đạm nhiên, nói. Dịch điện hạ, không nên tinh nghịch nữa, theo ta đi thôi. Nhiễm dịch tức đến giận sôi lên, bộ dạng đối phương giống như đang nói chuyện với tiểu hài tử vậy, hắn tức đến cơ hồ muốn nổ tung lên, nhưng ở trước mặt thực lực khủng bố kia, mặc dù hắn là vương tộc cũng không dám quá phận nữa, lập tức hóa ra chân long pháp thân, một chiêu long bái vĩ đá ra ngoài, khiến cả đáy biển đều trở nên sôi trào. Sau đó cả người nhiễm dịch liền hóa thành một đạo lưu quang lao lên mặt biển. Phi Minh thần sắc như thường, không chút nào để kinh đào cuồn cuộn kia vào mắt, chỉ là sâu trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, ngóng nhìn lấy phương hướng nhiễm dịch bỏ chạy. Lực lượng thời gian trọng hội cũng đang từ trên đại dương bao la dần truyền đến. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì lai sinh ra hiện tượng kỳ quái như thế chứ? Khóe miệng Phi Minh lộ ra tươi cười, vừa vặn thừa cơ hội nhiễm dịch không nghe lời đi xem một chút, cũng không tính là vi phạm ý chủ mẫu. Thân ảnh hắn lóe lên, liền biến mất dưới đáy biển. Đạp Thanh Vân ngửa đầu một tiếng, tử thanh song sắc trên đuôi trở nên tươi đẹp, kéo lấy chiến xa thật dài lao lên mặt biển. Giờ phút này trên trời cao, cự kiểm thú đã đoạn tuyệt sinh cơ phiêu phù trên bầu trời, trên gương mặt lộ ra một cái động lớn, đã bị bắn đến hoàn toàn biến dạng luôn rồi. Ầm ầm, đột nhiên chiến hạm chấn run lên một cái, chỉ thấy trong đại động đen kịt trên người cự kiểm thú tựa hồ xoáy ra một đạo lực lượng lan tràn khắp thiên địa, bắt đầu không ngừng xé rách lấy không gian. Mà ngay cả chiến hạm cửu giai cũng bị lay động, bị hút vào trong vòng xoáy kia. Sắc mặt Bắc Minh Lai Phong đột biến, quát lớn. Dừng lại ổn định chiến hạm. Sau mấy hơi thở, chiến hạm lăng không ngừng lại, một gã đệ tử vội bước lên trước báo cáo, nói. Lai Phong đại nhân, lực hấp xả của hắc động kia càng lúc càng lớn, có cần quay lại không? Bắc Minh Lai Phong mặt âm trầm, nhìn về phía thi thể cự kiểm thú đang dần vỡ ra ở phía trước. Các lỗ đen lớn nhỏ trên gương mặt đã kết nối lại cùng một chỗ với nhau, hơn nữa không ngừng lan tràn, khiến thân thể cự kiểm thú càng bị kéo thêm ra, một cái hắc động thật lớn xuất hiện ngay phía trước chiến hạm ngăn cản đường đi bọn hắn lại. Nếu lui về phía sau khi chỉ có thể đi một đường vòng thật lớn, hoặc là chờ lỗ đen kia tự động tiêu tán đi thôi. Bắc Minh Kháng Thiên ngóng nhìn hắc động kia một hồi, giận dữ nói. Quay đầu đi! Lỗ đen này là năng lượng bên trong cơ thể cự thú sụp xuống sau khi nó tử vong, giống như ngôi sao trên bầu trời vậy, thật không biết hải thú bực này là sao nữa. Rầm rầm rầm. Đột nhiên từ phía sau truyền đến rất nhiều công kích, nhao nhao rơi vào trên kết giới phòng ngự, kích thích từng đạo hào quang nở rộ trên không trung. Trong mắt Lý Vân Tiêu hiện lên một tia tinh mang, lại cười nói. Nhuận tường ẩn nhẫn lâu như vậy, rốt cục xuất hiện sao? Thời gian phản tổ mà cự kiểm thú mang lại trước khi chết có thể khiến hắn gia tăng bao nhiêu lực lượng đây? Ta thật sự rất chờ mong đấy. Thân hình Bắc Minh Kháng Thiên chấn động, giật mình nói. Ngươi nói thời gian phản tổ, chẳng lẽ là... Đột nhiên một đạo lực lượng tuyệt cường ngưng tụ trên bầu trời, hóa thành long hình lăng không chấn xuống, giống như một đầu thượng cổ chân long tái hiện nhân gian, gào thét đánh lên chiếm hạm vậy. Ầm ầm, toàn bộ chiến hạm đều cự chiến. Kết giới phòng ngự thoáng cái bị đánh sụp mấy tầng hào quang, sau đó rất nhiều cường giả hải tộc liền xuất hiện, nhao nhao liên thủ đánh xuống dưới, đánh vỡ tầng tầng màn sáng. Tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hãi, khó có thể tin nhìn ra bên ngoài chiến hạm, những hải tộc lăng không xuất hiện kia nguyên một đám hung hãn dị thường, mà ngay cả hình thể cũng tựa hồ lớn hơn một vòng, giống như tiến nhập trạng thái bạo tẩu vậy. Bang bang! Kết giới phòng ngự càng ngày càng yếu, tiêu giảm cực kỳ nhanh chóng. Bắc Minh Lai Phong hoảng hốt, sợ hãi giống nói. Giữ vững, nhất định phải giữ vững. Oanh! Một đạo quang mang bị tạc ra lỗ hổng, rất nhiều cường giả hải tộc nhao nhao nhảy vào, trong nháy mắt đã đánh tới mọi người, khí tức hung ác thô bạo thoáng cái lan tràn khắp mọi nơi. Không chỉ là sự hung ác mãng hoang do lúc phản tổ mang đến, mà còn có khuất nhục và cừu hận vô tận vì cự kiểm thú bị giết nên mỗi hải tộc đều trừng lớn cặp mắt, hận không thể đồng quy vô tận với địch nhân. Bắc Minh Lai Phong sau khi ngốc trệ chốc lát liền kinh sợ quát. Giết, tất cả mọi người không được lui về phía sau, giết sạch đám hải tộc này đi. Chính hắn một kiếm nơi tay, đi đầu vào tới. Phanh,
Kiếm quang quét xuống, trực tiếp chém bay cánh tay một gã hải tộc hình thể vừa thô vừa to, trên đầu mọc lên sừng dài xuống dưới. Tên hải tộc kia giống to mấy tiếng thống khổ, liền cúi đầu xuống, dùng cái sừng trên đầu liều lĩnh đâm qua, coi thân thể khổng lồ giống như vũ khí không tiếc tất cả xông tới trước. Phanh! Cái sừng kia đâm vào trên thân kiếm của Bắc Minh Lai Phong, ép khiến khí tức của hắn không ngừng suy yếu, lại lui về sau một bước. Bắc Minh Lai Phong trong lòng hoảng hốt, chiến sĩ hải tộc trước mắt này chẳng qua chỉ có lực lượng võ tôn đỉnh phong thôi, sao có thực lực chống lại hắn được chứ? Ngay khi trong lòng hắn kinh hãi thì tên cường giả hải tộc kia có chút ngẩng đầu lên, trên gương mặt dữ tợn lộ ra một tia cười tàn nhẫn. Không tốt! Bắc Minh Lai Phong cả kinh, đột nhiên kiếm thế chấn động, một đạo kiếm hải lan tràn ra. Ầm ầm! Chiến sĩ hải tộc cường đại trước người vậy mà đè nặng trường kiếm của mình nghiền nát đan điền tự bạo. Cổ lực lượng bạo tạc cường đại kia trùng kích lấy kiếm thế Bắc Minh Lai Phong, dù chưa thể gây tổn thương cho hắn, nhưng lại bức cho hắn phải liên tiếp lui về sau, lúc này mới xua tan được lực trùng kích kia. Những hải tộc này đều đã được cường hóa rồi, mọi người cẩn thận. Ngạc Nhạc Chỉ cũng phát hiện cực kỳ không đúng, hắn bị một gã võ đế hải tộc thua mình đến hai tinh đánh cho phải đau khổ trèo trống. Bắc Minh Kháng Thiên sợ hãi nói. Thời gian phản tổ theo như lời Vân Tiêu công tử dĩ nhiên là huyết mạch hải tộc phản tổ trên diện tích lớn sao? Sao lại có chuyện như vậy xảy ra chứ? Ánh mắt Lý Vân Tiêu ngưng tụ, nhìn qua đạo thân ảnh mờ ảo bất định trên trời cao kia, một bên giải thích nói. Tuy rằng kỳ dị, nhưng cũng không phải là chuyện không thể. Đại lục thiên võ rất nhiều nơi đều tồn tại dấu hiệu thời gian bất đồng, ta tựa hồ có chút hiểu rõ những thâm hải cự thú kia là chuyện gì xảy ra rồi. Bắc Minh Kháng Thiên vội hỏi. Là chuyện gì xảy ra? Thâm hải cự thú kia quá mức khủng bố, uy lực đủ để chống lại chiến hạm cửu giai. Nếu lại nhiều thêm mấy đầu như vậy, toàn bộ Đông Hải có thể quét ngang Đông Vực rồi, tuy rằng việc này hắn cũng không quan tâm, nhưng liên quan đến lực lượng cường đại, đây mới là chỗ hắn quan tâm. Lý Vân Tiêu nói, việc này còn là suy đoán, không có chút chứng cứ nào cả, không tiện nói ra. Bắc Minh Kháng Thiên trong lòng cảm thấy không thoải mái, nhưng nếu người ta đã không chịu nói, hắn cũng không có cách nào, đành phải nói. Bất luận những quái vật này thế nào, ai cũng đừng mong ngăn trở bước chân của Bắc Minh Huyền Cung ta. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, cũng ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Nhuận Tường cũng không tận lực che giấu khí tức của mình, vài tên cường giả đều đồng thời cảm nhận được tên cường địch trên không chiến hạm kia. Lý Vân Tiêu cười nói. Có Kháng Thiên trưởng lão ra tay, Nhuận Tường kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta cũng yên lòng rồi. Bắc Minh Kháng Thiên lạnh lùng nói. Người nọ ta sẽ thu thập. Trên chiến hạm này còn phải dựa vào Vân Tiêu công tử xuất lực nhiều hơn rồi, nhưng ngàn vạn đừng sinh ra ý niệm chạy trốn, nếu không chúng ta sẽ không ở chung vui vẻ được nữa đâu. Phanh! Bắc Minh Kháng Thiên nói xong, dưới chân liền trực tiếp nổ bung, bong tàu chiến hạm vô cùng chắc chắn bị hắn đạp một cái liền sụp xuống, cả người mượn lực trùng kích bắn về phía Nhuận Tường. Tiểu Mao đầu không biết trời cao đất rộng, cho rằng điều khiển một con quái thú đến là có thể chống lại Bắc Minh Huyền Cung ta sao? Thật sự là trò cười lớn, lão phu hôm nay sẽ cho ngươi một giáo huấn cả đời cũng khó quên được. Song trưởng Bắc Minh Kháng Thiên vẽ một vòng trên không trung, từng đạo huyền băng chi khí từ trong hai tay dâng lên, hai đạo ấn ký hiển hiện trước người, sau đó song trưởng hợp nhất, hét lớn một tiếng vỗ về phía trước. Một cổ lực lượng cường đại bắn ra, giống như đánh tới không phải trưởng lực, mà là một tòa băng sơn vậy. Nhuận Tường tựa hồ một mực thần thờ, cúi đầu suy ngẫm gì đó. Thẳng đến khí cổ hàn khí kia ép đến, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt tuôn ra vẻ giận dữ và xá khí. La Hậu nhất kích, một đạo quang mang hiện lên, La Hậu chiến thương hiện ra bên người, nắm chặt trong tay, lăng không điểm xuống một cái. Thương mang hội tụ một đường vạch phá ra. Ầm ầm, trưởng lực như băng sơn chợt bị đánh trúng chỗ yếu hại nhất, lập tức trưởng thế tan vỡ, ầm ầm sụp đổ trên trời cao. Nhuận Tường xuất ra một thương. Khí tức cả người bạo phát, chấn khiến không gian cũng trở nên có chút rung rung. Bắc Minh Kháng Thiên và Lý Vân Tiêu đều ngưng trọng, cảm thấy hoảng sợ, Nhuận Tường hiện giờ nhất cử nhất động vậy mà ẩn hiện chân long chi uy, khiến linh hồn người phải rung động. Nhuận Tường cả người hóa thành một đạo quang mang trùng thiên, La Hậu trường thương hóa ra một cây xương sống quấn lên trên người hắn, không ngừng lún sâu vào tiên cơ thể. Thân thể bị xương sống đè ép chảy ra máu tươi nồng đậm, giọt giọt rơi xuống.
ở trên trời cao vậy mà hóa thành huyết thạch đỏ tươi rơi vào biển cả. Chân long chi huyết, yêu long trong cơ thể Lý Vân Tiêu đột nhiên kinh hô, cơ hồ như gào thét quát. Đây là chân long chi huyết a, trời ạ, chuyện gì xảy ra thế này? Thần sắc Lý Vân Tiêu cũng ngưng trọng, vẻ mặt khó có thể tin. Hắn lăng không một chảo, huyết thạch đang rơi xuống nhao nhao bị hắn nhiếp vào trong tay, mở ra xem xét, nó đỏ tươi như ngọc, dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng sáng chói, bên trong ẩn ẩn có long hình hội tụ trong đó. Không chỉ có thế, trên bàn tay Lý Vân Tiêu trở nên một mảnh kim quang, là bất diệt kim thân tự động hộ thể, long huyết kia mang theo nhiệt độ rất mạnh khiến làn da hắn bóng rát, kích thích bất diệt kim thân tự động chống cự. Thật là long huyết. Lý Vân Tiêu vẻ mặt hoảng sợ, long huyết thạch hắn cũng đã gặp, tồn tại ngang với chân long bí bảo, giá trị không cách nào đánh giá. Ọt ọt. Trong linh hồn truyền đến tiếng nuốt của yêu long, cơ hồ như quát lên. Thu thập, tranh thủ thời gian thu thập, đây đều là bảo vật vô giá a, chân long chi huyết a. Lý Vân Tiêu nhắm mắt lại, trong tay đột nhiên nắm chặt. Phanh. Huyết thạch đỏ tươi như mỹ ngọc ở trong tay hắn hóa thành mảnh vụn. Bàn tay đều bột phấn màu đỏ, một đạo long khí từ trong đó mở mịt bốc lên. Ngươi, yêu long ngưng giọng nói. Ta biết rõ ngươi còn hoài nghi, nhưng đây quả thật là long huyết, nhất định là thời gian trở lại mãng hoang, mà huyết mạch chi lực của nhuận tường lại rất mạnh, bởi vậy mới tạo thành trạng thái long hóa ngắn ngủi như thế. Tranh thủ thời gian thu thập long huyết đi, tận dụng thời cơ không thì không kịp đâu. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Không cần phải gấp gáp. Những cái này cũng không phải là huyết dịch chân long, mặc dù là thời gian phản tổ, cũng tuyệt đối không thể thể xuất hiện chân long tại phiến thiên địa này được. Chân long huyết thạch chính thức vô cùng cứng rắn, cực kỳ nóng bỏng, bất diệt kim thân bán thành phẩm này của ta căn bản không thể ngăn được long huyết, cũng tuyệt đối không thể nào bị bóp thành phấn vụn được. Nhưng nồng độ huyết mạch của hắn quả thật rất cao, đã cực kỳ tiếp cận long chi tử rồi. Nói xong lời cuối cùng, thần sắc Lý Vân Tiêu cũng trở nên có chút nghiêm nghị. Mặc dù là long chi tử, đó cũng là tồn tại chân linh nhất cấp A. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua nhuận tường đang không ngừng đề thăng lực lượng trên không trung, trong lòng càng thấy trầm trọng, vị bất thế thiên tài của hải tộc này rất có khả năng sẽ trở thành chân linh đầu tiên bước vào thập phương thần cảnh trong mấy vạn năm qua A. Một cổ nhiệt huyết thiêu đốt trong người, Lý Vân Tiêu dâng lên một cổ xúc động muốn đánh một trận. Yêu long đã nhận ra tâm cảnh của hắn, nói. Thiên hạ tương lai. Có lẽ chính là cuộc chiến giữa hai người các ngươi rồi. Cổ nhiệt huyết của Lý Vân Tiêu dần lui lại, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nói. Hy vọng đi, nếu không chỉ có một mình ta trùng kích thần cảnh, đó là chuyện tịch mịnh cỡ nào a? Chiến ý trong mắt của hắn lóe lên rồi biến mất, nói khẽ. Rất chờ mong có thể đánh trận nữa a, đáng tiếc lại không phải hiện giờ. Lý Vân Tiêu, ngươi đang làm gì thế? Bắc Minh Lai Phong cách đó không xa cả giận nói. Tất cả mọi người đang liều mạng giết địch, người một người đứng đó quan sát, có biết liêm sỉ không thế? Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, quay người liền gia nhập vào trong vòng chiến. Dùng thực lực của hắn hiện giờ, những lâu la này căn bản không cách nào ngăn cản, mặc dù có vài tên huyết mạch phản tổ lợi hại, nhưng hắn muốn giải quyết cũng chỉ cần mấy chiêu thôi. Hắn như tản bộ đi dạo trong vòng chiến, một bước lại xuất thủ một lần. Một chiêu giết một người. Biểu lộ nhẹ nhàng kia khiến Bắc Minh Lai Phong vừa hận lại ghen sợ hãi, một cổ lửa giận trực tiếp rót vào bảo kiếm trong tay, ra tay càng thêm ác độc. Lý Vân Tiêu nhìn như ra tay tùy ý, nhưng đều có lựa chọn cả, một là bảo vệ bằng hữu của mình, hai là bảo vệ chiến hạm an toàn, những người uy hiếp đến hai điều này đều bị hắn đánh chết, trên toàn bộ chiến hạm nhìn như lộn xộn, một mảnh hỗn loạn, nhưng kỳ thực đều nằm trong khống chế của hắn cả. Trên trời A-cô, nhuận tường trực tiếp ba ấn sống lưng rồng vào cơ thể mình, thừa nhận lấy thống khổ cực lớn, trong hai tròng mắt tuôn ra lửa giận, cả người đều bị long huyết nhuộm đỏ. Oanh! Ngay khi long chi bí bảo kia dung nhập vào cơ thể, khí tức của hắn lần nữa kéo lên một cấp độ, chỉ riêng khí kình đã như từng miếng thép đập tới trên người Bắc Minh Kháng Thiên. Ha 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 S-A-A-A! Trên trời cao truyền đến một hồi cười to của nhuận tường. Hiện giờ bên ngoài thân hắn đã hoàn toàn không còn bộ dạng như trước nữa, gương mặt đã triệt để long hóa rồi. Cổ lực lượng này, năm kiện long chi bí bảo, vậy mà dưới trạng thái kỳ dị quay về mãng hoang lại bị ta dung hợp hoàn mỹ với cơ thể, ha ha ha. Lúc ở thành Hồng Nguyệt hắn dung hợp 4 kiện long chi bí bảo, thân thể đã bị lực cắn trả phá hư cực lớn,
bốn kiện cơ hồ đã là cực hạn của hắn, khi đó hắn mới biết, muốn dung hợp chín kiện bí bảo hóa thân chân long là chuyện không thể nào, chỉ có thông qua tu luyện không ngừng, tăng cường huyết mạch và lực lượng thân thể, mới có thể dung hợp được nhiều hơn nữa. Cho nên đạt được kiện long chi bí bảo thứ 5 mà Đông Hải Long Cung cho hắn, hắn cũng không còn kích động như lúc trước nữa, căn bản không dám dễ dàng vận dụng, nếu không chỉ có kết cục bạo thể mà chết, lại không nghĩ tới dưới cơ duyên xảo hợp, trong hoàn cảnh phản tổ này vậy mà khiến hắn dung hợp hoàn mỹ 5 kiện, thực lực đạt đến đỉnh phong trước nay chưa từng có. Trong lòng Bắc Minh Kháng Thiên cũng một hồi hoảng sợ, nhưng trên mặt vẫn là biểu lộ lạnh băng, lạnh giọng nói. Dù có đưa thứ gì vào trong cơ thể đi nữa, vẫn không thay đổi kết quả ngươi bị đánh đâu. Thân thể của hắn lăng không lóe lên, liền trực tiếp xuất hiện cách nhuận tường mấy chục thước C, hai tay tự tin ôm trước người, chỉ riêng khí tức chấn đi đã trực tiếp phá vỡ long tức vần quanh bên người nhuận tường, đánh cho nhuận tường trực tiếp lui về phía sau mấy chục thước mới đứng vững thân thể. Sắc mặt nhuận tường đại biến, trong đôi mắt lóe lên lãnh mang, lạnh giọng nói. Võ đế cửu tinh. Trên mặt Bắc Minh Kháng Thiên hiển hiện một tia trào phúng, khinh miệt nói. Ngươi không khỏi quá đề cao bản thân rồi. Đối phó loại người như ngươi cần gì đến võ đế cửu tinh. Hắn giơ chân lên, lăng không đá tới, một đạo huyền băng chi lực đánh tới mục tiêu, xẹt qua trên bầu trời một đạo băng hà hoa mỹ. Nhuận tường sớm đã cảnh giác ở đằng kia, nghe thấy đối phương không có lực lượng võ đế cửu tinh lập tức nhẹ nhàng thở ra, nếu không căn bản không cần đánh, hắn cũng trực tiếp xoay người bỏ chạy ngay. Người quá đề cao bản thân chính là ngươi đấy. Sắc mặt nhuận tường phát lạnh, mở to miệng hét lớn một tiếng, long uy chấn thiên, sau đó năm ngón tay nắm chặt thành quyền, thân thể trực tiếp đánh lên đạo băng hà kia. Rầm 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 phanh, cả con sông đều bị nghiền nát, đầy trời đều là băng tinh nổ tung, cực kỳ đẹp mắt. Thử xem chân long pháp thân của ta đây. Nhuận tường sau một quyền liền hét lớn một tiếng, cả người lăng không vọt lên, giống như một đầu long hình bay lượn trên bầu trời vậy, sau đó liền lao xuống dưới. Bắc Minh Lai Phong biến sắc, long uy chi lực cực lớn không chỉ tạo thành trọng áp đối với thân thể, càng đánh thẳng vào linh hồn, khiến trong lòng của hắn một hồi táo bạo phiền muộn. Con người ta từ nhỏ đã cực kỳ ghét côn trùng rồi. Trong mắt của hắn lóe lên hàn quang, lập tức nổi lên sát tâm. Hai tay ôm trước người để xuống, cả người sừng sững trên trời cao như một tòa băng sơn không ngã, khí tức trên thân đột nhiên thoáng cái thu liếm, không có chút dấu hiệu nào cả. Nhuận tường đột nhiên biến sắc, tuy rằng Bắc Minh Kháng Thiên không làm gì cả, chỉ đứng ở đó, nhưng hắn lại cảm nhận được một cổ hồi hộp không hiểu, khí thế kia trực tiếp phá vỡ long uy của hắn, khiến trong lòng hắn dâng lên một cổ cảm giác bất an. Không tốt, người này mặc dù không phải võ đế cửu tinh, sợ rằng cũng kém không xa nữa. Nhuận tường cảm thấy kinh hãi, chân long pháp thân xoay chuyển trên không, đổi công làm thủ, liền phi tốc thối lui ra sau. Hừ, hiện giờ mới biết trốn, đã chậm rồi. Bắc Minh Kháng Thiên cười lạnh một tiếng, lăng không bước ra một bước, giơ tay lên, trên bầu trời lập tức tối sầm lại, một đạo vòng xoáy tinh vân hiển hiện, bao phủ thiên địa. Mọi người trên chiến hạm cửu giai cũng cảm nhận được bầu trời biến hóa, đột nhiên ngẩng đầu, trong lòng đều cả kính. Một chiêu này bọn hắn vừa mới thấy không lâu trước từ trên người Bắc Minh Trạch, đúng là thiên ngoại tam thức cực kỳ cường đại kia. Bắc Minh Lai Phong cũng giật mình, vốn tưởng rằng Bắc Minh Kháng Thiên ra tay chỉ chốc lát sẽ kết thúc, lại không nghĩ tới phải dùng đến thiên ngoại tam thức. Hắn và Lý Vân Tiêu đều cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ nhuận tường đã cường đại đến vậy, cần một gã cường giả võ đế bát tinh đỉnh phong thi triển ra loại thần thông nghịch thiên này mới giải quyết được sao? Vòng xoáy tinh vân vừa hiện. Toàn thân nhuận tường đã đại chấn, cả người hắn trực tiếp bị chấn nhiếp dưới uy thế thiên địa, vậy mà không cách nào nhúc nhích được. Giờ phút này bầu trời ngoại trừ tinh vân dị tượng ra chính là lỗ đen cực lớn do thi thể cự kiểm thú lưu lại, mặc dù lực thôn vệ của lỗ đen ở trước mặt vòng xoáy tinh vân này cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Đáng chết a, đây là chiêu thứ gì thế? Nhuận tường không ngừng giống to, long uy từng tiếng chấn ra nhưng chỉ có thể xé mở một ít không gian. Khiến thân thể hắn không đến mức bị triệt để cầm cố, nhưng dưới tinh vân chi lực mà muốn chạy đi quả thật là chuyện không thể. Đáng chết, ta không cam lòng a. Nhuận tường gào thét, hai tay 10 ngón tương giao trước người, cả người trực tiếp hóa thành long hình mạnh mẽ đâm tới dưới bầu trời bị tinh vân khóa lại, càng ngày càng cuồng. Bắc Minh Kháng Thiên đôi mắt lạnh như băng, trong lòng cũng rất là khiếp sợ, cổ chân long chi uy kia quán triệt thiên địa, vậy mà có thể xuyên qua tinh vân chi lực.
khiến tâm thần hắn phải chấn động. Mà biển rộng bên dưới vào thời khắc này cũng đột nhiên gió nổi mây phun, kinh đào đập sóng cuốn tới, nước lũ rót vào bầu trời, giống như trăm sông nạp biển vậy, không ngừng trùng kích lấy thiên địa mà tinh vân dưới lòng bàn tay Bắc Minh Kháng Thiên khống chế. Sắc mặt Bắc Minh Kháng Thiên khó coi đến cực điểm, nếu bị Nhuận Tường dẫy dụa ra được thì quả thật làm trò cười rồi. Trong mắt của hắn hiện lên một tia sát khí, lạnh giọng nói. Đi chết đi! Lòng bàn tay khẽ lật, tinh vân trên không trung bạo xoáy ra, không ngừng đè ép long thân đang dẫy dụa, long tức cuồng bạo kia không ngừng yếu bớt đi. Một cổ cực lực mênh mông sinh ra trong vòng xoáy kia, phá hủy tất cả lực chống cự, phảng phất như một tiếng thở dài dưới thời không vô tận. Ngô sinh giã hữu nhai, nhì đạo giã vô nhai, dĩ hữu nhai tùy vô nhai, đãi dĩ. Toàn bộ tất cả mọi người trong thiên địa bất giác đều ngừng lại chiến đấu trong tay, mờ mịt ngẩng đầu nhìn lại, tiếng thở dài kia xuyên thấu toàn bộ không gian, đảo qua thương hải tang điền, vang lên trong lòng mỗi người. Tất cả mọi võ giả trong lòng đều run lên, tựa hồ cảm thấy vẻ khát vọng và thở dài của thiên tài tuyệt thế sáng chế chiêu này khi đứng tia ước đại đạo bao la bát ngát vậy. Trên mặt Lý Vân Tiêu cũng lộ ra kính ý, nhìn lên bầu trời, ánh mắt vượt qua thời không. Nhìn qua tiền bối thiên tài Bắc Minh Huyền Cung đang càng chạy càng xa trên võ đạo, cuối cùng nhất biến mất ở cuối cùng. Ân. Đột nhiên sắc mặt Bắc Minh Kháng Thiên và Lý Vân Tiêu đều biến hóa, ánh mắt cùng nhìn về một hướng. Thức thứ hai, khai thiên. Đột nhiên một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên bên tai mọi người. Chợt thấy một đạo kiếm ý vô tận lăng không mà đến, vạch phá trời cao vô tận, chém về phía Bỉ Ngạn Tinh Vân kia. Bầu trời vào thời khắc này bị đều xé rách, toàn bộ biển cả đều bị cắt thành hai nửa dưới kiếm khí hùng hậu kia, như lâm vào vực sâu vậy. Kiếm khí sông trời cao, đâm thẳng vào đám mây, cắt nhập ngân hà lưu chuyển. Tinh vân chi lực dưới một kiếm này đều bị chém vỡ ra, sụp đổ xuống chính giữa. Một đọa long uy kinh thiên gào thét mà lên, chấn động thiên địa động phong vân. Nhuận Tường hóa thành long thân lao ra khỏi cảnh hẳn phải chết kia. Lực lượng cuồng bạo không ngừng tuôn ra, toàn thân đều đỏ bừng, đúng là do đại lượng long huyết cứng lại ở bên ngoài thân thể hắn. Hắn vừa chạy ra khốn cảnh, lập tức nhanh chóng lao tới chỗ phát ra kiếm khí kia. Mặc dù không biết là người phương nào xuất kiếm, nhưng nếu đã cứu hắn, vậy thì nhất định sẽ cứu tới cùng. Phi Minh, ngươi đáng chết a! Xa xa Nghiễm Dịch đột nhiên gào thét một tiếng, tức đến toàn thân run rẩy, chỉ vào Phi Minh giận dữ hét. Ngươi không chỉ không giúp ta giết hắn, còn cứu hắn, nô tài chết tiệt, ta giết ngươi a! Nghiễm Dịch cực kỳ tức giận, gào thét lớn đấm hai đấm tới trên người Phi Minh, từng đạo quyền uy rơi vào trên hộ thể chân nguyên quanh thân Phi Minh, chấn lên đạo đạo rung động, nhưng lại thủy chung không thể đột phá. Trong mắt Phi Minh bùng cháy chiến ý, tay nắm trường kiếm vì kích động mà khẽ run lên, hắn liếm lấy môi dưới, thản nhiên nói. Đây chính là cường giả trong nhân tộc sao? Ầm ầm, bầu trời thoáng cái chấn động, thân Na Nhuận Tường bỗng nhiên xuất hiện trước người hắn, đã khôi phục thân người, chỉ là khắp người đều là máu tươi, đã hoàn toàn thay đổi. Hắn nhìn Nghiễm Dịch, lại lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phi Minh, ngưng giọng nói. Cường giả Đông Hải. Phi Minh có chút khom người gửi lời chào, nói. Kiếm thị dưới trướng chủ mẫu Đông Hải, Phi Minh, bái kiến Tường Điện Hạ. Đồng tử Nhuận Tường hơi co lại, nói. Phi Minh, ta tựa hồ đã nghe qua tên của ngươi, cứu ta. Hắn thẳng thắn cầu cứu, nhưng ngữ khí lại như hạ lệnh, sau đó nhổ ra một miệng lớn máu tươi, cả người bởi vì bị hao tổn quá nặng mà trở nên run run. Nghiễm Dịch sắc mặt phát lạnh, lộ ra vẻ dữ tợn, một quyền tự oanh tới, quát. Cứu ngươi, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi rồi. Quyền mang gào thét, cũng là long uy chi lực, hắn không chút lưu tình. Một phương không gian cũng theo đó bị ép xuống. 3. Nhuận Tường nâng tay phải phải, nhẹ nhàng chụp một cái liền nắm nắm đấm của hắn trong lòng bàn tay, long uy đều bị đánh sơ xác. Cái gì? Sắc mặt Nghiễm Dịch đại biến, trong con mắt lộ vẻ kinh ngạc, đối phương đã trọng thương nặng như vậy có thể dễ dàng tiếp được quyền của mình sao? Nhuận Tường không thèm liếc hắn một cái, một cổ lực lượng nổ bung nơi lòng bàn tay, trực tiếp đánh bay Nghiễm Dịch ra ngoài. Thân thể càng bắt đầu run rẩy kịch liệt, không ngừng ho ra máu tươi, rơi trên không trung hóa thành long huyết thạch rơi xuống mặt biển. Vô số các loại sinh vật trên mặt biển tranh nhau giành ăn lấy long huyết rơi xuống kia, thoáng cái ngư long hỗn tạp, đưa tới rất nhiều hải thú. Tay phải hắn khẽ lộn,
một khối lệnh bài màu vàng dương lên, lạnh lùng nói. Đây là trấn hải lệnh mà Đông Hải Chi Vương cho ta, có lệnh này trong tay, có thể điều động tất cả lực lượng hải tộc nhìn thấy, không biết có thể điều động ngươi được không? Trên khối lệnh bài màu vàng kia có một đầu cửu trảo kim long vòng trên đó, tượng trưng cho quyền uy vô thượng. Ánh mắt Phi Minh ngưng tụ, rời khỏi trấn hải lệnh kia, trong miệng thốt ra một chữ. Có thể. Nhuận Tường nở nụ cười, trong nội tâm buông lỏng, cảm xúc khẩn trương thoáng cái đã tiêu tán, nói. Ta hiện giờ hạ lệnh cho ngươi diệt sát tất cả mọi người trên chiến hạm cho ta. Phi Minh liếm lấy môi dưới, trong mắt bốc cháy lên chiến ý hưng phấn, cười nói. Rất vui lòng cống hiến sức lực. Ánh mắt của hắn đảo qua phía trước, trực tiếp rơi vào trên người hưng phấn, chiến hỏa trong mắt bùng nổ. Nhuận Tường hừ lạnh một tiếng, nói. Dưới biểu lộ trầm ổn kia, cũng là một tên cuồng đồ chiến đấu a. Phi Minh cười lớn một tiếng, nói. Sở dĩ trầm ổn, là vì có rất ít đối thủ có thể khiến ta hưng phấn. Kiếm khí trong tay hắn dương lên, lăng không chém tới, cả người hóa thành một đạo quang mang phóng tới chỗ Bắc Minh Kháng Thiên. Nghiễm Dịch ở xa xa thất thần đứng ở đó, khuôn mặt cực kỳ khó coi, một cổ cảm giác vô lực cực độ lan tràn trong lòng. Trước kia còn có thể đo đạc chênh lệch giữa mình và Nhuận Tường, mà hiện giờ, hai người đã kém cực kỳ xa, ngay cả đoán cũng không thể đoán nữa rồi. Phanh! Bắc Minh Kháng Thiên đón kiếm khí kia, đánh tới một quyền, nguyên lực bị chấn nát thành vô số hàn khí tản ra, bốn phía một mảnh âm lãnh. Tên mặt Phi Minh trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn, giờ phút này hắn cũng đã phản tổ không ít, cảm nhận được lực lượng trước nay chưa từng có, hắn cuồng hỉ liên tục chém ra vài kiếm. Không có kết cấu gì cả, chỉ muốn phát tiết ra hưng phấn trong lòng thôi. Bắc Minh Kháng Thiên nhướng mày, vừa đánh vừa lui dưới kiếm thế điêu cuồng kia của đối phương, khắp nơi bị quản chế. Bát tinh đỉnh phong chi lực. Phi Minh nhe răng cười nói. Cũng không hẳn, loại cảm giác này thật tốt ha, ta bát tinh sơ cấp nhưng ở trong phiến hải vực kỳ dị này thoáng cái đã có lực lượng đỉnh phong, thế giới này thật sự quá mỹ diệu a. Lại chém xuống vài kiếm. Bầu trời như tấm vải bị hắn chém ra từng đoạn. Bắc Minh Kháng Thiên không ngừng né tránh, thoáng cái phải đã dựa tới gần chiến hạm, nếu lại lui nữa thì tất nhiên sẽ dẫn nguy hiểm đến chiến hạm, hắn nhướng mày, ngưng giọng hô lên. Đều là bát tinh đỉnh phong chi lực, trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại, không bằng dừng tay, hai bên lui một bước đi có được không? Hắn thật sự không có tâm tình chém giết sinh tử với tên hải tộc phát cuồng trước mắt. Hơn nữa dùng nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được Phi Minh là đang hưởng thụ niềm vui thú khi chém giết, cũng không có mục đích gì cả, kết quả chém giết chỉ có thể thỏa mãn dục vọng chém giết của đối phương, một chút chỗ tốt cũng không có a. Ha ha, nhân loại ngươi sợ sao? Phi Minh lại càng chém càng hưng phấn, theo huyết mạch trong cơ thể phản tổ, của khí tức thô bạo hung tàn chôn giấu sâu trong huyết mạch hắn cũng không ngừng được phóng xuất ra. Ta sợ con em ngươi ấy. Bắc Minh Kháng Thiên giận tím mặt, gặp phải tên điên hiếu chiến này, muốn tránh cũng không thể tránh, liền cảm thấy đau đầu. Mà từ một kiếm lúc trước mà xem, lực lượng hai người cơ hồ tương đương nhau, đánh nhau cũng khó mà phân thắng bại ngay được. Phi Minh lạnh lùng cười cười, nói. Đều là võ đế bát tinh, nếu ngươi chỉ biết chạy trốn thì cũng quá khiến ta xem thường rồi. Hắn nhìn thoáng qua chiến hạm khổng lồ kia, khen. Thiên phú thuật luyện của nhân loại quả thật hải tộc ta không theo kịp, nếu ngươi không đánh một trận với ta thì ta sẽ bổ chiến hạm kia ra đấy. Hắn giơ kiếm lên, một đạo kiếm thế trùng thiên, toàn bộ bầu trời bỗng nhiên lấy hắn làm trung tâm phân liệt ra. Bắc Minh Kháng Thiên kinh hãi, nếu để cho hắn tùy ý mà làm, vậy thì chiến hạm cửu giai sẽ thật sự xong đời rồi. Hắn nổi giận hét lớn một tiếng, nói. Tên tạp chủng chết tiệt, lão phu hôm nay liền phế tên điên người. Hắn giơ tay lên, một đạo hào quang rất mạnh theo lòng bàn tay bay ra, chém tới trên người Phi Minh. Trong hào quang kia đúng là một thanh chiến đao cực lớn, xé rách trường không. Ánh mắt Phi Minh lộ ra vẻ vui mừng, cười to nói. Ha ha, rốt cục đã động thật rồi sao? Xuất ra lực lượng lúc trước ngươi dùng để giết Tường Điện Hạ đi, ta rất chờ mong đấy. Kiếm thế đã chuẩn bị từ lâu lăng không chém xuống, đánh lên trên chiến đao kia. Hào quang tản ra bốn phía, bầu trời vỡ vụn, nước biển cũng tán khắp bốn phía, lộ ra một cái hố sâu lan xuống đáy biển. Tất cả mọi người trên chiến hạm cửu giai trong lòng kinh hãi, chiến đấu giữa cường giả tuyệt đại bực này chỉ riêng lực dư âm thôi đã khủng bố như vậy,
có thể nhảy vào hư không, ngay cả bước nhảy không gian cũng không tránh thoát. Người hai tộc trên chiến hạm đánh ngang tay nhau, đều tử thương thảm trọng, chỉ có điều bên phía nhân tộc cường giả võ đế chiếm đa số, cán cân thắng lợi không ngừng nghiêng qua. Lý Vân Tiêu nhìn quyết chiến kinh thiên của hai người bên ngoài chiến hạm, cũng không có bao nhiêu biểu lộ, mà trên mặt lại lộ ra một tia thần sắc lo lắng, nhìn chằm chằm vào lỗ đen đang không ngừng mở rộng trên không do cự kiểm thú lưu lại sau khi chết kia. Thời gian quy tắc đồng thời khi hắc động kia khuếch trương cũng đang không ngừng điều chỉnh lại, khiến phản tổ của hải tộc bắt đầu dần dần biến mất. Hắc động kia lại đang không ngừng mở rộng, mà không phải thu nhỏ lại. Lý Vân Tiêu cả kinh nói. Chẳng lẽ lực lượng của cự kiểm thú sau khi chết vẫn chưa phóng xuất ra toàn bộ sao? Đột nhiên một gã đệ tử Bắc Minh Huyền Cung kinh hô lên, nói. Lai Phong đại nhân, không tốt rồi, chiến hạm lần nữa bị hấp lực hắc động kia vây khốn, không cách nào dãy dụa ra được. Thế cục hai phe trên chiến hạm đang nghịch chuyển, Bắc Minh Lai Phong đang giết cao hứng, phẫn nộ quát. Không cách nào dãy dụa là có ý gì? Mở lực lượng chiến hạm ra đến mức cao nhất, lao ra khỏi phạm vi hấp xả của lỗ đen. Tên đệ tử kia cuống quýt nói. Trận pháp gia tốc đà bị hủy đi hơn phân nửa, hiện giờ động lực phi hành không bằng 1/3 trước kia, hơn nữa còn đang không ngừng yếu bớt. Bắc Minh Lai Phong trong lòng kinh hãi, đánh một gã hải tộc bay đi, thoáng cái vọt tới trước mặt tên đệ tử kia tê khiển trách quát mắng. Nói thế là có ý gì? Chúng ta không cách nào thoát khỏi lỗ đen kia hút vào sao? Tên đệ tử kia trên trán toát ra mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói. Đúng là như thế. Khí thế trên người Bắc Minh Lai Phong bùng lên, trực tiếp đánh tên đệ tử kia lui lại mấy mét, nhổ ra một búng máu quỳ xuống, hắn cơ hồ rít gào nói. Chết tiệt, sao không nói sớm đi? Sao đợi đến giờ mới nói? Chỉ thấy chiến hạm không ngừng bị hút về phía lỗ đen kia, hơn nữa tốc độ đang dần dần tăng lớn, cơ hồ không thể nào vãn hồi được. Làm sao bây giờ? Bắc Minh Lai Phong đau cả đầu, thoáng cái luống cuống tay chân. Bắc Minh Kháng Thiên còn ở phía xa đánh nhau túi bụi với Phi Minh, thân ảnh hai người ngay cả ánh mắt cũng khó mà bắt được, càng không khả năng bận tâm nơi đây. Hắn trong lúc bối rối chợt về phía Lý Vân Tiêu đang bình tĩnh ở nhìn cách đó không xa, bất chấp mặt mũi, vội vàng nói. Vân Thiếu, hiện giờ nên làm sao cho phải đây? Lý Vân Tiêu nhìn hắn một cái, lạnh nhạt cười nói. Chẳng qua chỉ là bị hút vào lỗ đen thôi mà. Dưới chân ngươi chính là chiến hạm cửu giai tà diễm A. Bắc Minh Lai Phong dừng thoáng một phát, giờ mới hiểu được ý Lý Vân Tiêu nói, thoáng cái ổn định hơn nhiều. Chiến hạm cửu giai có thể dùng bước nhảy không gian, mặc dù là ở trong hắc động, chỉ cần bắt được tọa độ thiên võ giới thì có thể tùy thời lao ra được. Nhưng đó chỉ là trong tình huống tốt nhất, ở trong hắc động hư vô tràn ngập đại lượng lực lượng bạo loạn, không cẩn thận sẽ hạm hủy người vong ngay. Nhuận Tường ở phía xa đang không ngừng điều tức chữa trị thân thể cũng đột nhiên phát hiện không đúng, lỗ đen do cự kiểm thú hình thành đang không ngừng tăng tốc độ khuếch tán, thoáng cái đã bao phủ thiên địa, mà dị tượng phản tổ trên người hắn cũng đang nhanh chóng biến mất. Phanh! Một đạo rung mạnh truyền đến, Phi Minh bị đánh bay dưới chiến đao của Bắc Minh Kháng Thiên, giật mình nhìn biến hóa trên thân thể mình, dần dần khôi phục lại gương mặt lạnh buốt kia, cuồng bạo và chiến ý trong máu cũng dần dần trở lại bình thường. Cầm kiếm lâm lập nhìn qua. Sát khí và lửa giận đan vào một chỗ trong mắt Bắc Minh Kháng Thiên, giờ phút này Phi Minh khôi phục lực lượng bát tinh sơ cấp, chặn giết đối phương sẽ dễ dàng hơn nhiều, nhưng hắc động kia khuếch tán đã che khuất cả bầu trời, toàn bộ thiên địa đều là một mảnh đen kịt, hắn lo lắng bay tới chỗ chiến hạm. Rầm rầm rầm. Trên chiến hạm truyền đến tiếng kêu thảm thiết và thanh âm bạo thể liên tiếp, Bắc Minh Kháng Thiên trở lại chỉ mấy hơi thở đã gạt bỏ toàn bộ hải tộc còn sót lại. Trên người tản mát ra sát khí vô cùng dày đặc, gắt gao nhìn chằm chằm vào mảnh thế giới không biết trong hắc động kia. Xíu. Thân ảnh Nhuận Tường lóe lên, liền tới bên người Phi Minh, ngưng giọng nói. Dùng trạng thái của ngươi hiện giờ toàn lực đối kháng tên nhân tộc kia kết quả thế nào? Phi Minh trầm tư nói. Phần thắng không đến ba thành, nhưng hắn muốn giết ta cũng khó. Nhuận Tường trong mắt phát lạnh, nói. Tốt ngươi theo ta cùng đi. Phi Minh ngây ngốc một chút, nói. Xin lỗi, Tường Điện Hạ, nhiệm vụ ta đến lần này. Nhuận Tường trực tiếp nện chấn hải lệnh tới trên đầu hắn, lạnh lùng nói. Là mệnh lệnh của chủ nhân nhà ngươi lớn, hay là mệnh lệnh của Đông Hải chi chủ lớn? Phi Minh giơ tay lên, thoáng cái nắm chấn hải lệnh trong tay,
trên mặt lộ ra vẻ do dự. Nhuận Tường hừ lạnh nói. Ngươi đừng quên rồi, đừng nói đứng trước mặt ta chính là ngươi, coi như là chủ nhân nhà ngươi đứng trước mặt ta, cũng phải tiếp nhận sự điều khiển của Trấn Hải lệnh. Thân hình Phi Minh chấn động, ném Trấn Hải lệnh trở về, nói. Tốt, ta theo Tường Điện Hạ một chuyến. Nhuận Tường đại hỉ, nói. Ta rất thưởng thức ngươi, ngươi không giống với những phế vật vương tộc Đông Hải kia, sau chuyện này ngươi theo ta về Bắc Hải đi, ta sẽ cho ngươi một mảnh bầu trời càng thêm rộng lớn. Phi Minh biến sắc, nghiêm mặt nói. Chủ mẫu đối đãi ta ân trọng như núi, lời này điện hạ đừng nói thêm nữa. Nhuận Tường nhẹ nhàng gật đầu, hai người lập tức hóa thành một đạo quang mang đuổi theo chiến hạm kia. Nghiễm Dịch ở xa xa nhìn chằm chằm vào hai người, tức giận đến toàn thân phát run. Nội tâm của hắn lan tràn một cổ hận ý vô biên. Vừa rồi Nhuận Tường nói vương tộc phế vật khẳng định chính là chỉ hắn rồi. Đáng chết, Nhuận Tường chết tiệt, nô tài chết tiệt, hai người các ngươi ngàn vạn không nên bị nhân loại giết chết a, ta muốn tự tay băm thây các ngươi vạn đoạn. Nhuận Tường và Phi Minh hóa thành hai đạo quang mang, nhảy vào trong chiến hạm cửu giai, sau đó chạy nhanh vào trong hắc động vô tận kia, biến mất trước mặt Nhiễm Dịch. Lỗ đen càng lúc càng lớn, phảng phất vô biên vô tận, sau khi cắn nuốt tất cả chung quanh thì ngay cả nước biển cũng bị hấp lên, không ngừng tràn vào bên trong. Trong biển rộng dưới lỗ đen không hiểu nhiều ra rất nhiều sinh vật biển cổ quái, thoáng cái đã chui vào sâu trong biển sâu. Những sinh vật này không ít còn ăn long huyết của Nhuận Tường, thân thể bắt đầu phát sinh biến dị, nguyên một đám hung hãn dị thường. Nghiễm Dịch lẳng lặng nhìn hắc động kia, trong lòng không biết suy nghĩ gì, thẳng đến khi lực lượng hắc động kia lan đến hắn. Càng ngày càng mạnh, lúc này mới kinh hãi bay đi xa xa. Biển cả lộ ra một dòng nước ngược dòng, không ngừng chui vào trong lỗ đen, một mực rằng có 3 ngày 3 đêm, lỗ đen mới mở rộng đến cực điểm, sau đó chậm rãi sụp xuống nhỏ đi, tiếp qua 3 ngày 3 đêm, lúc này mới hoàn toàn biến mất. Trong 6 ngày này, Thành Liệt Quang cũng phái tới không ít cường giả dò xét, mọi người đều hoảng sợ vì sự to lớn của hắc động kia, các loại tin tức không ngừng được truyền lại thành Hồng Nguyệt. Mà toàn bộ vùng duyên hải cũng đã mất hết tung tích hải tộc, cứ điểm thành Bạch Sung đã hoàn toàn bị hai tộc vứt đi, chiến tuyến khuếch trương ra hai bên, đặc biệt là chỗ Nghiễm Thành, đã tụ lấy tất cả cường giả tại vùng duyên hải này rồi. Tiêu điểm tranh đoạt của hai tộc cũng đều hội tụ đến Ma Thiên Đại Thành, do bên phía Nghiễm Thành triệu hoán tới 5 đầu thâm hải cự thú tê, chiến sự bỗng nhiên thăng lên đến trình độ thảm thiết trước nay chưa từng có. Toàn bộ Ma Thiên Đại Thành cơ hồ trở thành cối xay thịt. Rất nhiều cường giả đi qua đều trực tiếp trở thành pháo hôi. Có điều đó là tình huống 6 ngày sau, đối với Lý Vân Tiêu không có nửa điểm ảnh hưởng. Giờ phút này bọn hắn đang ở trên chiến hạm cứu giải, ngay mắt khi bị hút vào lỗ đen đã có 2 đạo quang mang lăng không đáp xuống, bất thiện ánh mắt quét qua, tất cả cường giả nhân tộc may mắn còn sống sót đều chấn động, hoảng sợ cảnh giác. Bắc Minh Kháng Thiên giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói. Đáng chết thực khi chúng ta là mèo bệnh sao? Nhuận Tường lạnh lùng nhìn hắn, nếu không có Phi Minh xuất hiện như kỳ tích, hắn đã bị chết trong tay người này rồi. Hừ, có phải mèo bệnh không thời gian sẽ cho đáp án? Giờ phút này động thủ, chúng ta cũng không sợ. Chiến hạm này một khi tổn hại, có bao nhiêu người có thể trốn khỏi lỗ đen này chứ? Sắc mặt tất cả mọi người đại biến, giờ phút này chiến hạm đã bị hút vào trong hắc động, bên ngoài là tinh không vô tận. Các loại năng lượng lưu cuồng bạo tràn ngập trong đó, mặc dù là Bắc Minh Kháng Thiên cũng không có nắm chắc có thể trốn đi được. Trận pháp phòng ngự vốn không còn nhiều lắm trên chiến hạm đều mở ra, tổng cộng tầng 7 hào quang bao phủ trọn cả cự hạm chậm rãi phiêu phù trong không gian đen kịt, chậm rãi tiến về phía trước. Lý Vân Tiêu cười nói. Ý lời đó của Nhuận Tường huynh là muốn bàn điều kiện với chúng ta sao? Thần sắc Nhuận Tường biến đổi. Nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu lập tức trong đôi mắt phun ra hung mang, nguyên nhân chủ yếu hắn đuổi đến đây cũng chính là vì diệt sát Lý Vân Tiêu. Nhuận Tường lạnh giọng nói. Nói là bàn điều kiện, cũng đúng. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. À, chúng ta xin rửa tai lắng nghe. Nhuận Tường lạnh lùng nói. Các ngươi nếu là người Bắc Minh Huyền Cung, cũng không có tiến vào chiến tuyến Đông Hải, như vậy giữa chúng ta căn bản không phải quan hệ đối địch. Huống hồ ta cũng là người Bắc Hải, hải vực Đông Hải liên quan gì đến ta, tha các ngươi tiến vào cũng không sao cả. Hắn vừa nói xong, tất cả mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên, Phi Minh bên người lại nhíu mày, cảm thấy thập phần không ổn, nhưng trong tay đối phương có Trấn Hải lệnh, hắn cũng không nên nói.
Bắc Minh Lai Phong chán nản, cả giận nói. Giết lâu như vậy, song phương tử thương thảm trọng, lúc này ngươi lại muốn hóa thù thành bạn sao? Nhuận Tường khẽ nói. Không phải hóa thù thành bạn, mà là không có xung đột lợi ích liền có trụ cột để đàm phán. Chỉ cần các ngươi có thể đạt thành điều kiện của ta, hóa thù thành bạn cũng không phải là không thể được. Bắc Minh Kháng Thiên tức giận hừ nói. Khẩu khí thật lớn, chẳng lẽ chúng ta lại cầu ngươi sao? Nói ra yêu cầu của ngươi đi. Nhuận Tường nói từng chữ. Đơn giản. Hắn giơ tay lên trực tiếp chỉ vào Lý Vân Tiêu, nói. Giết Lý Vân Tiêu, Bắc Hải Nhuận Tường ta liền kết làm bằng hữu với Bắc Minh Huyền Cung các ngươi. Cái gì? Lần này tất cả mọi người đều ngốc trệ ở, không thể tưởng được lại là điều kiện này. Sắc mặt giận dữ của Bắc Minh Lai Phong thoáng cái tiêu tán vô hình, trở nên trầm tư, trong mắt không ngừng lóe ra hàn mang, muốn nói giết Lý Vân Tiêu, hắn còn muốn hơn bất luận kẻ nào, Hồ Nghi nói. À, chỉ đơn giản như vậy. Nhuận Tường nói. Chỉ đơn giản như vậy. Bắc Minh Lai Phong quay người nhìn Bắc Minh Kháng Thiên, hỏi ý kiến của hắn. Bắc Minh Kháng Thiên lại đưa mắt tới Lý Vân Tiêu. Vân Tiêu công tử, địch nhân của ngươi không ít a, hơn nữa đều không phải loại đơn giản. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt cười nói. Nếu là loại đơn giản, có tư cách gì làm cựu địch của ta? Hừ. Bắc Minh Kháng Thiên hừ lạnh nói. Thì ra phiền toái là ngươi do ngươi rước, Bắc Minh Huyền Cung chúng ta và Đông Hải cũng tốt, Bắc Hải cũng thế, gần đây không có xung đột lợi ích, ta nói sao hôm nay lại lọt vào vây giết như thế, hóa ra là vậy. Hắn một lời đã đổ toàn bộ trách nhiệm lên người Lý Vân Tiêu. Bọn người Liêu Dương Băng và Kinh Vĩnh Dạ biến sắc, tình thế thoáng cái trở nên nghiêm trọng. Lý Vân Tiêu vẫn không đổi sắc, khẽ cười nói. Kháng Thiên trưởng lão quả nhiên đại lượng, đây là muốn cùng hải tộc liên thủ tru sát ta sao? Chậc chậc, trên chiến hạm còn nằm nhiều thi thể huynh đệ như vậy, Bắc Minh Huyền Cung lại trở thành bạn tốt với hải tộc sao? Gương mặt Bắc Minh Kháng Thiên run rẩy, khẽ nói. Vân Tiêu công tử, không cần kích bác ta, tất cả mọi người đều là người trưởng thành, há có thể bị mấy lời nói lừa gạt. Hiện giờ bày ở trước mặt Bắc Minh Huyền Cung chính là một cái lựa chọn, bày ở trước mặt ngươi cũng là một lựa chọn. Lý Vân Tiêu mỉm cười, nhẹ nhàng a một tiếng, lộ ra vẻ hỏi thăm. Bắc Minh Kháng Thiên nói. Ngươi biết được ta cần gì, nếu có thể đủ đáp ứng, vậy thì hai tên hải tộc nà chúng ta sẽ thay ngươi giết. Nếu không thể đáp ứng, phiền toái ngươi rước lấy thì tự mình đi giải quyết đi. Người còn lại đều tò mò. Bọn hắn cực kỳ muốn biết trưởng lão Bắc Minh thế gia muốn thứ gì từ chỗ Lý Vân Tiêu là gì. Bắc Minh Lai Phong và Nhuận Tường đều nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, hai người đều sợ hắn đáp ứng, kết quả tốt nhất chính là có thể cô lập Lý Vân Tiêu, mạt sát hắn. Hai tên này vừa rồi còn là địch nhân sinh tử, nhưng cách nghĩ và mục tiêu hiện giờ vậy mà hoàn toàn nhất trí. Lý Vân Tiêu suy nghĩ một hồi, mỉm cười nói. Vật kia có thể cho Kháng Thiên trưởng lão. Nhưng chuyện gia nhập Bắc Minh Huyền Cung thì thứ cho ta không thể đáp ứng. Cái gì? Mọi người đều giật mình, thì ra trong chuyện Bắc Minh Kháng Thiên yêu cầu còn có cả bảo Lý Vân Tiêu gia nhập Bắc Minh Huyền Cung. Tất cả mọi người đều lộ thần sắc bất đồng, phần lớn là hâm mộ ghen ghét, hận tiểu tử này không biết quý trọng. Nhưng không ít người cũng biết Lý Vân Tiêu thậm chí từng cự tuyệt lời mời của La Thiên Đại Sư, hiện giờ cự tuyệt Bắc Minh Huyền Cung cũng không có gì kỳ lạ cả. Bắc Minh Kháng Thiên trong lòng vui vẻ, chỉ cần Lý Vân Tiêu giao ra Bá Thiên Luyện Thể Quyết, cho dù không gia nhập Bắc Minh Huyền Cung cũng không sao cả, trực tiếp chém giết là được, hắn vội hỏi. Tốt, mau đưa vật kia cho ta, ta liền thay ngươi ngăn hai người này lại. Nhuận Tường và Bắc Minh Lai Phong đều biến sắc, Bắc Minh Lai Phong càng không cách nào lý giải, đến cùng là vật gì lại khiến Kháng Thiên trưởng lão coi trọng như thế, thậm chí không tiếc liều chết với hải tộc. Nhưng lấy thân phận Bắc Minh Kháng Thiên, mặc dù hắn là người nối nghiệp đời sau cũng không có quyền nghi vấn. Lý Vân Tiêu cười nói. Kháng Thiên trưởng lão nói đùa a, nếu ta giao vật kia ra trước, ngài không nhận nợ phải làm sao bây giờ? Bắc Minh Kháng Thiên cả giận nói. Dùng thân phận lão phu, chẳng lẽ lại lừa gạt ngươi sao? Lý Vân Tiêu thản nhiên nói. Khó nói, không bằng như vậy đi, ta trước tiên giao một nửa cho ngươi. Đợi sau khi xác định hai người này vô hại, ta lại đưa một nửa khác cho ngươi, có được không? Bắc Minh Kháng Thiên lộ ra vẻ làm khó, thật sự là hắn muốn tìm cơ hội sau khi đạt được công pháp sẽ giết Lý Vân Tiêu,
hiện giờ nếu vậy thì bảo hộ an toàn cho hắn rồi. Bắc Minh Lai Phong nhìn không được nói. Kháng Thiên trưởng lão, Lý Vân Tiêu không chỉ cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa còn không ngừng mang đến phiền toái, hắn còn giết Bắc Minh Trạch đại nhân, là tội đáng chết vạn lần. Không sai, Lý Vân Tiêu còn là tội phạm truy nã của Thành Hồng Nguyệt ta, chết không có gì đáng tiếc. Nguyễn Tích Tuyền cũng đứng dậy cao giọng nói, trong con ngươi tuôn ra sát cơ. Bắc Minh Lai Phong thấy Bắc Minh Kháng Thiên do dự, lập tức vội la lên. Kháng Thiên trưởng lão, Lý Vân, tất cả im miệng cho ta. Bắc Minh Kháng Thiên tức giận quát, lập tức tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, trong mắt Nhuận Tường lại lóe ra hàn ý, lạnh lùng nhìn hắn. Bắc Minh Kháng Thiên không để ý tới mọi người, nói với Lý Vân Tiêu. Trước đưa một nửa kia cho ta xem một chút, ta lại quyết định sau. Lý Vân Tiêu gật đầu, lấy ra một khối chỗ ngọc giản trắng đặt vào trán, in phân nửa bá thiên luyện thể quyết mà mình biết vào trong đó, lại ngắt ở chỗ mấu chốt nhất, lúc này mới ném cho Bắc Minh Kháng Thiên. Mọi người thế mới biết thứ mà Bắc Minh Kháng Thiên muốn dĩ nhiên là tin tức nào đó, nhao nhao lộ vẻ tò mò. 3. Ngọc giản rơi vào trong tay Bắc Minh Kháng Thiên, hắn thoáng cái nắm thật chặt, toàn bộ cánh tay thậm chí có chút run rẩy, kích động vội vàng quét thần thức vào trong đó. Nửa ngày, hắn mới chậm rãi buông vật kia ra, thở ra một hơi thật sâu, sắc mặt biến hóa, tựa hồ đang suy tư điều gì đó. Tất cả mọi người không lên tiếng, lặng lặng chờ đợi quyết định của hắn. Chiến hạm vẫn còn trong không gian đen kịt không ngừng tiến về trước, chiến hạm cửu giai có được công năng phụ trợ rất mạnh, có thể không ngừng thăm dò tọa độ không gian suy yếu bốn phía, một khi tìm được liền có thể trực tiếp phá vỡ không gian, trở lại thiên võ giới ngay. Đúng vậy, đích thật là vật kia. Thật lâu, Bắc Minh Kháng Thiên mới mở miệng, trên mặt lộ vẻ vẻ phức tạp, thoáng cái đã thu ngọc giản vào, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói. Lý Vân Tiêu là bằng hữu của Bắc Minh Huyền Cung. Có Bắc Minh Huyền Cung ở đây, ai cũng đừng mong đụng vào hắn. Tất cả mọi người hít một hơi lạnh, vội vàng tách ra khỏi hai người Nhuận Tường và Phi Minh, tất cả đều trở nên cảnh giác. Bắc Minh Kháng Thiên quyết định như thế, chẳng khác nào đã tuyên chiến. Bắc Minh Lai Phong trong lòng vô cùng thất lạc, hắn hoàn toàn không biết rốt cuộc là thứ gì lại có thể khiến Kháng Thiên trưởng lão động tâm như thế, trên mặt tràn đầy vẻ cô đơn. Nhuận Tường lạnh giọng nói. Bắc Minh Huyền Cung thật sự quyết định. Lý Vân Tiêu lại lộ vẻ vui vẻ, trong mắt lóe lên hàn mang rồi biến mất. Kết quả này hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn, hắn cho chính là bá thiên luyện thể quyết chính xác, trong thiên hạ không người nào có thể ngăn cản sự hấp dẫn của công pháp này cả. Nhưng đồ của hắn cũng không phải dễ cầm như vậy, đợi chuyến đi Đông Hải lần này chấm dứt, hắn sẽ thả ra tiếng gió, nói Bắc Minh Huyền Cung đã nhận được bá thiên luyện thể quyết. Đến lúc đó xem thử Bắc Minh Huyền Cung ứng phó như thế nào. Còn nữa, luyện thể quyết hắn lấy được cũng không phải công pháp nguyên vẹn, nói không chừng có thể nhờ vậy mà dẫn suốt cả bộ cũng không chừng. Bắc Minh Kháng Thiên nào biết mưu đồ của Lý Vân Tiêu, còn đợi NG yên lặng nhớ lại và khát vọng với công pháp kia, lạnh lùng nói. Đương nhiên, sắc mặt Nhuận Tường lạnh xuống, có chút không cam lòng nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, tràn đầy sát cơ. Lý Vân Tiêu cười nói. Nhuận Tường huynh, tất cả mọi người đều người trẻ tuổi, cần gì động chút lại chém chém giết giết chứ? Chúng ta cùng nhau ngồi xuống hảo hảo nghiên cứu xem làm sao thoát khỏi khốn cảnh trước mắt mới là chính sự. Nhuận Tường cười lạnh nói. Lý Vân Tiêu, miệng ngươi thật là tiện, cho dù có Bắc Minh Huyền Cung che chở ngươi, ta cũng sẽ không cho ngươi đi ra Đông Hải đâu. Lý Vân Tiêu cười nói. Đó cũng là chuyện sau này rồi, ngươi hiện giờ thương thế chưa lành. Gã cường giả bên người cũng không phải đối thủ của Kháng Thiên trưởng lão, làm sao giết được ta? Huống hồ ngươi cũng không muốn chết trong hắc động vô tận này chứ? Nhuận Tường trong lòng một hồi do dự, hiện giờ trên người hắn còn hai giọt linh nhũ vạn năm đổi từ chỗ nhiễm dịch, có thể lập tức khôi phục thương thế và lực lượng, chỉ cần Phi Minh có thể cuốn lấy Bắc Minh Kháng Thiên thời gian uống cạn chung trà, hắn liền có lòng tin chém giết toàn bộ những người còn lại trên tê chiến hạm. Tuy rằng thời gian phản tổ đã mất, nhưng hắn vẫn đã dung hợp hoàn mỹ năm kiện Long Chi Bí Bảo, tự nhận là diệt sát Lý Vân Tiêu hoàn toàn không thành vấn đề. Hiện giờ điều hắn lo lắng chính là lỗ đen không gian này, giờ phút này một khi động thủ, trực tiếp hủy diệt mất chiến hạm cửu giai thì hắn cũng không có nắm chắc có thể sống sót được. Tốt, ta liền tạm thời tha cho ngươi một mạng vậy. Nhuận Tường nói xong, liền trực tiếp lăng không ngồi trên chiến hạm, vậy mà nhắm mắt điều tức.
Nếu như có thể thừa thời gian này khôi phục hoàn toàn, vậy cũng không cần dung linh nhũ vạn năm nữa. Đồng tử Phi Minh hơi co lại, không khỏi bội phục sự gan dạ sáng suốt của Nhuận Tường, cũng im im lặng lặng đứng ở bên, thay hắn hộ pháp, đồng thời tự mình cũng điều tức. Võ giả nhân tộc trên chiến hạ nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm sao cho phải. Bắc Minh Kháng Thiên lãnh đạm nói. Chú ý hai người bọn hắn, toàn lực tìm kiếm lối ra lỗ đen không gian. Bắc Minh Lai Phong thở dài, biết rõ Bắc Minh Kháng Thiên nhất định bảo hộ, Lý Vân Tiêu, lập tức trong nội tâm bỏ đi ý niệm giết Lý Vân Tiêu. Người còn lại cũng thừa cơ hội này nghỉ ngơi, Bắc Minh Huyền Cung hiện giờ cũng không tiếc của, lệnh đệ tử lấy ra đại lượng đan dược và thiên tài địa bảo cho mọi người hưởng dụng. Mọi người lúc này mới lộ ra mỉm cười, bò mờ chém giết thảm thiết trước kia cũng xua đi không ít. Chiến hạm chạm rãi tiến tới trong lỗ đen không gian, đám trận pháp sư trên hạm một mặt tra xét tiết điểm bạc nhược yếu kém, một mặt bắt đầu chữa trị trận pháp bị tổn hại trước kia. Ngoại trừ những trận pháp sư bận rộn kia ra, người còn lại đều yên tĩnh như chết, nguyên một đám tĩnh tâm điều tức. Bắc Minh Kháng Thiên thì mở mắt ra lăng không ngồi, hắn hiện giờ nào tĩnh tâm được nữa. Không ngừng nhớ lại và lục lọi công pháp bá thiên luyện thể quyết, thậm chí không nhịn được làm ra các tư thế kỳ quái khó coi, bắt chước tu luyện. Trong lỗ đen không gian hoàn toàn không cảm giác được thời gian, chiến hạm cứ như vậy chậm rãi tiến về trước, mấy lần đều bị các loại năng lượng chảy xuôi đánh trúng, có một lần càng trực tiếp đánh tan tất cả phòng ngự, đánh lên bong chiến hạm, tạc ra một vũng hố lớn chấn kinh tất cả mọi người. May mà một đường hữu kinh vô hiểm, theo trận pháp trên chiến hạm V không ngừng chữa trị, hệ số an toàn cũng càng ngày càng cao hơn. Cũng không biết qua bao lâu, một gã đệ tử vội vã chạy tới, nói. Lao Phong đại nhân, đã dò xét được một chỗ tọa độ không gian lục cấp, có muốn thử phá ra ngoài không? Lục cấp sao? Bắc Minh Lai Phong nhíu mày, nói. Trên chiến hạm còn bao nhiêu nguyên thạch? Tên đệ tử kia nói. Còn thừa không nhiều lắm, nếu phá vỡ tọa độ không gian lục cấp, không sử dụng trận pháp cỡ lớn thì rời đi được chừng 20 vạn giảm. Sắc mặt Bắc Minh Lai Phong thoáng cái trở nên khó coi, không nói đến phong hiểm sau khi ra khỏi đây, coi như là lên đường bình an vô sự, 20 vạn giảm trên hải dương quả thật chẳng có ý nghĩa gì cả. Bắc Minh Kháng Thiên rời ánh mắt qua nói. Tiếp tục dò xét, thẳng đến khi phát hiện tứ cấp trở xuống lại đến báo cáo. Vâng, tên đệ tử kia lĩnh mệnh lui xuống. Tọa độ không gian bình thường dựa theo cường độ chia làm 9 cấp, cửu cấp chính là tiết điểm mạnh nhất, trên cơ bản không cách nào phá vỡ. Hơn nữa đánh tan tọa độ không gian cũng cần rất nhiều năng lượng, mỗi đề thăng một cấp cần số năng lượng cần cũng cao đến dọa người. Nhuận Tường cách đó không xa đột nhiên mở mắt ra, hàn quang hiện ra. Cùng trong nháy mắt, cơ hồ tất cả võ giả đều cảm nhận được, nhao nhao hoảng sợ tỉnh lại từ nhập định, nguyên một đám cảnh giác vạn phần. Hừ! Nhuận Tường khinh thường hừ lạnh một tiếng, lần nữa nhắm hai mắt lại, giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Tất cả mọi người đều tuôn ra nộ khí, nguyên một đám cảm thấy cực kỳ ức chế. Bắc Minh Kháng Thiên nhìn Nhuận Tường và Phi Minh, liền không hề để ý tới, tiếp tục suy nghĩ nửa bộ bá thiên luyện thể quyết kia. Nhưng vào lúc này, Lý Vân Tiêu bỗng nhiên nhướng mày, trên mặt lộ ra dị sắc. Hắn một tay bấm khắp quyết ấn, cả người liền nhập định. Một đạo linh hồn chợt hóa ảnh trên bầu trời giới thần bi. Phía dưới chính là Phương Thốn Sơn, từng đạo năng lượng chấn động từ trong đó nhộn nhạo ra, toàn bộ hình thái ngọn núi đều trở nên hoảng hốt bất định dưới năng lượng kia, thỉnh thoảng vặn vẹo dị thường. Cố Nguyệt Sinh cũng đã nhận ra Lý Vân Tiêu đến, vội vàng lăng không bay lên, hành lễ, nói. Vân Tiêu đại nhân, sư phụ ta hắn. Lý Vân Tiêu làm ra thủ thế chớ lên tiếng, rời ánh mắt vào trong Phương Thốn Sơn. Lộ ra kinh dị. Tất cả khác thường trong giới thần bi vốn nên đều nằm trong cảm giác của hắn, mà giờ khắc này cổ dị lực lộ ra bên trong Phương Thốn Sơn lại ngăn cách cảm giác của hắn ở bên ngoài, không thể nào cảm nhận được tình huống bên trong. Những chấn động cường đại nhộn nhạo ra từ sơn thể đúng là tinh thần lực cực kỳ cường đại, như vũ trụ mênh mông, rung động nhân tâm. Kính ngạc trên mặt Lý Vân Tiêu càng ngày càng mạnh, cổ tinh thần lực bành trướng này tuyệt đối không chỉ đơn giản là cửu giai. Ít nhất còn trên cả hồn lực của hắn hiện giờ. Cố Nguyệt Sinh cũng cực kỳ khẩn trương, sợ xảy ra vấn đề gì đó, dù sao viên cao hàn giờ phút này chỉ là hồn thể chi thân, không có bản thể, một khi xảy ra rủi ro, sợ rằng sẽ trực tiếp tan thành mây khói ngay. Bỗng nhiên, trong Phương Thốn Sơn bắn ra vạn đạo kim mang,
trên cả tòa phong lĩnh đều là một mảnh sáng lạn, đồng thời hào quang chiếu đầy trời, như có bảo vật xuất thế vậy. Lý Vân Tiêu có chút nhắm hai mắt lại, cảm thụ được kim mang chi lực kia, rơi vào trên thật chợt cảm thấy rất ấm áp, ngay cả hồn lực bản thân cũng được tẩm bổ đôi chút. Sau một thời gian, hào quang kia cũng dần tiêu tán, hào quang đầy trời tựa hồ thoáng cái bị hấp thu vào trong núi, không gian hoảng hốt cũng trở nên cố định lại, tất cả đều khôi phục bình thường. Lý Vân Tiêu mở mắt ra, im im lặng lặng nhìn qua trong núi, thần sắc trong mắt chớp động bất định, mở miệng nói. Chúc mừng Cao Hàn huynh bước vào cửu giai, tiền đồ vô lượng a. Trong Phương Thốn Sơn một đạo tử sắc chi khí mở mịt bốc lên, dần bay lên không, cuối cùng nhất hiển hóa ra trước mặt Lý Vân Tiêu, đúng là viên Cao Hàn, thần thái và khí chất hắn hiện giờ đã khác trước rất lớn. Sư phó, Cố Nguyệt Sinh đại hỉ, vội bước lên trước hành lễ. Viên Cao Hàn nhìn hắn một cái, mỉm cười gật đầu, liền chắp tay nói với Lý Vân Tiêu. Ta có thể tiểu thành công pháp, cũng là nhờ có Vân Thiếu tương trợ. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Cao Hàn huynh khiêm tốn, hồn thể này của ngươi có thể đạt tới cửu giai, chỉ cần dung hợp làm một với bản thế, sợ rằng cả phiến thiên võ giới này đều phải lấy Cao Hàn huynh vi tôn rồi. Viên Cao Hàn nói. Vân Thiếu chê cười ta rồi, thế giới to lớn không thể đo lường. Sau khi xong hồn hợp nhất, có thể lọt vào top 10 ta cũng đủ hài lòng rồi. Lý Vân Tiêu từ chối cho ý kiến, cười nói. Thái độ khiêm tốn của Cao Hàn huynh thật khiến ta phải xấu hổ, hiện giờ Cao Hàn huynh đã bước vào cửu giai, không biết kế tiếp có tính toán gì không? Sắc mặt viên Cao Hàn biến hóa, thoáng cái trầm mặc. Cố Nguyệt Sinh khẽ lột bộp, lập tức cảm thấy hào khí bất thường giữa hai người, trở nên cực kỳ khẩn trương. Viên Cao Hàn chậm rãi mở miệng nói. Ta ở trong giới thần bi được rất nhiều tài nguyên của Vân Thiếu tương trợ, đặc biệt là Phượng Hoàng thập giai thần hỏa, cùng với luyện chế Bắc Thiên Hàn tinh kiếm khiến tốc độ tu luyện của ta tiến triển cực nhanh, nhưng hiện giờ ta đã bước vào cửu giai, đây đã là cảnh giới cao nhất của tinh quang hồn thể rồi, khó có thể tiến bộ thêm được nữa. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Ta hiểu rõ ý Cao Hàn huynh. Sắc mặt viên Cao Hàn hơi động một chút, chắp tay nói. Mong rằng Vân Thiếu có thể để ta rời đi, đợi sau khi xong hồn ta hợp nhất, giữa ta và ngươi là bạn không phải địch. Hắn cũng hiểu rõ băn khoăn của Lý Vân Tiêu, lập tức hứa hẹn nói. Không chỉ có thế, về chuyện giới thần bi, ta tuyệt sẽ không tiết lộ nửa phần. Lý Vân Tiêu thoáng trầm tư thoáng một phát, nói. Đoạn đường này đi qua, ta cũng được Cao Hàn huynh tương trợ rất nhiều lần, nhưng hiện giờ ta đang ở trên Đông Hải. Để Cao Hàn huynh rời đi không khác gì hại ngươi, đợi sau khi trở lại đại lục thiên võ ta tất nhiên sẽ đưa tiến. Viên Cao Hàn đại hỉ, vội hỏi. Vậy xin đa tạ Vân Thiếu rồi. Lý Vân Tiêu cười nói. Không cần khách khí, ta và ngươi chính là hảo hữu nhiều năm, đây là nên làm. Bắc Thiên Hàn tinh thiết còn dư hơn phân nửa tài liệu, nếu tu vị Cao Hàn huynh đã không cách nào tăng lên được nữa, không bằng thừa khoảng thời gian này giúp ta luyện chế đi. Trên mặt viên Cao Hàn run rẩy thoáng một cái, trong mắt lóe lên vẻ u oán rồi biến mất, cười lớn nói. Đi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Bất quá nếu ta rời đi, hy vọng có thể mang theo Nguyệt Sinh cùng đi. Lý Vân Tiêu nói. Đó là tự nhiên. Hai người nói mấy câu đã bàn tốt điều kiện, khó được chính không hề xé rách mặt mũi, hai bên đều trong phạm vi có thể tiếp nhận được. Sau khi viên Cao Hàn và Cố Nguyệt Sinh trở về Phương Thốn Sơn, Lý Vân Tiêu một người im im lặng lặng đứng trên trời cao, hai hàng lông mày nhíu chặt, trầm tư bất định. Một đạo hồn lực tràn ra từ trên người hắn, trực tiếp tê hóa thành hình thái viên Cao Hàn, nó nhìn qua hắn nói. Ngươi thật sự định thả viên Cao Hàn đi sao? Lý Vân Tiêu lặng lặng gật đầu. Yêu Long nhướng mày, khó hiểu nói. Cổ Phi Dương mà ta biết cho tới bây giờ tâm tư luôn cẩn thận, không nên bốc lên phong hiểm lớn như thế mới đúng chứ? Dùng tốc độ tiến bộ trước mắt của ngươi, chỉ cần 10 năm liền có thể khôi phục lại đỉnh phong kiếp trước rồi, cần gì nóng lòng nhất thời chứ? Lý Vân Tiêu thở dài, nói. Việc này sợ rằng không phải do ta rồi, vừa rồi khi viên Cao Hàn tấn cấp cửu giai ta cũng đã cảm nhận được không đúng, hồn lực cửu giai không ngờ lại mạnh mẽ như thế, mang đến cho ta một loại cảm giác áp bách rất lớn, mà ngay cả ở trong giới thần bi cũng có thể ngăn cách cảm giác của ta. Nếu ta không đoán sai thì viên Cao Hàn đã có liên lạc với bản thể hắn rồi. Cái gì? Yêu Long cả kinh, sợ hãi nói. Vậy chẳng phải ngươi sẽ rất nguy hiểm sao?
Lý Vân Tiêu nói. Nguy hiểm ngược lại không đến mức, nếu bọn họ thật sự câu thông, vậy thì thái độ của Viên Cao Hàn hiện giờ cũng chính là thái độ bản thể hắn. Huống hồ hồn thể này hiện giờ vẫn trong tay ta, bản thể hắn cũng sẽ không làm ra chuyện gì bất thường đâu. Yêu Long trầm giọng nói. Thì ra là thế, ngươi thật sự không thể không thả người rồi. Nếu phá hủy cái hồn thể này của hắn, sợ rằng cả thánh vực cũng sẽ dốc sức truy sát ngươi mất. Lý Vân Tiêu mỉm cười, nói. Hiện giờ loại cục diện này tuy rằng phức tạp, nhưng há lại không thú vị, có chút tin tức ta cũng có thể thông qua Viên Cao Hàn hữu ý vô ý gián tiếp truyền đạt cho thánh vực. Trong mắt Lý Vân Tiêu hiện lên một tia giảo hoạt, cả người lập tức biến mất trong giới thần bi. Ngay vào thời khắc đó, Lam Tuyết Thánh Thành không biết cách xa bao nhiêu vạn dặm, một mảnh ánh sáng tường hòa, trong sương mù do linh khí hóa thành, một loạt kiến trúc rộng lớn từng cái ẩn hiện, cực kỳ hùng vĩ. Ở trong đó có 9 tòa lầu các như tháp cao đứng vững bốn phía, canh gác lẫn nhau, nhìn kỹ lại, trên 9 tòa tháp đều có lưu quang chớp động, hiển nhiên có cấm chế rất mạnh trong đó. Đỉnh một tòa tháp trong đó, linh quang bắn ra bốn phía, trong bầu trời đêm bắn xuống vạn đạo tinh mang, hội tụ thành một cổ thải luyện, không ngừng dũng mãnh tràn vào đỉnh tháp. Quá trình này một mực rằng có đến mấy ngày, mặc dù là ban ngày không nhìn ra ngôi sao, cũng có thể cảm nhận được có lực lượng mênh mông từ trên trời đổ xuống, rốt cục vào một ngày, tinh mang kia cũng dần nhỏ đi, chậm rãi biến mất trên trời cao. Vào thời khắc này, cơ hồ tất cả mọi người đều cảm nhận được biến hóa trên bầu trời, ánh mắt toàn bộ nhìn về phía đỉnh tháp kia. Rốt cục hoàn thành a. Trong một đại điện to lớn tại Thánh Thành, Công Dương Chính Kỳ nhìn vào đỉnh tháp kia, trên mặt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Vài tên nam tử đi theo phía sau, cũng nhìn qua đỉnh tháp kia, cảm thụ chấn động rất nhỏ từ xa xa truyền đến. Một người nam tử trong đó mở miệng ngưng giọng nói. Cửu giai đỉnh phong sao? Sau Thiên Chiếu Tử đại nhân, thánh vực rốt cục đã có vị thuật luyện sư cửu giai đỉnh phong thứ hai rồi. Công Dương Chính Kỳ động dung nói. Cũng không phải là đỉnh phong chi cảnh, hắn còn chưa hợp nhất song hồn, hẳn là hồn thể phân thân đã đột phá đã đến cửu giai, bởi vậy nên mới khiến bản thể biến hóa, thực lực tăng nhiều. Công Dương Chính Kỳ nghiêm sắc mặt, ngưng giọng nói. Ta ngược lại muốn xem một chút, rốt cuộc là người nào dám giam cầm tinh quang hồn thể của Viên Cao Hàn, Nam Phong Tuyền, người đi Linh Ti Tháp một chuyến, nhất định phải tìm hồn thể của Viên Cao Hàn trở về. Vâng. Một tiếng nhẹ nhàng vang lên, sau đó trong không gian thanh mang chớp động, bỗng nhiên phảng phất có bóng hình xinh đẹp xẹt qua, thướt tha linh xảo, thoáng cái đã biến mất trong đại điện. Vài tên nam tử khác mắt sáng như đuốc, trong mắt chớp động hào quang. Trên không Linh Ti Tháp, trước đại điện, Viên Cao Hàn im im lặng lặng huyền ngồi trên hư không, cũng chưa hề động đậy, thẳng đến khi tinh quang nhập vào cơ thể biến mất hồi lâu hắn mới chậm rãi mở mắt ra, từ không trung rơi xuống. Sư phó, dưới thềm đá trước điện đã sớm hội tụ đại lượng bóng người, đều lặng lặng chờ đợi, thẳng đến khi Viên Cao Hàn từ không trung rơi xuống, lúc này nguyên một đám đều mừng rỡ không thôi. Ở hàng phía trước có 3 gã nam tử cùng kêu lên, vội vàng bước lên phía trước. Sắc mặt Viên Cao Hàn ngưng trọng, trong mắt không ngừng chớp động hào quang, tựa hồ cũng không nhìn 3 gã đệ tử của mình, im im lặng lặng đứng ở đó trầm tư. 3 người Mạc Hoa Nguyên liếc mắt nhìn lẫn nhau, không dám lên tiếng nữa, cẩn thận đứng hầu ở một bên. Hồi lâu sau, Viên Cao Hàn mới ngẩng đầu lên, dừng ở trời cao vô tận, chuyển ánh mắt về phía phương đông xa xôi. Viên Cao Hàn đại nhân, có thể gặp mặt không? Trong hư không vang lên một tiếng thanh thúy dễ nghe, mọi người đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trước điện đột nhiên hội tụ vô số quang mang, dần dần ngưng ra một đạo thân ảnh, đúng là một nữ tử che mặt chợt xuất hiện. Tất cả mọi người nhìn thấy thân ảnh ấy đều giật mình, tức giận trong lòng thoáng tiêu tán, nhao nhao cúi đầu. Viên Cao Hàn chậm rãi mở miệng nói. Nam Phong Tuyền, sao ngươi lại tới đây? Nàng kia đúng là ti trưởng hình ti Nam Phong Tuyền, nàng cười nói. Công Dương đại nhân bảo ta tới thay ngươi bắt người, trước chúc mừng đại nhân hồn thể đột phá, hồn lực đại tăng, thành tựu thuật luyện sư đỉnh phong ở trong tầm tay. Bắt người. Thần sắc Viên Cao Hàn thoáng cái trở nên ngưng trọng, trầm ngâm bất định. Nam Phong Tuyền lộ ra vẻ kinh ngạc, nói. Đúng nha, Viên Cao Hàn đại nhân hiện giờ có lẽ có thể cảm giác được vị trí hồn thế chứ. Theo Công Dương đại nhân nói, tinh quang hồn thể một khi đột phá cửu giai liền có thể liên hệ trí nhớ với bản thể, thậm chí ngay cả lực lượng cũng có thể cộng hưởng không ít,
xem bộ dạng đại nhân, chẳng lẽ có chỗ nào khó xử sao? Khó xử à? Viên Cao Hàn cau mày, thật lâu không mở. Toàn bộ trên không linh ti tháp hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ tiếng gió tiếng xi. Xi, của đêm tối thì không còn bất kỳ thanh âm nào khác nữa. Nam Phong Tuyền cười cười, nói. Đại nhân có gì băn khoăn? Viên Cao Hàn trầm giọng nói. Việc này quan hệ quá nhiều, quyết không thể lỗ mãng, so sánh với tìm về hồn thể của ta, tựa hồ còn có chuyện càng quan trọng hơn nữa, ta phải đi thần đô một chuyến. Thân hình Nam Phong Tuyền chấn động, dáng tươi cười ngưng kết trên mặt, kinh ngạc nói. Tiến đến thần đô, rốt cuộc là chuyện gì, lại phải kinh động đến ba vị đại nhân kia chứ? Trong mắt Viên Cao Hàn hiện lên tinh mang, từ từ nói. Ngươi theo ta đi gặp Công Dương đại nhân, phải mượn nhờ lực lượng của hắn thì mới có thể đánh thông thông đạo thần đô được. Thần sắc trên mặt Nam Phong Tuyền thay đổi mấy lần, ngược lại cười nói. Tựa hồ càng ngày càng thú vị nha, ta lần này bế quan đi ra cũng thu hoạch không nhỏ, vốn còn muốn thử thân thủ một lần, chẳng biết có cơ hội không nữa. Viên Cao Hàn ngưng giọng nói. Cơ hội rất nhiều, chỉ sợ đến lúc đó thực lực của ngươi không đủ nhìn thôi. Đồng tử Nam Phong Tuyền đột nhiên co lại, hai người lúc này hóa thành hai đạo cầu vồng lao tới chỗ đại điện Công Dương chính kỳ ở. Cái gì, tiến đến thần đô? Trong đại điện trung ương, sắc mặt Công Dương chính kỳ đột biến, mấy tên nam tử sau lưng cũng lộ ra vẻ trầm tư. Một gã nam tử mở miệng nói. Viên Cao Hàn đại nhân, ngươi không phải đang nói đùa đấy chứ? Tôn sư Thiên Chiếu Tử đại nhân đã ở trong thần đô, nếu không phải là chuyện chúng ta không xử lý được. Vạn lần không được quấy rầy a. Viên Cao Hàn lạnh lùng nói. Chẳng lẽ ta còn không phân rõ tính nặng nhẹ của sự việc, cần chư vị đại nhân nhắc nhở sao? Trên mặt vài tên nam tử lộ giả vẻ không thoải mái. Tên nam tử kia càng hừ lạnh một tiếng, phất tay áo nói. Hừ, ta chẳng qua chỉ là nhắc nhở ngươi thôi, nếu ngươi đã khư khư cố chấp, chúng ta làm sao có thể ngăn trở? Bất quá có thể thông hành hay không? Còn cần Công Dương đại nhân làm chủ nữa. Trên mặt Công Dương chính kỳ cũng lộ vẻ khó xử nói. Viên Cao Hàn, đến cùng chuyện gì lại cần kinh động ba vị đại nhân kia? Cũng không phải là ta không tin ngươi, mà ngươi không nói một câu, lại muốn ta mở ra thông đạo, ta thật sự rất khó xử a. Nam Phong Tuyền cũng ở một bên nói. Đúng đấy, có năm vị chủ chính đại nhân ở đây, thiên hạ này còn có chuyện gì không thể giải quyết? Cho dù có thiên đại sự cũng phải cần 5 vị chủ chính đại nhân thương nghị sau đó mới có thể mở ra thông đạo thần đô a. Ngươi chẳng qua chỉ là một gã ti trường, muốn đi thần đô liền đi, vậy thì còn ra thể thống gì nữa? Viên Cao Hàn khẽ nói. Nếu khiến Công Dương đại nhân khó xử vậy ta sẽ dùng thân phận đệ tử sư tôn tiến đến yết kiến, hiện giờ hồn thể của ta đã đột phá cửu giai, thực lực tăng nhiều, tiến đến thần đô nhờ sư tôn chỉ điểm, để trùng kích tầng thứ càng cao hơn. Như vậy chư vị không có ý kiến gì chứ? Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, tựa hồ không có lý do gì để phán bác cả. Công Dương chính kỳ nói. Như thế cũng được, nhưng nhất định cần hai điều kiện, một là Thiên Chiếu Tử đại nhân đồng ý gặp ngươi, hai là ít nhất cần hai vị chủ chính giả chi lực, mới có thể mở ra thông đạo thần đô, bốn người khác. Một gã nam tử sau lưng tiến lên phía trước nói. Theo ta được biết. Trước mắt Phi Thanh đại nhân đang ở trong vũ điện. A, à, Công Dương chính kỳ thần sắc có chút kinh ngạc, nói. Phi Thanh này gần đây xuất quỷ nhập thần, hành tung khó nắm bắt, sao lại đột nhiên thành thành thật thật ở trong vũ điện thế? Con mắt Viên Cao Hàn cũng ngưng tụ, tinh mang chợt lóe lên, nói. Nếu Phi Thanh đại nhân đã đây, vậy thì không còn gì tốt hơn rồi. Công Dương chính kỳ gật đầu, nói. Vậy ta đi nói với Phi Thanh. Về phần chuyện ngươi yết kiến, ta sẽ dùng bí pháp truyền vào trong tay Thiên Chiếu Tử đại nhân ở thần đô, có gặp ngươi hay không phải xem ý đại nhân ra sao rồi. Viên Cao Hàn chắp tay nói. Đa tạ Công Dương đại nhân. Công Dương chính kỳ khua tay nói. Không sao, chỉ là, ngươi thật xác định không muốn tìm về tinh quang hồn thể trước sao. Trên mặt Viên Cao Hàn lộ ra nụ cười khổ, nói. Nếu như có thể tìm về thì ta cũng muốn. Chỉ là độ khó quá lớn, hơn nữa hồn thể của ta coi như tạm thời vẫn an toàn. Công Dương chính kỳ nhẹ gật đầu, nói. Nhìn ra được ngươi có nỗi khổ tâm, ta cũng không tiện cưỡng cầu. Ngươi là vị thuật luyện sư thứ hai sau Thiên Chiếu Tử đại nhân có hy vọng trùng kích cửu giai đỉnh phong, có yêu cầu gì thánh vực cũng có thể thỏa mãn ngươi.
Viên Cao Hàn híp mắt lại, Du Du nói. Ta biết rồi. Công Dương Chính ngạc nhiên nói. Ngươi quay về Linh Ti Tháp chờ đi. Viên Cao Hàn đứng dậy liền cáo từ, hóa thành một đạo quang mang bay trở về chỗ của mình. Chủ điện một mảnh trầm mặc, một gã nam tử nhìn không được nói. Công Dương đại nhân thật sự muốn mở ra thông đạo thần đô sao? Lúc trước ba vị đại nhân từng nói. Công Dương Chính Kỳ giương tay đánh cắt đứt lời hắn nói. Viên Cao Hàn đã nói rất rõ ràng, hắn chỉ là dùng danh nghĩa riêng để yết kiến sư phó mà thôi, ta sao có thể ngăn trở chứ? Mấy tên nam tử sau lưng lập tức không lên tiếng nữa. Nam Phong Tuyền nhìn qua Công Dương Chính Kỳ vẻ mặt do dự, khóe miệng nhếch lên dáng tươi cười nghiền ngẫm, giảo hoạt cười nói. Công Dương đại nhân thật sự muốn đi tìm Vi Thanh đại nhân sao? Công Dương Chính Kỳ bỗng khẽ nhúc nhích, sắc mặt lập tức chìm xuống khẽ nói. Nam Phong Tuyền, ngươi chừng nào lại muốn chơi tâm cơ với ta thế? Có ý gì mau nói rõ đi. Nam Phong Tuyền lúc này mới cười cười, nói. Ta lần trước nghe Tiêu Hải Dụ nói, Vi Thanh đại nhân nhúng tay vào việc điều tra chuyện Tống Nguyệt Dương Thành, khiến đại nhân ngài rất không vui. Trong mắt Công Dương Chính Kỳ hiện lên một tia hàn mang, lạnh lùng nói. Ta có vui hay không, lúc nào cần ngươi tới quản? Ngươi chừng nào lại trở nên ân cần, có thể quan tâm đến tâm tình của ta như thế chứ? Ha ha ha! Nam Phong Tuyền che miệng cười, cười đến run rẩy hết cả người, nói. Đừng cho là ta không biết, mâu thuẫn giữa ngài và Vi Thanh đại nhân lớn đến đâu, đáng thương cho Tiêu Hải Dụ bị kẹp giữa hai người, ở chính giữa làm một ten xui xẻo. Bởi vậy mới xin phép nghỉ bế quan tu luyện. Công Dương Chính Kỳ sắc mặt lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Ta thấy người rất nhanh sẽ trở thành người xui xẻo đấy. Nam Phong Tuyền vẫn không giảm vui vẻ, Du Du nói. Ngài lớn tuổi rồi, không biết xấu hổ so đo với một tiểu nha đầu như ta sao? Không thú vị, ta tìm Vi Thanh đại nhân chơi đùa đây, nghe nói hắn gần đây làm ra một ít chuyện chơi đùa, ta đi xem thử có thú vị không đây. Nàng nói xong liền hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh biến mất trên đại điện, chỉ còn lại mùi thơm ngát nhàn nhạt. Công Dương Chính Kỳ nhìn nơi Nam Phong Tuyền biến mất, cau mày lẩm bẩm. Chuyện đùa gì Nam Phong Tuyền, người đây là cố ý để điểm ta gì đó sao? Sắc mặt hắn trầm xuống, xoay người nói. Ôn thư, chuyện hóa thần hải và ma chủ có tiến triển không? Phò ti trưởng ti tình báo Ôn thư vội vàng ra khỏi hàng, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, nói. Hồi bẩm đại nhân, từ sau khi Hứa Diễm đại nhân trở về, theo chúng ta quan sát thì không phát hiện ra tung kích ma chủ nữa, mà bên phía hóa thần hải tựa hồ cũng không có động tĩnh gì, về phần Kỳ Thắng Phong đại nhân. Dường như đã biến mất. Sắc mặt Công Dương Chính Kỳ trầm xuống, quát. Ti tình báo các ngươi đều là đớp cứt sao. Lập tức cút đi cho ta, tăng cường điều tra, còn nữa, nghe ngóng cho ta xem ba tên vô liêm sỉ kia đã chạy đi đâu. Ta cũng không muốn mày dạn mặt dày đi tìm Vi Thanh hợp tác đâu. Vâng, vâng. Ôn thư vội vàng lĩnh mệnh lui ra, trong lòng lại oán thầm, thầm nghĩ tên xui xẻo kia cuối cùng lại rơi vào trên đầu mình. Trong mấy tên nam tử lần nữa đi ra một người, đúng là Hứa Diễm ngày đó ở Hóa Long Trì, sắc mặt hắn ngưng trọng nói. Công Dương đại nhân, nếu dùng thực lực Trác Thanh Phàm cũng không thể giết chết ma chủ, tương lai người phương nào có thể chế ngự hắn chứ? Công Dương cảm thấy cực kỳ đau đầu, vỗ đầu nói. Người chớ nói Trác Thanh Phàm với ta, những phong hào võ đế này không có người nào đáng tin cả. Chuyện ma chủ và Kỳ Thắng Phong quá mức trọng đại, manh mối ta nắm giữ trong tay không nhiều lắm, hai việc này nếu xử lý không tốt, sợ rằng sẽ kinh động đến ba vị đại nhân trong thần đô mất. Hiện giờ thật sự là thời buổi rối loạn, Đông Hải lại nổi lên chiến sự, khiến ta bận rộn đến nổi không có cả thời gian uống chén trà. Hắn bước đi đến trước phương tọa, bưng lên một ly trà uống một hơi cạn sạch, lúc này mới thoải mái được một chút. Tất cả mọi người đều lộ hắc tuyến, đây chẳng phải vừa uống một ly sao. Ôn thư tiến lên phía trước nói. Chiến sự Đông Hải và chuyện Hóa Long chỉ tựa hồ đều quan hệ đến Lý Vân Tiêu kia, ta cảm thấy nhất định phải tìm ra người này. Công Dương Chính Kỳ đột nhiên cảm thấy một hồi cảm giác vô lực, lạnh lùng nhìn hắn nói. Quả nhiên là ý kiến hay. Vậy chuyện tìm Lý Vân Tiêu liền giao cho người đấy. Trên trán Ôn thư tuôn ra mồ hôi lạnh, hận không thể tát mình mấy cái, vội vàng nói. Lý Vân Tiêu kia chúng ta đã nhiều lần dò xét qua, dường như cũng mất tích rồi. Sắc mặt Công Dương Chính Kỳ lập tức phát lạnh, khẽ nói.
Ôn thư đại nhân, phiền toái ngươi trước khi nói chuyện phải động não một chút, ti tình báo vô năng cũng là do ngươi vô năng cả, Thành Hồng Nguyệt đon lệnh truy nã khắp thiên hạ cũng không thể tìm ra người này, nếu dễ như vậy còn cần ngươi đề nghị sao? Vâng, vâng. Ôn thư một hồi phiền muộn, vội vàng lui ra, trong lòng thề sẽ không bao giờ lắm miệng nữa. Hứa Diễm sầu lo nói. Thật sự là tiết tấu thiên hạ đại loạn, ta cảm giác, cảm thấy mọi chuyện ở trong đó dường như đều liên quan đến nhau. Công Dương Chính Kỳ ngưng giọng nói. Loạn thế xuất yêu nghiệt, quả thật có dấu hiệu loạn, nhưng hiện giờ có chuyện cũng không tìm ra đầu mối được, chúng ta không cần gấp. Ánh mắt của hắn có chút lạnh xuống, nói. Chỉ cần chấn trụ 7 đại thế lực siêu cấp và 9 vị phong hào võ đế kia thì dù là loạn thế cũng có thể thản nhiên. Tất cả mọi người thần sắc nghiêm nghị, cung kính tiễn Công Dương Chính Kỳ biến mất trong đại điện, sau đó các tiếng nghị luận nhao nhao vang lên. Giờ phút này, trong lỗ đen không gian trên biển Đông, chiến hạm cửu giai vẫn còn chậm rãi tiến về trước, không ngừng dò xét lấy tọa độ không gian suy yếu. Linh hồn hiển ảnh của Lý Vân Tiêu về lại bản thế, chậm rãi mở mắt ra. Trong con người chớp động lên tinh mang. Yêu Long có chút nghi vấn nói. Tin tức ngươi nói cho Viên Cao Hàn cho phải hơi nhiều không? Như vậy không thể nghi ngờ sẽ quấn mình vào trong vòng xoáy thiên hạ mất. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Vòng xoáy loạn thế này, ta cũng muốn tránh, nhưng ngươi cảm thấy ta tránh được sao? Yêu Long một hồi trầm mặc, nói gì đến chán đi, toàn bộ dấu hiệu loạn thế đều là vây quanh hắn mà lên. Hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quan hệ với hắn cả. Lý Vân Tiêu nói, hiện giờ chuyện phát triển đã không phải là ta có thể khống chế nữa, ta cũng chỉ là một con cơ trong mệnh số thiên võ giới, cục diện toàn bộ đại lục phải dựa vào thánh vực và hóa thần hải mới có thể ổn định, thánh vực càng sớm có chuẩn bị càng tốt. Mà ta cần phải làm chỉ là không ngừng đề thăng thực lực bản thân thôi. Bỗng nhiên, một gã đệ tử Bắc Minh Huyền Cung vội vàng chạy tới, kích động nói. Kháng Thiên trưởng lão, đã tìm được một chỗ tiết điểm nhị cấp rồi. Bắc Minh Kháng Thiên phục hồi tinh thần lại từ trong luyện thể thuật, lơ đễnh nói. Rất tốt, liền đột phá từ tiết điểm này đi. Hắn dường như đã hoàn toàn mê mẩn trong luyện thể thuật, đối với chuyện bên ngoài hoàn toàn không còn chút hứng thú nào nữa. Bắc Minh Lai Phong thấy thế nhíu chặt mày, một vòng hàn quang hiện lên trong mắt, rơi vào trên người Lý Vân Tiêu. Hắn biết rõ tình huống Bắc Minh Kháng Thiên hiện giờ tất nhiên có quan hệ với tin tức mà Lý Vân Tiêu nói cho hắn lúc trước. Lý Vân Tiêu cảm nhận được ý bất thiện của Bắc Minh Lai Phong, lạnh nhạt cười nói. Lai Phong công tử xem ra đã hoàn toàn khôi phục a, ánh mắt lợi hại, trung khí no đủ, thật đáng mừng. Đùng! Bắc Minh Lai Phong bóp chặt tay, trên mặt hiện lên một tia lửa giận, liền quay đầu đi không hề để ý tới nữa. Trên chiến hạm bắt đầu tách ra từng đạo hào quang. Đúng là dấu hiệu các loại công kích trận pháp khởi động, thanh âm ầm ầm tê càng lúc càng lớn. Tất cả mọi người cảnh giới ra, sắc mặt ngưng trọng nhìn qua không gian đen kịt bên ngoài chiến hạm, không ai biết oanh kích tiết điểm sẽ xảy ra chuyện gì cả. Trên một mảnh hải vực rộng lớn, bầu trời xanh vạn dặm, thất sắc thải hà như thải long cấp thủy, vắt ngang trên trời cao. Đầu kia cầu vòng là một tê hòn đảo cự đại, bao phủ trong linh vụ, không thể thấy rõ diện mạo trong đó. Chỉ là ẩn ẩn có hào quang lập lòe, có cấm chế cực kỳ lợi hại bố trí trong đó. Xa vạn dặm trên không cự đảo, mấy đạo nhân ảnh lâm lập trên không trung, tựa hồ đang trò chuyện gì đó với nhau. Trong đó ba người tướng mạo quái dị, một người trên đầu phủ kín điểm lõm, một người trên trán có sừng dài, còn có một người càng thêm khủng bố, trên cái cổ lớn vậy mà mọc ra hai cái đầu lâu, một đen một trắng, thần sắc không đồng nhất. Hai người ở đối diện ba người, một người hình thể cực lớn, cũng là đầu thú thân người, trên thân thể khôi ngô phủ một tầng lân giáp, còn có một người áo trắng như tuyết, da thịt như ngọc, tóc dài như thác nước phủ xuống, đúng là một nữ tử tuyệt sắc. Sắc mặt nữ tử có chút trắng bệch, khuyết thiếu huyết sắc, nhưng lại càng thêm tăng thêm một loại lãnh ngạo, xinh đẹp khiến người không dám nhìn thẳng. Ba tên tướng mạo quái dị kia ở trước mặt nữ tử tựa hồ có chút tự ti mặc cảm, cũng không dám nhìn thẳng vào hai mắt như nước của nữ tử. Nhưng ở trong lúc lơ đãng lại toát ra vẻ khát vọng, ánh mắt tham lam dừng lại trên người cô gái, không thể rời đi được. Thủy Thiên cô nương mời ba người chúng ta tới không biết có chuyện gì. Tên hải tộc trên trán có sừng dài kia liếm lấy môi dưới, trong mắt chớp động hào quang, hàm tiếu nói. Đúng vậy a, huyễn bảo đại hội đảo hãm không quần anh hội tụ, có thể nhận thức Thủy Thiên cô nương chính là chi qua ta tam sinh hữu hạnh,
bất luận có việc gì khó, chỉ cần Thủy Tiên cô nương nói ra, chi qua ta xông pha khói lửa cũng phải giúp cô nương hoàn thành. Tên hải tộc trên đầu đầy điếm lõm kia cũng vỗ ngực một cái, lời thề son sắt. Cuối cùng người có hai đầu hắc bạch kia hai đầu cũng không ngừng gật gật, nhìn quả thật sự có chút buồn cười. Bạch y nữ tử Thủy Tiên sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói. Cũng không có đại sự gì, nghe nói ba vị thực lực không tầm thường, ta muốn biết một chút về thủ đoạn của ba vị, không biết Thủy Tiên có may mắn đó không? Ba người đều sững sờ, sau đó lộ ra vẻ cổ quái và làm khó. Tên hải tộc trên trán có sừng dài nói. Không phải là chúng ta không muốn, chỉ là thần thông mạnh nhất đều là át chủ bài của chúng ta, há có thể đơn giản hiển lộ. Yêu cầu này của Thủy Tiên cô nương có chút khó xử chúng ta rồi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Hai người còn lại đều nhao nhao phụ họa, Chi Quang cũng à không ngừng lắc đầu, hiển nhiên sẽ không đồng ý. Bạch thủ trong hai đầu của tên hải tộc song thủ kia nói. Nếu bàn về thực lực, trong Huyễn Bảo Đại hội người thực lực hơn chúng ta cũng có một đống, Thủy Tiên cô nương sao lại có hứng thú với chúng ta chứ? Hai người khác cũng hết sức tò mò, dựng đứng lỗ tai lắng nghe. Thủy Tiên vẻ mặt bình tĩnh, phản ứng của ba người tựa hồ cũng trong dự liệu của nàng, lạnh nhạt nói. Ba vị không cần khẩn trương, ta chỉ cần các ngươi thi triển ra thần thông hỏa hệ của bản thân một chút là được. Thần thông hỏa hệ. Sắc mặt ba người biến hóa, mỗi người đều trở nên cảnh giác, đặc biệt là tên hải tộc đầu mọc sừng dài kia đồng tử càng co rút lại, ánh mắt lạnh dần. Chi qua nhìn hai người khác, rồi mới lên tiếng. Cái này khó trách. Thì ra Thủy Tiên cô nương cảm thấy hứng thú đối với thần thông hỏa hệ. Chỉ là ta rất ngạc nhiên, Thủy Tiên cô nương làm sao biết ba người chúng ta tu luyện thần thông hỏa hệ chứ? Mặc dù là ta, cũng chỉ có chút cảm ứng được hắc bạch song thủ tựa hồ có công pháp hỏa hệ rất mạnh. Phải biết rằng lực cảm giác của chi qua ta đối với hỏa hệ cũng không phải mạnh bình thường đâu. Thủy Tiên nói, cái này không có gì quá kỳ quái cả, ta có một kiện huyền khí cảm ứng mà thôi. Đối với võ giả tu luyện có công pháp hỏa hệ ta có thể trực tiếp cảm ứng được. Ba người lúc này mới thoáng buông lỏng cảnh giác, Chi Qua nói. Thì ra là thế, chỉ không biết Thủy Tiên cô nương muốn xem thần thông hỏa hệ là có dụng ý gì. Chỉ cần có thể nói ra nguyên do, nếu ba người chúng ta có thể tiếp nhận thì tự nhiên sẽ không keo kiệt. Hắc bạch song thủ mắt nhìn lẫn nhau, cũng đều nhẹ gật đầu, duy chỉ có tên hải tộc sừng dài vẫn không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thủy Tiên. Trong đôi mắt đẹp của Thủy Tiên vẫn không hề bận tâm, lạnh nhạt nói. Không có nguyên do gì cả, chỉ là của ta muốn nhìn thôi, chẳng lẽ không thể sao? Thanh âm của nàng cực kỳ nhu hòa, nghe vào tai khiến lòng người ấm áp, nhịn không được liền muốn đáp ứng. Nhưng ba gã nam tử đều là cao thủ hải tộc rất mạnh, há có thể bị chút vũ mị của nữ nhân hấp dẫn, đều lộ ra nụ cười lạnh. Hắc thủ của hắc bạch song thủ rầm gì nói. Nếu là như thế. Vậy thì thật sự xin lỗi, thần thông võ kỹ của chúng ta chỉ dùng để giết người, mà không phải dùng để biểu diễn.